hỏa điểu gáy to, linh lực lao nhanh trùng kích đến kinh mạch, xuyên suốt qua linh văn khí hải. Mênh mông liệt diễm mãnh liệt xuất hiện không ngừng liên tục rót vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Ngươi phải bao nhiêu học một chút cơ sở đan thuật, dựa theo ấn ký của đan hoàng cổ kinh trong ngươi, mỗi lần xuất hiện mấy loại mới đều phải luyện đến thuần thục. Đem các loại dược thảo nhớ đến thật nhuần nhuyễn trong đầu. Sau đó lại thử nghiệm nghiên cứu đan dược mới, đối chứng làm thuốc. Linh hồn đan hoàng lại nhịn không được nên quở trách Khương Phàm. Lấy thân phận và địa vị của mình, rơi xuống trong ý thức ai cũng đều kinh sợ, hận không thể mỗi ngày đẩy ra ngoài để thỉnh giáo. Tiểu tử này thì hoàn toàn xem hắn như dự bị, nghĩ đến liền dùng, còn không có chút khách khí nào. Sau này từ từ học, ta còn nhỏ. Khương Phàm lúng túng đáp lại hai câu, tiếp tục định thần luyện chế đan dược. Không nhỏ nữa, đã 13 rồi, đồng ý với ta, sau khi về La Phù lấy ra chút thời gian, nghiên cứu đan thuật một chút, được không? Linh hồn đan hoàng suýt chút nữa đã muốn chửi thề nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói lời nhỏ nhẹ. Nhất định, trở về ta sẽ bế quan nửa năm, nghiên cứu đan thuật. Nếu ngài cảm giác tư chất ta không được, ngài liền từ bỏ ta. Khương Phàm cũng cảm giác đối xử với một vị lão tổ tông như thế đúng là không quá phù hợp. Nếu như ngươi nghiên cứu đan thuật, nửa năm không đủ, một năm đi. Ngài, cái này. Khương Phàm lắc đầu, ta không nói nửa năm, ngươi cũng không đẩy tới một năm. Cứ một năm đi, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ đan thuật thế giới chân chính là như thế nào, ngươi thể hiện cho ta thấy thiên phú của ngươi. Linh hồn đan hoàng không cho Khương Phàm cò kè mặc cả thời gian, nhắc nhở hắn tập trung tinh lực. Đại hoàng tử mang người đến, khí thế hung hăng xông vào trang viên đại hội đan tông. Đại điện hạ ngươi rốt cuộc muốn. Thường Lăng mang người nghênh tới, vừa muốn trách cứ, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy được thiếu nữ trong tay đại hoàng tử. Tịch Giao, thật sự là Tịch Giao. Thường Lăng và bọn thị vệ đều run lên trong lòng. Xong, đại hoàng tử muốn làm khó dễ. Thế nhưng, Tịch Giao không phải đã giao cho Nạp Lan Thanh Diệu sao? Chẳng lẽ bị giao ra rồi? Tên hỗn đản kia dám đắc tội đan quốc. Tịch Giao, cút ra đây, nếu không bây giờ ta sẽ lập tức phế bỏ muội muội ngươi. Nàng vì cứu ngươi đã hiện để bị bắt, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng bị phế bỏ sao? Đại hoàng tử bóp lấy cổ Tịch Nhan giơ lên giữa không trung lên tiếng hô to. Tịch Nhan mặc dù đau đớn nhưng vẫn chỉ nhếch môi thờ ơ. Muội muội, Thường Lăng âm thầm thở phào, Tịch Giao xác thực có một người muội muội. Không đúng. Không phải đã chết rồi sao? Tịch Giao, cút ra đây cho ta. Nếu không ta sẽ phế đi linh văn của nàng. Đại hoàng tử lên tiếng hô to, âm thanh rung động trang viên. Các thị vệ kim giáp cẩn thận cảm nhận được năng lượng lay động trong trang viên. Hình Luyện, Đinh Linh Lung đều nhắm mắt lại, kích hoạt thánh linh văn tìm kiếm dao động của thánh văn khác. Đại điện hạ, ta lại nói một lần cuối cùng. Nơi này, không có Tịch Giao. Thường Lăng đã có lực lượng. Thái độ lại lần nữa cường ngạnh. Tìm kiếm cho ta. Đại hoàng tử thét lên ra lệnh, hoàn toàn không để ý đến thái độ Thường Lăng. Trưởng lão Kỳ Thiên Điện, trưởng lão võ viện toàn bộ phân tán đến trang viên tự mình dò xét dưới đất, trong hồ nước và các nơi bí ẩn khác. Bọn thị vệ thì đem các thiếu niên luyện đan sư và tất cả mọi người trong trang viên gom lại phía trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bọn người Đinh Linh Lung lắc đầu. Không có cảm nhận được dao động của thánh văn khác. Không có phát hiện Tịch Giao. Không có tra được khí tức khác. Các trưởng lão cũng liên tiếp trở về. Thiếu một mình Nạp Lan Thanh Diệu. Ánh mắt Hình Luyện lại tìm trong đám người nhưng không thấy được Nạp Lan Thanh Diệu đâu cả. Hắn đi rồi, hắn nói nơi này bị phá đến không ở được nữa nên hắn đã về dinh thự Nạp Lan ra. Thường Lăng nói ra, thời gian dài như vậy, chỉ mong Nạp Lan Thanh Diệu đã giấu Tịch Giao đi. Hình Luyện nhắc nhở đại hoàng tử. Ta vẫn nghi ngờ tiểu tử đó có vấn đề. Toàn thể võ viện ở lại tiếp tục tìm kiếm cho ta. Đại hoàng tử càng hoài nghi nơi này, tuy nhiên cũng phải điều tra Nạp Lan Thanh Diệu thêm nữa. Đắc tội. Viện trưởng võ viện đứng ở trước mặt Thường Lăng, hắn phất tay lên, toàn bộ các trưởng lão vừa tụ trở về liền lập tức giải tán, tiếp tục tìm kiếm. Đại hoàng tử mang theo người của Kỳ Thiên Điện chạy tới dinh thự Nạp Lan ra. Cố chịu đựng, nuốt hết toàn bộ cửu linh dưỡng nguyên đan cho ta. Linh hồn đan hoàng đang khẩn trương kích thích ý thức Khương Phàm. Khương Phàm đau đớn co do,
toàn thân đều bị liệt diễm mãnh liệt nuốt hết, cháy hừng hực. Trong liệt diễm có màu vàng tôn quý, càng có huyết sắc bạo ngược. Trước đó quá trình luyện đan đang rất tốt, nhưng bởi vì sốt ruột lại liên tiếp bị thúc dục nên linh nguyên đã biến đổi càng nghiêm trọng hơn. Kim quang một lần nữa lấp đầy khí hải, khôi phục hoàn toàn linh nguyên và linh văn, một khắc này, sát lục chi hỏa lại tạo ra phản vệ sau cùng. Toàn thân Khương Phàm nóng hổi, hắn đau đớn nuốt vào mấy viên linh đan cuối cùng. Khí hải đại bạo động, thủy triều cuồn cuộn đụng chạm vào linh nguyên. Linh văn nở rộ lên tia sáng chói lóa khống chế kinh mạch toàn thân, khí hải càng cùng linh nguyên chiếu rọi lẫn nhau. Sát lục chi hỏa liên tiếp phản kích nhưng sớm đã bị ngăn chặn, sau cùng đã điên cuồng nhưng chú định đã thất bại. Khi liệt diễm toàn thân Khương Phàm hoàn toàn biến thành màu vàng, khí hải bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh. Hỏa điểu vỗ cánh gáy to, lệ khí phấp phới trong khí hải, hung uy chấn nhiếp tàn đao. Cẩn thận quan sát lại, vị trí trên trán nó đã xoay quanh ra một sợi huyết sắc, giống như là con mắt, nhấc lên huyết quang. Khương Phàm nằm ngửa trên sàn nhà, kịch liệt thở hổn hển, toàn thân giống như hư thoát, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được một lực lượng mênh mông đang lưu chuyển khắp toàn thân, tinh thần và khí lực đều đang khôi phục. Nhanh dò xét linh văn. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Linh văn. Khương Phàm cẩn thận cảm nhận linh văn, một lát sau bỗng ngồi xuống. Thế nào? Linh hồn đan hoàng đều có chút sốt ruột. Hình như, không giống với lúc trước. Khương Phàm cảm giác trên trán rất nóng, nhiệt độ trùng kích ý thức cũng khuếch tán đến toàn thân. Trước đó mặc dù vẫn luôn rất ấm áp nhưng cũng không có loại năng lượng như bây giờ. Kinh mạch, khí hải, đều không có thay đổi gì, nhưng linh nguyên lại thay đổi, nó đã càng trở nên chân thực hơn, càng trở nên có linh tính hơn cũng càng thêm phần thần bí lại kỳ dị hơn nữa. Mỗi sợi lông vũ như đều có thể thấy rõ ràng. Ha ha, đại thừa thánh văn. Linh hồn đan hoàng toát ra cảm xúc phấn chấn khó mà kìm lại được. Đại thừa thánh văn còn có khác nhau. Trước đó Khương Phàm đã nghe cô nói qua. Thánh linh văn còn chia làm 3 đẳng cấp, hỗn nguyên thánh phẩm, đại thừa thánh phẩm và cao hơn chính là chí tôn thánh phẩm. Chênh lệch giữa tam phẩm tương đương với tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm vậy. Linh hồn đan hoàng không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể biến hóa nhanh như vậy, cũng nói linh văn liệt diễm xác thực có tác dụng với chu tước yêu hỏa của Khương Phàm. Khương Phàm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thánh phẩm đã vô cùng cường đại, lại còn có chia nhỏ ra. Thánh phẩm linh văn mà chúng ta nói tới bình thường đều là chỉ hỗn nguyên thánh phẩm. Bởi vì muốn lên tới đại thừa thánh phẩm quả thật quá khó khăn. Ý của ngài là, thánh phẩm linh văn đều có thể thông qua tu luyện mà có thể thăng hoa. Trên lý luận xác thực là như vậy, đây cũng là nguyên nhân trong thánh phẩm được chia nhỏ thành tam phẩm khác nhau. Khương Phàm dùng sức nắm chặt tay, dâng lên kim viêm hừng hực. Đại thừa thánh phẩm, sẽ là uy lực gì? Đại thừa thánh phẩm dùng để luyện đan, đó là không thể tốt hơn. Linh hồn đan hoàng tranh thủ thời gian uốn nắn, quan niệm sai lầm của Khương Phàm, chỉ dẫn hắn cân nhắc đến chuyện luyện đan. Khương Phàm tản hỏa diễm ra, lắc đầu cười khổ. Lão nhân gia vẫn rất chấp nhất. Khương Phàm thu hồi cửu hoàng luyện thiên đỉnh, đem đan dược giải độc bỏ vào thanh đồng tiểu tháp. Dược liệu có hạn, chỉ luyện được 9 viên, mỗi ngày 1 viên, kiên trì dùng, chờ trở lại La Phù, ta sẽ luyện nhiều hơn cho Ngô ươi. Cảm ơn ngươi. Tịch Giao bị tra tấn mỏi mệt không chịu nổi, nàng cố gắng ăn vào một viên thuốc. Các ngươi, không sao chứ? Chúng ta vẫn ổn, đại hoàng tử bị người của ngươi an bài hấp dẫn. Người của ta an bài. Thành Đông phát hiện một người giống ngươi như đúc, tạm thời giải vây. Đừng lo lắng, coi như đại hoàng tử trở lại, chúng ta cũng không sợ. Giống như ta. Tịch Giao đang mê loạn đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Đó là muội muội ta. Muội muội ta còn sống. Nha đầu này, Khương Phàm, cứu nàng. Tịch Nhan. Vẻ mặt Khương Phàm thay đổi, làm sao nàng lại theo tới nơi này. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận hỗn loạn. Đại hoàng tử mang người xông vào dinh thự. Công tử, khách trong nhà đưa cho ngài. Thị vệ Nạp Lan gia chạy đến, đưa cho Khương Phàm một mảnh vải. Tịch Nhan. Khương Phàm kinh ngạc nhìn chữ ghi trên vải, còn có, phối hợp Tịch Nhan, toàn diệt thánh văn. Đây là vương gia để lại. Có ý gì? Vương gia làm sao lại biết Tịch Nhan? Chẳng lẽ, trước khi Tịch Nhan vào thành đã chạm mặt với vương gia? Hay là,
Khương Phàm dâng lên hỏa diễm trong tay đốt hoàn toàn mảnh vải, sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Vừa đi vừa hiểu ý nghĩa của mấy chữ vừa rồi. Phối hợp, toàn diệt, thánh văn, đại điện hạ, Lang gia hoàng triều đúng là hoàng thất, nhưng chúng ta cũng có bí mật riêng, cũng có quyền lợi riêng. Nạp Lan Thanh Lạc mặc dù rất kiêng kỵ tên điện hạ cường thế này nhưng nàng vẫn rất phản cảm cách đối phương cho dù đi đến đâu vẫn muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, không kiêng nể gì cả. Ta tìm đến Nạp Lan Thanh Diệu, nếu không, ta lui ra ngoài, gõ cửa lần nữa. Thái độ của đại hoàng tử so với trong trang viên đã khá hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là lời nói bên ngoài, tư thái vẫn cường thế cao ngạo như cũ. Không cần. Ta đã phái người đi mời Thanh Diệu, điện hạ chờ một lát. Nạp Lan Thanh Lạc mặc dù rất phản cảm nhưng cũng không dám trực tiếp xung đột với đối phương. Chuyện trong thành ngươi cũng đã rõ ràng. Bây giờ toàn thành lùng bắt, nên đều tra xét các nơi, bao gồm cả trang viên đại hội Đan Tông. Nhưng hình như chỉ có nơi này còn chưa có người đến cha. Ta rất tôn trọng Nạp Lan gia, đặc biệt tự mình tới chào hỏi, hy vọng Nạp Lan cô nương hiểu. Đại hoàng tử cười nhạt nói, tùy ý đánh giá tòa dinh thự xa hoa này. Nạp Lan Thanh Lạc rất tức giận, trước đó rõ ràng đã có người đến điều tra, còn lật cả đáy lên trời. Tuy nhiên đại hoàng tử nói không có thì chính là không có. Ngài có thể tùy tiện tra. Tản ra, không được đụng hỏng đồ. Đồ của Nạp Lan gia đều rất đắt, các ngươi đều không đền nổi. Tuy nhiên vẫn phải tra xét cẩn thận cho ta. Đại hoàng tử gật đầu với bọn thị vệ. Bọn thị vệ lập tức tràn ra cẩn thận tìm kiếm khắp nơi trong dinh thự. Nạp Lan Thanh Lạc không sợ bọn họ điều tra, bởi vì người của Khương gia sớm đã rút khỏi nơi này. Nạp Lan cô nương, ta rất hiếu kỳ, các ngươi đã có thánh linh văn, tại sao lại còn muốn giấu đi? Đại hoàng tử cẩn thận thưởng thức vị nhị tiểu thư Nạp Lan gia này, dáng dấp không tệ, khí chất cũng tốt, còn có quý khí đại gia khuê tú. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến loại nữ tử này. Nguyệt nhãn linh văn, có thể dò xét linh bảo, càng có thể dò xét lòng người. Mặc dù Nạp Lan Thanh là còn không đạt được trình độ nhìn trộm lòng người nhưng nhất định có thể phỏng đoán ra chút gì đó. Tây Cương lân cận La Phù, tặc nhân đông đảo, Thanh Diệu sớm đã bại lộ. Rất có khả năng sẽ bị thương tổn. Cho nên, vẫn giấu kín đến bây giờ. Nạp Lan Thanh Lạc bình tĩnh ứng phó. Đại hoàng tử cười lạnh trong lòng, chính là để phòng ta thôi. Vì sao lại muốn đưa đến đại hội Đan Tông? Thanh Diệu muốn sống. Ồ, hắn tiên đoán được nguy hiểm gì sao? Từ khi đệ ấy thức tỉnh sát lục chi hỏa trở đi thì đã rõ vận mạng của mình. Nạp Lan Thanh Lạc đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, giải thích nói. Thánh Linh Văn, lúc đầu thật rất vui mừng, toàn bộ Tây Cương đều có thể có duy nhất một mình đệ ấy. Hết lần này tới lần khác lại là sát lục chi hỏa, Thanh Diệu nhất định sẽ chết thảm tại sinh tử cảnh. Nếu như dừng ở linh hồn đỉnh phong, đệ ấy lại không cam tâm. Muốn vượt qua sinh tử cảnh, chỉ có thể dựa vào đan dược. Cho nên từ ban đầu đệ ấy đã liền đem tinh lực đặt ở trên luyện đan, nên mới có tạo nghệ hôm nay. Đại hoàng tử giật mình. Thánh Linh Văn nếu như dừng bước tại linh hồn cảnh, xác thực rất tiếc nuối, nếu như xâm nhập sinh tử cảnh, linh hồn bị giết chóc tràn ngập, lúc nào cũng có thể sẽ chết thảm. Thế nhưng những năm này chúng ta đã bí mật tra duyệt hết các loại tư liệu, kết quả đều không có tra ra được đan thuật nào có thể áp chế khí tức sát lục, hay là cách nào có thể cam đoan vượt qua được sinh tử cảnh. Nơi duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có Đan Quốc. Mặc dù Thanh Diệu chỉ là nghĩa tử, nhưng phụ thân lại xem đệ ấy như con ruột. Cho nên thà rằng từ bỏ, hay dù là đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, cũng phải đưa đến Đan Quốc. Nạp Lan Thanh Lạc nói đến đây, còn rất khéo léo mông lung đôi mắt, cúi đầu. Hoàng thất, tài nguyên rất rộng, nhưng cũng tiếp xúc rất nhiều vấn đề. Muốn nói ai có thể cứu Nạp Lan Thanh Diệu, Đan Quốc có thể, Hoàng thất cũng có thể. Đại hoàng tử đồng ý với lời giải thích của Nạp Lan Thanh Lạc. Dù sao, trong tiềm thức hắn đã nhận định Nạp Lan Thanh Diệu chính là nghĩa tử của Nạp Lan gia. Chúng ta hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của Thanh Diệu. Nạp Lan Thanh Lạc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Khương Phàm từ đằng xa đi tới. Có thể là những lời Nạp Lan Thanh Lạc nói vừa rồi đã có tác dụng, ánh mắt đại hoàng tử nhìn Khương Phàm đã không còn bén nhọn như vậy nữa. Chỉ cần có nhược điểm liền sẽ khống chế được. Nếu như mình có thể đảm bảo cho hắn bình ổn vượt qua sinh tử cảnh, gia hỏa này khẳng định sẽ quy thuận hắn. Mà, so với Đan Quốc,
thái tử sắp khâm định là hắn đây không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng tên sát lục chi hỏa này. Nếu như sát lục chi hỏa đột phá sinh tử cảnh, thực lực là không cách nào tưởng tượng nổi. Điện hạ, Hình Luyện lại giật dây ngài đến cha ta rồi sao? Chúng ta trước đó có thù sao? Hay là ngươi lo lắng ta tiến vào hoàng thất? Khương Phàm đi tới, lập tức chỉ vấn đề đến Hình Luyện. Ta không nhằm vào cá nhân ai, ta chỉ hoài nghi bất luận kẻ nào đáng ngờ. Hình Luyện đối đầu với Khương Phàm. Ta nhắc lại một lần nữa, ta tới tham gia đại hội Đan Tông. Ta tuyệt đối không xen vào bất cứ chuyện không quan hệ gì. Ta càng sẽ không lấy vận mạng Nạp Lan ra chúng ta ra nói đùa. Ngươi có thể hoài nghi bất cứ kẻ nào, nhưng ngươi không được hoài nghi đến ta. Trong lòng Khương Phàm đã phán án tử hình với tên gia hỏa này, trước đó còn đang lo lắng sẽ cứu hắn trở về La Phù, bây giờ. Chết đi! Thẩm Đông Sơn hất kim giáp lên, khí thế hùng hồn, lạnh lùng nhắc nhở Khương Phàm, nói. Trước tiên, ngươi giao Thanh Đồng Tiểu Tháp ra. Không giao, ngươi giết chết ta sao? Ánh mắt Khương Phàm đối đầu Thẩm Đông Sơn. Tiểu tử, ngươi còn không có tư cách cuồng ngạo với ta. Thẩm Đông Sơn lạnh mặt lại, hắn chính là tâm phúc của đại hoàng tử, càng là lợi kiếm của đại hoàng tử, còn chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với hắn như thế. Đông Sơn, không nên kích động. Đại hoàng tử đưa tay ngăn Thẩm Đông Sơn lại, nhìn thiếu niên gần ngay trước mắt. Chúng ta đến nói chuyện lựa chọn của ngươi, tình huống của ta, ngươi hẳn là đã hiểu. Vị trí thái tử, trừ ta ra thì không còn có thể là ai khác cả. Đại hoàng tử cũng không phải cuồng ngạo, mà bây giờ hắn xác thực có tư cách nói ra những lời này. Trước có công lao trọng thương La Phù, sau có hai đại thánh văn bảo vệ Hình Luyện, Tịch Giao, bây giờ lại mạnh mẽ thu được Đinh Linh Lung. Nếu như lại có thêm Nạp Lan Thanh Diệu nữa, hắn sẽ có được tứ đại thánh văn, lực ảnh hưởng và tiềm lực đủ để cho hoàng thất kính sợ. Thậm chí có thể làm cho những hoàng triều khác xung quanh đều kinh hãi. Mặc dù Đan Quốc có luyện đan sư, nhưng chờ khi ta kế vị, ta có thể lấy tên hoàng triều, lấy thuốc khắp thiên hạ này. Ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, cũng sẽ giúp ngươi vượt qua sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh rất đặc thù, ta không thể cam đoan ngươi sẽ thành công tuyệt đối, nhưng ta nhất định có thể để ngươi khả năng sẽ to lớn hơn so với Đan Quốc. Mà, nếu gia nhập Đan Quốc, ngươi sẽ ở vào bị động, thần phục ta. Người đi theo giúp ta. Quân lâm thiên hạ. Đại hoàng tử bỗng nhiên phất tay, một khí thế cường thịnh bá đạo vô hình tràn ngập. Không giận tự uy, bá khí bốn phía. Đáy mắt Đinh Linh Lung lấp lóe tinh mang, nàng rất ưa thích khí thế này, cũng chỉ có nam tử như vậy mới xứng có được mình. Khương Phàm vẫn yên lặng không nói, nhưng lại chau mày, rõ ràng là đang suy nghĩ. Đại hoàng tử chú ý đến nét mặt của hắn, trước nay hắn chưa có kiên nhẫn như vậy. Bọn người Sử Uyên ở phía sau nhìn đến nhíu chặt mày lên, hắn thật muốn gia nhập sao? Nếu như bắt được Tịch Giao lại khống chế Tịch Nhan. Tiềm lực của đại hoàng tử, quá kinh khủng. Nếu như mang theo mũ đại thánh văn trở lại hoàng thành, hội tộc lão hoàng thất hoàn toàn có thể để cho đương kim nhân hoàng trực tiếp thoái vị. Khương Phàm dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, sâu hít một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nói. Ta gia nhập, nhưng ta có một điều kiện. Xin đại điện hạ thiện đãi Nạp Lan gia. Ta có thể không còn là người của Nạp Lan gia, nhưng tuyệt đối không bỏ qua nơi đó. Ha ha, tốt. Đại hoàng tử ngẩng đầu cười to, toàn thân nổi lên từng đợt sóng nhiệt. Một cái hy vọng, vượt qua sinh tử cảnh, cũng đủ để khống chế Nạp Lan Thanh Diệu. Gia hỏa này còn giống như rất trọng tình nghĩa, vậy có thể dùng Nạp Lan gia khống chế hắn. So với dùng thuốc độc càng khống chế triệt để hơn. Người như vậy lại cho hắn hiện ra hoàng quyền, địa vị, nhất định có thể một mực trung thành. Ta còn có điều kiện. Khương Phàm lại nói. Ngươi nói xem. Ta muốn tĩnh tâm tu võ, luyện đan, không tâm tư ứng phó tiểu nhân, nếu hắn hãm hại ta, ta sẽ giết hắn. Khương Phàm đưa tay chỉ hướng Hình Luyện. Ta không rảnh hãm hại ngươi. Sắc mặt Hình Luyện đột nhiên lạnh. Ha ha. Đại hoàng tử nhìn hai vị thánh văn ở trước mặt mình tranh đấu. Lộ ra một nụ cười tà ác. Thánh văn cao quý đến đâu, cường đại tới đâu, thiên phú tới đâu, ở trước mặt hoàng quyền. Cuối cùng cũng chỉ là vũ khí mà thôi. Có hoàng quyền trong tay, hắn có thể quyết định sinh tử vinh nhục của bất cứ người nào. Bọn thị vệ hoàng thất liên tiếp trở về, những nơi nên tra đều đã tra hết, không có phát hiện Tịch Giao.
ngay cả một thiếu nữ cũng đều không có. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo bên cạnh ta. Đại hoàng tử bóp lấy Tịch Nhan, mang theo Khương Phàm rời khỏi dinh thự. Hắn muốn tới trước mặt Thường Lăng, tuyên cáo thắng lợi của mình, sát lục hỏa văn. Đã thuộc về hắn. Đan quốc trước mặt hoàng thất đã thất bại. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn bọn hắn rời khỏi, trong lòng tuôn ra một cảm giác kích thích trước nay chưa từng có. Trò hay đang diễn ra. Một bóng người đứng ở nóc nhà đằng xa, sau khi nhìn bọn hắn rời khỏi cũng đã lặng yên lui vào trong bóng đêm. Dinh thự Nạp Lan gia ở khu vực phồn hoa trong ngoại thành. Trang viên đại hội Đan Tông thì ở khu vực trung tâm nhất nội thành. Khoảng cách chừng 70 dặm, trước sau cách nhau 18 con đường. Cũng may thành hoàng phủ đã giới nghiêm toàn diện, không có mấy người dám hoạt động ở trên đường. Trong màn đêm, đội xe đi qua con đường trống trải thẳng đến khu nội thành. Khương Phàm bị mời đến bên trong xe vua. Bên trong vô cùng rộng rãi, còn rất xa hoa, giống như là một gian phòng được tỉ mỉ trang trí. Ngoại trừ Hình Luyện và Đinh Linh Lung ra thì còn có Tịch Nhan đang bị phong bế kinh mạch. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần luyện đan, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên tu luyện võ pháp. Chuyện đan dược ta sẽ phụ trách. Đại hoàng tử ngửa lưng tựa trên giường êm, đưa cho Khương Phàm mệnh lệnh. Hắn muốn không phải đan sư mà là một sứ giả hung tàn, khủng bố, lại cực kỳ cường đại, có thể thay hắn dọn sạch tất cả chướng ngại. Đương nhiên, hắn cũng muốn bồi dưỡng Hình Luyện thật tốt. Chỉ có gia hỏa này, mới có thể giúp hắn kiềm chế cũng như khống chế lại sát lục chi hỏa. Đại điện hạ, ngài không thấy nàng có chút cổ quái sao? Khương Phàm quan sát tỉ mỉ Tịch Nhan, đây là lần đầu tiên hắn quan sát nữ hài nhi này ở khoảng cách gần như vậy. Ngoại trừ màu sắc linh văn ra thì nàng hoàn toàn giống Tịch Giao như đúc. Ta rất chờ mong nàng có thể náo ra chút gì đó. Đại hoàng tử không sợ Tịch Nhan có tính toán, hắn chỉ sợ Tịch Giao không xuất hiện nữa. Ta có thể xem linh văn nàng một chút không? Khương Phàm quan sát Tịch Nhan, chuẩn bị tiếp xúc dưới với nàng, ít nhất phải xác định, phối hợp, mà vương gia nói tới là có ý gì. Đại hoàng tử híp mắt lại, nhìn hắn một hồi. Ở bên cạnh ta, đầu tiên là phải biết quy củ. Ngươi có thể có cá tính riêng, nhưng đó là ở bên ngoài. Chỉ cần đứng ở trước mặt ta, trong đầu của ngươi đầu tiên phải ý thức rõ ràng được ai là chủ tử. Thứ không nên nói thì đừng nói. Chuyện không nên làm chuyện thì đừng làm. Nếu như chưa quen thì từ từ làm quen. Đại hoàng tử mang theo nụ cười nhạt trên mặt, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại để cho người ta có một cảm giác áp bách như mưa sa gió rét. Ngay cả Hình Luyện đều không thể không thừa nhận, vị trưởng tử hoàng thất này từ thuở nhỏ đã được bồi dưỡng ra được uy thế như vậy, đó cũng không phải là thứ mà những đệ tử tông môn bọn hắn đây có thể có được. Khương Phàm ngồi xuống, không nói thêm lời. Tịch Nhan rất bình tĩnh, cứ như không biết tình cảnh của mình bây giờ là như thế nào vậy. Vi Thừa Long còn sống không? Đinh Linh Lung hỏi Khương Phàm, nàng rất may mắn vì mình kịp thời hiến thân. Nếu như đến bây giờ mới đầu nhập vào thì tuyệt đối sẽ không có hiệu quả tốt. Mà, đại hoàng tử đã có được sát lục chi hỏa, hoàn toàn có tư cách kế thừa hoàng vị. Chờ đợi mình sẽ là hôn lễ trang trọng, mình cũng sẽ trở thành thánh văn hoàng phi đầu tiên của Hoàng Triều Lang gia 200 năm qua. Tạm thời vẫn còn sống. Đinh Linh Lung nhắc nhở. Nếu đã trở thành người của điện hạ thì vẫn là nên thả hắn đi, đừng gây thêm phiền toái cho điện hạ. Thật ra ngược lại ta lại cảm thấy, hẳn là phải chờ Vi Thiên Quân tự mình đến trước mặt điện hạ đòi người, suy nghĩ thêm là thả hay không thả, hoặc làm sao thả. Khương Phàm vừa nói xong, miệng đại hoàng tử ở nơi đó đã từ từ toét lên ý cười. Không tệ, tiểu gia hỏa này vẫn rất thông minh, có thể bồi dưỡng tốt được. Đúng vào lúc này, xe vua đột nhiên dừng lại. Người nào? Hữu Kim vệ, Quan Hoa Vinh hét lớn, tiếng như lôi đình. Vang vọng phố dài. Toàn thể bọn thị vệ hoàng thất đều đề phòng, nhiều loại linh văn nở rộ trên trán, sáng đến chói mắt, năng lượng thiên địa đều đang rung chuyển. Tại cuối con đường trống trải, một người hất lên mũ che đỏ ngòm đi tới phía bọn hắn. Một cỗ khí tức chết chóc tràn ngập trong màn đêm. Ngươi là ai, mau nói ra. Quan Hoa Vinh cảm thấy có chuyện không lành, lập tức kích hoạt hắc ngạc thú linh văn lên. Một cỗ cương khí mênh mông lao ra. Mãnh liệt nhấc lên ở xung quanh hắn ngưng tụ thành một con đại ngạc cá sấu, màu đen cực lớn đến kinh người. Răng nanh sắt nhọn, hung hãn dữ tợn, khí tức hùng hồn cuồn cuộn trên phố dài.
Bọn thị vệ hoàng thất cảm nhận được áp lực đến ngạt thở. Da thịt toàn thân Quan Hoa Vinh cũng bắt đầu căng cứng, biến thành áo giáp da cá sấu, vừa xấu xí lại khủng bố. Tất cả đề phòng, có mai phục. Một vị trưởng lão Kỳ Thiên Điện đột nhiên hét lên. Tại cuối con phố dài phía sau bọn họ cũng xuất hiện hai thân ảnh khỏe mạnh. Một người cao lớn uy mãnh, thân cao gần 2 mét, bộ ngực rộng rãi, một tay khiêng côn sắt nặng nề, khí tức dũng mãnh tràn ngập. Một người thì mặt mũi đầy vết sẹo, dữ tợn buông thả, da thịt đen kịt, hiện ra hắc thiết giống như hàn quang, một tay đang kéo trọng đao dài 3 mét rộng nửa mét, lưỡi đao tùy tiện cắt mặt đất ra. Điện hạ, coi chừng, có mai phục. Thị vệ hoàng thất hai bên xe vua nhắc nhở đại điện hạ. Đại hoàng tử bên trong xe vua cũng không có sợ sệt gì, ngược lại là lộ ra một nụ cười cổ quái. Đến hay lắm. Điện hạ, ta đi ra xem một chút. Ninh Linh Lung đứng dậy, rất hiếu hỉ muốn biết là người nào dám đến nơi này chặn đường đội xe của đại hoàng tử. Ngồi xuống, bồi tiếp ta chơi đùa. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn Tịch Nhan bên cạnh, hắn cũng muốn xem con quỷ nhỏ này có thể chơi ra dạng hoa chiêu gì. Điện hạ, nếu không ta gọi bọn người Sử Uyên đến. Khương Phàm cố ý liếc mắt nhìn Hình Luyện. Dám ở thành hoàng phủ chặn đường đội xe, kẻ địch hẳn là đã có chuẩn bị. Bọn người Sử Uyên chỉ là linh nguyên cảnh sơ kỳ, chẳng may có chuyện gì ngoài ý muốn, Kỳ Thiên Điện sẽ có lời oán giận. Mặc dù ngài đã có chúng ta, nhưng bây giờ là cần Kỳ Thiên Điện duy trì, mời họ đến đi. Đại hoàng tử hài lòng nhẹ gật đầu, hắn lại đánh giá tiểu gia hỏa này cao chút. Sở Uyên, Lục Tử Ngâm liên tiếp leo lên xe vua. Lục Tử Ngâm rất khách khí với đại hoàng tử, hắn thi lễ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Sở Uyên thì lại yên lặng ngồi xuống, mặc dù hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng đối với chuyện của Đinh Linh Lung nhưng bên ngoài nguy hiểm, phải nhịn một chút. Đại hoàng tử nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch, hưởng thụ không khí khẩn trương này, cũng chờ đợi Tịch Giao tự chui đầu vào lưới. Một đám ngu xuẩn, có biết đây là xe của ai hay không? Cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Nếu không, song đầu kim sư dưới thân Quan Hoa Vinh rên rỉ một tiếng. Sau đó lại nằm dạp trên mặt đất, hắn dùng sức nhảy lên cao rồi rơi xuống 30 mét bên ngoài. Răng rắc, một âm thanh hài cốt đứt gãy quái dị từ tứ chi đến xương cổ, từ nội tạng đến da thịt, kịch liệt thay đổi ngạnh sinh biến thành một con cá sấu màu đen. Cái gọi là linh hồn cảnh chính là hồn phách và linh nguyên dung hợp toàn diện, có thể khống chế linh văn tốt hơn. Kiếm linh văn, linh hồn hóa kiếm. Thú linh văn, linh hồn hóa thú. Quan Hoa Vinh biến thành cá sấu màu đen cao đến 5 mét, toàn thân hất lên áo giáp màu đen, ý lạnh tràn ngập. Móng vuốt tráng kiện sắc nhọn, cái đuôi che kín gai nhọn, cùng cương khí xung quanh chiếu rọi lẫn nhau biến thành cự ngạc cá sấu to lớn. Trông rất rung động lòng người. Giống. Quan Hoa Vinh rít lên một tiếng với nam tử trên con phố dài đối diện. Thanh chiều cuồn cuộn như sóng chiều cuốn qua phố dài. Cửa lớn tử lâu, lữ điếm hai bên vỡ vụn. Mảnh đá vụn bay đầy trời. Nam tử bị thanh chiều đối diện nuốt hết, nhưng cũng không tổn hao đến một sợi tóc nào. Hỏa diễm nhấc lên xung quanh tạo thành tấm chắn vững chắc. Lạ thật! Thẩm Đông Sơn cảnh giác, tại sao lại không tập kích, tại sao lại cố ý muốn kéo dài? Bọn hắn là ai? Bọn hắn muốn làm gì? Các trưởng lão Kỳ Thiên Điện lập tức tản ra, kích hoạt linh văn, cảnh giác hai người đang tới gần, cũng cảnh giác cả hai bên phố dài. Thứ không biết sống chết. Thẩm Đông Sơn, bảo vệ điện hạ. Quan Hoa Vinh đạp tan mặt đất phóng tới phía nam tử mặc huyết bào. Móng vuốt tráng kiện nặng nề giống như trọng chùy, chùy nặng đánh bay cả mặt đất. Mặt đất lay động, đá vụn bắn tung tóe, thanh thế kinh người. Thân thể hùng tráng đong bạo phát ra cương khí kinh người như có thể đánh rách tả tơi cả không gian. Trọng giáp toàn thân gắt gao dán chặt thân thể, cái đuôi giống như đao nhọn dựng thẳng lên từng mảnh. Toàn thân hắn đều là vũ khí. Giống. Từ 100 mét lao đi, dũng mãnh giết tới gần. Răng rắc, mặt đất sụp đổ toàn diện, Quan Hoa Vinh rời khỏi mặt đất, nhào về phía nam tử kia, móng vuốt sắc bén như thiên đao hung hăng vỗ xuống. Linh hồn đỉnh phong. Hắn đã hoàn toàn bày biện ra uy lực của yêu thú. Nam tử mặc huyết bào đứng trước khí tức đó vẫn rất bình tĩnh lại ngay giờ khắc này, hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Từ cực tĩnh đến cực động như mưa to gió lớn đột nhiên quét sạch đại dương mênh mông, từ vạn dặm không gợn sóng biến thành sóng gió ngất trời. Ầm ầm,
liệt diễm hùng hồn mãnh liệt lao ra bao lấy hết cả 3.000 mét khu ngã tư, mặt đất bị hòa tan, tử lâu bị chôn vùi, nhiệt độ kinh khủng như đang tiêu diệt hết thảy tất cả mọi thứ. Quan Hoa Vinh trừng to hai mắt, hắn đã lập tức đã nhận ra khí tức hồi hộp này. Không đúng. Sắc mặt Thẩm Đông Sơn ở xa xa hơi biến. Nam tử mặc huyết bào kia chính là Khương Hồng Võ, ánh mắt của hắn như đuốc cháy, tóc dài bay loạn, liệt diễm sôi trào toàn thân, trong nháy mắt đã phóng tới đối diện Thẩm Đông Sơn. Từng quyền oanh kích, liệt diễm sôi trào bạo tạc toàn diện bay lên trời hơn 100 mét, rọi khắp nơi trong thành, xua tan đi đêm tối như biển động cuốn về phía Quan Hoa Vinh. Toàn thân Quan Hoa Vinh căng cứng, giáp da giao hòa với cơ thể chuẩn bị ngạnh kháng. Nhưng, không đợi liệt diễm chụp đến, hơn 30 con hỏa lang 10 mét đã nhào ra. Bọn chúng dữ tợn hung tàn, lộ ra răng nanh, liệt diễm toàn thân chảy xuống như dung nham, liệt diễm ở khắp các đường cong toàn thân giống như cơ bắp tráng kiện. Bọn chúng hoàn toàn là do hỏa diễm biến thành, ánh sáng lại càng tăng lên thì nhiệt độ lại càng cao hơn. Đàn sói xuất kích, nhanh chóng tản ra đã nhanh chóng vây quét ở 4 phương 8 hướng Quan Hoa Vinh. Ngươi là ai? Quan Hoa Vinh vừa lên tiếng, hơn 30 con sói đã lao tới. Mỗi một lần va chạm đều giống như sơn băng địa liệt, rung động cả thành khu. Hơn 30 con sói liên hợp nhau va chạm đã để cho cương khí hắc ngạc xung quanh Quan Hoa Vinh lay động kịch liệt, giữa mấy hơi ngắn ngủi đã triệt để mất khống chế, như sóng chiều đánh vỡ nát tán loạn hết thảy. Ngay sau đó, tập thể đàn sói bạo tạc. Liệt diễm cuồn cuộn trên phố dài. Quan Hoa Vinh bị nổ đến khí huyết sôi trào, giáp da vỡ vụn. Hắn tự cho đây là phòng ngự kiêu ngạo nhất, nhưng bây giờ lại bị phá. Quan Hoa Vinh ý thức được sự tình không ổn, thế công này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn là linh hồn đỉnh phong, là lục phẩm thú linh văn gần với thánh phẩm, lại là hắc ngạc am hiểu bạo kích và phòng ngự. Ai có thể làm hắn bị thương được? Chẳng lẽ, sinh tử cảnh? Quan Hoa Vinh không lo được đến tấn công, hắn quay cuồng tại chỗ, muốn quay người chạy đi. Nhưng, ầm ầm, đại địa lắc lư, liệt diễm sôi trào. Một liệt diễm cự tượng cao hơn 10 mét, dài 30, 40 mét đang nện bước chân nặng nề, rung chấn cả con phố dài, rung chuyển đến cả không gian, đụng vào trên người hắn. Uy lực một kích này như là đem hơn 30 ngọn sóng lửa tập trung bạo kích tại một chỗ. Răng rắc, giáp da toàn thân Quan Hoa Vinh vỡ nát, máu văng tung tóe, xương cốt cứng cỏi đều vỡ vụn thành từng mảnh. Thân thể hắc ngạc nặng vài chục tấn bay mạnh ra ngoài. Nhưng, vẫn chưa kết thúc. Một con cự mãng theo sát lao ra, như ác long ra biển, đong đưa liệt diễm mãnh liệt bao quanh đầy trời quấn về phía hắn. Không xong rồi. Quan Hoa Vinh hốt hoảng nhìn cự thú được hình thành từ cương khí này, hắn liều chết đối kháng. Một giây sau, đại mãng liệt diễm rắn chắc quấn quanh người hắn, mang hắn bay lên trời cao. Một màn này thật rung động. Tất cả bọn thị vệ hoàng thất đều trợn mắt hốc mồm nhìn lên không trung. Hỏa mãng khổng lồ giống như một cự thú chân thực, nó đang quấn quanh lấy cự ngạc khổng lồ kia. Trông như hai bá chủ rừng cây đang chém giết lẫn nhau. Khí lãng cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, năng lượng lại càng như lũ quét đang lao nhanh. Răng rắc, hắc ngạc hốt hoảng ngưng tụ cương khí nhưng lại bị chấn vỡ, đại mãng liệt diễm đang hoàn toàn quấn chặt lấy Quan Hoa Vinh. Không chỉ có quấn rất chắc mà hỏa diễm càng đang nhanh chóng hòa tan vào áo giáp cứng cỏi. Oanh! Khương Hồng Võ mang theo liệt diễm cuồng đao trong tay phóng lên tận trời, chém về phía Quan Hoa Vinh. Cứu ta! Toàn thân Quan Hoa Vinh đều đang hòa tan, hắn kêu lên thê lương thảm thiết. Sinh tử cảnh! Đây nhất định là sinh tử cảnh! Bảo vệ điện hạ! Bảo vệ điện hạ! Thẩm Đông Sơn giống hai tiếng, lôi chiều toàn thân nổ tung, trong nháy mắt đã biến mất. Bây giờ hắn đã lao ra ngoài 100 thước, lại nổ tung thêm lần nữa, sau đó liền xuất hiện ở 100 mét trên không trung. Đi! Lôi chiều chói mắt quấn quanh tay phải Thẩm Đông Sơn, như đao nhọn đánh xuyên qua liệt diễm và cương khí, bắt Quan Hoa Vinh lại. Sau một khắc, lôi chiều oanh minh vang vọng. Thẩm Đông Sơn giống như một vệt lôi điện từ trên trời giáng xuống, xé rách lấy không gian mang Quan Hoa Vinh xuất hiện ở trên mặt đất. Nhưng, một đao này của Khương Hồng Võ, căn bản không muốn giết Quan Hoa Vinh, mà muốn dẫn dụ Thẩm Đông Sơn rời khỏi nơi đó. Khi Thẩm Đông Sơn cưỡng ép mang Quan Hoa Vinh đi, một khắc này, hỏa tinh Khương Hồng Võ đã ngưng tụ ở xung quanh được phóng thích toàn diện. Hơn vạn khối hỏa tinh như là vạn mũi tên trong nháy mắt trở thành tiêu điểm trên bầu trời đêm,
Cảnh giới biến đổi, linh văn thăng hoa. Thời khắc này, hỏa tinh có được lực bộc phát không gì có thể sánh kịp, lại càng ngưng tụ ra liệt diễm kinh khủng. Trong nháy mắt phóng thích ra, hỏa tinh tia lửa cùng nhau bạo tạc đánh về bốn phương tám hướng. Coi chừng! Các thị vệ hoàng thất bên kia quá sợ hãi, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa tinh dày đặc đang lao đến, chuẩn bị né tránh. Thẩm Đông Sơn cứu được Quan Hoa Vinh liền muốn quay về lại chỗ xe vua ngay lập tức, nhưng, không còn kịp rồi. Diễm hỏa tinh lung như đã kín đất dập trời che lên bọn hắn. Mặc cho Thẩm Đông Sơn có quay lại nhanh thì đều khó có khả năng tránh né trận hỏa tinh dày đặc này. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Quan Hoa Vinh nhấc ngực bụng lên, há mồm phun ra 9 viên huyết châu. Huyết châu kịch liệt lắc lư, huyết khí ngập trời hóa thành 9 đầu cự thú khác nhau, đan lẫn vào nhau, loạn cả bầu trời, va chạm với trận mưa hỏa tinh. Ầm ầm, hỏa tinh dày đặc như mưa nổ lên huyết khí đầy trời. Thẩm Đông Sơn thoáng triệu ra lôi đao cường đại, cầm trên tay, tập trung vào xe vua nơi xa kia. Người này liên tục tấn công mạnh, mục tiêu khẳng định là xe vua. Bảo vệ mình. Ngay lúc hỏa tinh toàn diện rơi xuống đất, một khắc này, Thẩm Đông Sơn không để ý đến hỏa diễm đang bắn nổ các nơi, trong nháy mắt đã biến mất, muốn trở lại xe vua. Nhưng, Khương Hồng Võ cũng theo hỏa tinh rơi xuống trên mặt đất, thánh văn kích thích uy thế kinh khủng, một trận lay động mãnh liệt đến cực hạn như đang đánh thẳng vào tất cả hỏa tinh đang nổ tung. Liệt diễm cuồn cuộn như biển lửa bạo động. Thị vệ hoàng thất kêu thê lương thảm thiết, số lượng lớn cường giả trực tiếp hóa thành cho tàn. Khương Hồng Võ cưỡng ép hội tụ liệt diễm cuồn cuộn bạo động về trong tay hắn, ngay sau đó. Một luồng sáng chói mắt hoa lệ tạo hình ra một kim liên nở rộ lớn như sơn nhạc. Quan Hoa Vinh vừa rồi mới chống đỡ hỏa tinh bạo tạc, tiếp theo đó lại bị khí lãng và liệt diễm đánh tung bay. Ngay cả Thẩm Đông Sơn đang phóng tới xe vua cũng bị trận hỏa diễm mạnh mẽ vượt qua khả năng chịu đựng đánh tung bay ra ngoài vài trăm mét. Sau khi Khương Hồng Võ tiến vào Thánh Văn, khí tức đã ổn định hơn rất nhiều. Giờ này khắc này hắn chính là đang vào thời kỳ đỉnh phong cường thịnh, đè ép cảnh giới những người này. Hắn, không thể địch nổi. Xảy ra chuyện gì? Tại trang viên Đan Tông nơi đó, toàn bộ các trưởng lão võ viện nhìn ra khu thành đông. Liệt diễm trùng thiên rọi khắp nơi bầu trời đêm, không gian bị bỏng bởi sóng nhiệt cuồn cuộn. Cho dù là đang cách xa mấy chục dặm nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng hủy diệt kia. Ai dám gây sự trong thành hoàng phủ? Thường Lăng hơi nhíu lông mày nhỏ nhắn lại, nàng có dự cảm không tốt. Ầm ầm, liệt diễm kim liên nở rộ, nuốt sống toàn thể thị vệ hoàng thất cùng các trưởng lão kỳ thiên điện, liệt diễm lao nhanh giống như sóng dữ vỗ bờ đụng phải xe vua. Mặt ngoài xe vua lấp lóe ánh sáng, lắc lư kịch liệt, tuy không bị phá hủy nhưng lại bị lật qua lật lại, bay ra ngoài. A, à, Đinh Linh Lung ở bên trong hoàn toàn mất khống chế, vì xe vua hỗn loạn mà cũng va chạm vào nhau. Chỉ có đại hoàng tử là vẫn vững vàng ngồi trên giường êm, không hề bối rối, ngược lại càng thêm hưng phấn. Lên! Cuối đường trên con phố dài, linh văn của Yến Tranh sáng rõ, năng lượng kiềm chế đã phóng thích toàn diện hóa thành gió lốc đang gào thét, giống như cự long đụng phải xe vua đang tung bay tới. Ầm ầm! Xe vua kịch liệt đung đưa sông lên trời. Theo gió lốc bay lên không, còn có Côn Bác. Mở ra cho ta! Côn Bác chế trụ xe vua. Một tay cầm đao, bổ về phía cửa xe. Nhưng, ầm ầm, xe vua đột nhiên nổ lên yêu khí kinh người đánh bay Côn Bác. Giống, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng trong thành hoàng phủ. Mặt ngoài xe vua dâng lên số lượng lớn hài cốt, đan vào lẫn nhau, hóa thành một bộ hài cốt rực long khổng lồ, dương cánh hét giận dữ, đứng trên không trung. Cái gì? Yến Tranh và Côn Bác khiếp sợ nhìn rực long kia. Đây chính là yêu vật trong truyền thuyết. Từ đâu mà hoàng thất lấy được bộ hài cốt này? Lại còn làm thành xe vua? Ha ha, ha ha ha, các ngươi chết chắc. Quan Hoa Vinh ở phía xa khống chế lại thân thể, nhìn Dực Long uy phong giữa không trung, cất tiếng cười to. Bảo vệ điện hạ. Thẩm Đông Sơn biến mất trong nháy mắt giống như là một tia lôi điện đang giết trở về. Không hổ là hoàng thất, lại có thể luyện chế trọng bảo như thế. Côn Bác biết xe vua là bảo bối, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là bảo bối như vậy. Côn Bác, lần nữa. Yến Tranh nhấc lên cuồng phong, cuốn lên Côn Bác vừa rơi xuống ở nơi xa, lần nữa quăng về phía không trung vài trăm mét. Mở ra cho ta.
Côn Bác trừng trừng hai mắt, vết sẹo tràn đầy trên mặt đều nổi lên hồng quang, giống như côn trùng đang nhúc nhích, vừa dữ tợn lại khủng bố. Hắn lên tiếng gào thét, đao khí cuồn cuộn, tạo thành đao mang dài mấy chục thước, bổ vào màn đêm, xông về xe vua. Hừ hừ, bọn ngu xuẩn này. Đại hoàng tử ngồi ngay ngắn ở trên giường êm trong xe vua, tay vuốt vuốt một viên tinh cầu, khống chế xe vua phòng ngự. Điện hạ thật mạnh mẽ. Ninh Linh Lung may mắn lại kích động, vừa rồi bị liệt diễm bạo tạc, thời điểm xe vua xoay chuyển thật đúng là đáng sợ. Không cần khẩn trương, chờ người võ viện vừa đến. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn Tịch Nhan, đang chuẩn bị chế nhạo, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Tịch Nhan vốn vẫn đang im lặng bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím tiếp cận đại hoàng tử. Lúc ánh mắt giao nhau, một khắc này, phong ấn toàn thân Tịch Nhan đều đã bị phá hủy, ma khí kinh người tràn ngập lao ra, khuấy động xe vua. Ninh Linh Lung, Sở Uyên, Hình Luyện, Lục Tử Ngâm bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn đều cảm nhận được sát khí kinh khủng để tất cả mọi người lạnh cả người. Ngay cả Khương Phàm cũng hơi có phản ứng, đây là năng lượng gì? Thân thể Tịch Nhan bò đầy ma văn, khuôn mặt nhỏ mỹ lệ đều trở nên dữ tợn đến đáng sợ. Mượn thể hoàn hồn. Oa a. Tịch Nhan há miệng phát ra tiếng ma hống bạo ngược thê lương, nhấc lên ma khí kinh khủng, hóa thành một bàn tay ma sắt nhọn chụp về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử quá sợ hãi. Mặc dù thân phận hắn tôn quý, linh văn lại là ngũ phẩm. Nếu không phải lấy thân phận trưởng tử, đã sớm định thái tử thì hắn cũng không bị các hoàng tử khác tranh đấu. Cứu giá. Đại hoàng tử hét to dãy giụa. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, phạm vi xe vua lại không quá lớn, ma chảo trong nháy mắt đã lao tới. Ninh Linh Lung, Sở Uyên, Lục Tử Ngâm, Hình Luyện đến lúc này mới phản ứng được. Sở Uyên đương nhiên không cứu, Lục Tử Ngâm cũng không có năng lực. Hình Luyện thể hiện sự hung ác của mình, đứng dậy muốn tiến lên, nhưng, một con tiểu xà đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, cuốn lấy cổ hắn kéo một phát. Thân thể mất khống chế, ngửa mặt quay cuồng. Cứu giá, thành, chạy trốn. Ninh Linh Lung sợ hãi ma khí, nàng chỉ là theo bản năng phóng xuất ra dây leo chặn đánh, nhưng căn bản là chuyện vô bổ. Chỉ có Khương Phàm, anh Dũng, nhào tới, hô to. Điện hạ, tránh ra. Đương nhiên, hành động nhào tới có chút, chậm. Trong chớp mắt, ma chảo đã đập vào trên thân đại hoàng tử. Tinh cầu trong tay đại hoàng tử tại chỗ vỡ tan chấn nát ma khí đang bắn nổ tới, đâm vào trên người đại hoàng tử, cũng vén lui bọn người Khương Phàm, đập vào trên thân xe. Ngay một khắc này, ầm ầm. Đao khí như ngân hà treo ngược trên thiên khung sáng chói lại cường thế bổ về phía hài cốt Dực Long. Tinh cầu vỡ vụn, khống chế thất bại, số lượng lớn hài cốt ảm đạm đi phần nào ánh sáng. Bành! Cốt Long kịch liệt lắc lư rồi bị phá tan thành mảnh nhỏ vẩy xuống đầy trời, xe vua cũng bị đánh nát. À! Bọn người đại hoàng tử kêu thảm bay ra ngoài. Hình Luyện và mọi người đang vội vàng muốn khống chế thân thể, kết quả lại bị từng sợi xiềng xích ngút trời lao đến. Cưỡng ép cuốn lấy bọn hắn đánh xuống mặt đất. Không. Thẩm Đông Sơn đang muốn giết tới chừng đến muốn rách cả mí mắt, hắn trơ mắt nhìn bọn người hoàng tử bị xiềng xích bắt lấy. Đại hoàng tử, Hình Luyện, Sở Uyên, Ninh Linh Lung, Nạp Lan Thanh Diệu, Lục Tử Ngâm. Những người này đều là hy vọng của hoàng triều cả. Điện hạ, Thẩm Đông Sơn nháy mắt đã biến mất, dùng tốc độ cao nhất đuổi kịp đại hoàng tử. Phải cứu chủ tử trước. Bành! Đại hoàng tử bị xiềng xích quấn quanh lôi kéo trên mặt đất, va chạm kịch liệt suýt chút nữa đều ném vụn xương cốt toàn thân hắn. Nhưng hắn vẫn dựa vào nghị lực và dục vọng cầu sinh của mình mà bắn ngược thân mình xông lên. Thẩm Đông Sơn, ngươi chết ở đâu rồi? Đại hoàng tử điên cuồng gào thét, hai mắt trừng trừng nhìn quanh. Oanh! Ngoài trăm thước có tiếng lôi chiều nổ tung, Thẩm Đông Sơn xuất hiện. Tiếp đó lôi quang lao thẳng đến chỗ đại hoàng tử. Cứu ta! Đại hoàng tử vui mừng không thôi, đến rồi, đến rồi. Nhưng, oanh! Ngay lúc lôi chiều nổ tung, Thẩm Đông Sơn xuất hiện ở phía trước đại hoàng tử vài mét, chợt, một khắc này. Phốc phốc! Liêm đao sắc bén tàn nhẫn đâm xuyên vào lồng ngực đại hoàng tử. Lưỡi của liêm đao hướng lên trên kéo thẳng đến trái tim. Thương Minh đứng ở sau lưng đại hoàng tử. Một tay cầm đao, con mắt tinh hồng nhìn thẳng Thẩm Đông Sơn đối diện. Cùng chết chứ. Thẩm Đông Sơn muốn chụp vào đại hoàng tử. Nhưng gần như là đồng thời,
tiếng xiềng xích lại vang lên. Các đội viên huyết ngục kéo lấy bọn người Sở Uyên xuất hiện ở gần đó. Lui! Các huyết ngục quát lên chói tai, liềm đao chảm mạnh, phốc 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 phốc, toàn bộ cắm vào lồng ngực của bọn người Hình Luyện, phong mang trực tiếp thẳng đến trái tim. À! Đám người Hình Luyện đau đớn kêu thảm, toàn thân lại cứng ngắc, không dám manh động chút nào. Trong lòng Thẩm Đông Sơn run lên nhìn đại hoàng tử gần ngay trước mắt lại nhìn những thánh văn bị khống chế ở hai bên, trong lòng tức giận và giãy giụa lấy, nhưng cuối cùng cũng rõ ràng được thân phận của đám người này. Huyết, ngục. Thẩm Đông Sơn gian nan phun ra hai chữ. Đại hoàng tử lắc lư ánh mắt, cũng nghĩ đến. Huyết ngục. Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Đại điện hạ, lần đầu gặp mặt, đắc tội. Khương Hồng Võ mang theo liệt diễm cuồng đao từ trong phế tích phía trước đi tới. Yến Tranh, Côn Bác mặt mũi tràn đầy sát khí theo sát phía sau. Bọn hắn đã từng kính sợ hoàng thất, nhưng bây giờ, chỉ có oán hận. Khương Hồng Võ. Đại hoàng tử kịch liệt thở dốc, khó mà chấp nhận được. Khương Hồng Võ rõ ràng đã trốn vào La Phù, tại sao hắn lại ở chỗ này? Hoàng thất Lang gia đang ra sách lược, làm thế nào để áp tải toàn tộc Khương gia về hoàng thành chém đầu, cái tên điên này vậy mà lại. Tự mình trở về. Lui. Thương Minh quát lớn với Thẩm Đông Sơn đang bị trấn nhiếp trước mặt. Tốc độ người này quá nhanh, giống như là thiểm điện, quá nguy hiểm, nhất định phải giữ đủ khoảng cách. Thẩm Đông Sơn không cam tâm trong lòng nhưng vẫn ngăn chặn cảm xúc, lùi về phía sau mấy bước. Lại lui. Đám người huyết ngục hét lớn. Thẩm Đông Sơn cắn răng, lại lui thêm mấy bước. Nếu như là người khác, hắn còn không sợ, cũng có thể mạo hiểm tập kích, nhưng đám người Khương gia này quá độc ác, nói giết thì thật sẽ ở ngay trước mặt mà giết mấy tên. Đừng nói giết mấy tên. Bao gồm cả đại hoàng tử bên trong, tùy tiện chết một người cũng để hắn ăn không tiêu. Khương Hồng Võ, người tốt nhất mà nên rõ ràng mình đang làm gì. Mấy người này, người cũng không thể chạm vào. Nếu không liền xem như nâng lực lượng cả nước cùng tuyên chiến toàn La Phù, hoàng thất cũng đều sẽ bắt các ngươi trở lại, lăng trì xử tử. Thẩm Đông Sơn cảnh cáo bọn hắn. Huyết ngục, ngươi là Khương Hồng Võ. Quan Hoa Vinh vừa chạy tới, cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. Đám điên này dám trở về. Lại còn bắt cả hoàng tử. Quan Hoa Vinh đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, trong đầu đám gia hỏa kia rốt cuộc là có cái gì? Không đúng. Người trước đó ngược hắn là Khương Hồng Võ. Ngươi, không chỉ là sinh tử cảnh. Quan Hoa Vinh gắt gao tiếp cận Khương Hồng Võ, trong sự kiện ở thành Khôi Binh trước đó Khương Hồng Võ đã mạo hiểm tiến vào sinh tử cảnh, cái này hoàng thất đều biết. Nhưng dù cho như thế, cảnh giới này đều rất không ổn định, càng không đến mức có thể ngược được lục phẩm thú văn là mình đây được. Công tử, có thể nhịn được không? Một vị đội viên huyết ngục cầm liêm đao trong tay, cắm ở ngực Khương Phàm, nhỏ giọng hỏi hắn. Có thể, không cần phải để ý đến ta. Khương Phàm vẫn không thể bại lộ thân phận được. Mục đích trước đó của bọn hắn là bắt đại hoàng tử. Bây giờ còn có một mục đích khác là tiếp tục hấp dẫn lực chú ý để cho Nạp Lan gia tranh thủ thời gian và cơ hội thoát khỏi Tây Cương. Nếu như hắn bại lộ, đại hoàng tử loạn hô một trận. Nạp Lan gia liền xong rồi. Tịch Nhan đã xảy ra chuyện gì? Khương Phàm chịu đựng ngực đau nhức kịch liệt, liếc mắt nhìn Tịch Nhan đang hôn ở nơi xa mê. Thời điểm chúng ta vừa tới thành Hoàng Phủ nàng đã ở gần đó dinh thự Nạp Lan gia ngăn cản chúng ta. Đội viên huyết ngục thấp giọng khẽ nói, chỉ là không tiện nhiều lời. Tiểu Sa ở phía xa tán loạn, tìm kiếm hài cốt Dực Long tản mát khắp nơi, kéo về nơi này. Đây chính là bảo bối tốt. Nó có dự cảm rất mạnh, thứ này sẽ có hữu dụng đối với bản thân mình. Đừng có nhét cái này vào chỗ ta. Khương Phàm tức giận, tiểu gia hỏa này quá không hiểu ánh mắt. Đội viên huyết ngục cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thay tiểu xà cất kỹ xương rồng. Nó kéo một cây tới, bọn hắn lại ngăn lại một cây. Sau đó không lâu, thành hoàng phủ oanh động. Rất nhiều võ giả hiếu kỳ động tĩnh bên ngoài, vụng trộm đi ra đứng tại nóc nhà hoặc các chỗ cao quan sát. Kết quả, không nhìn thì không sao, nhưng khi nhìn thấy thì toàn bộ đều không bình tĩnh. Khương Hồng Võ, đó là Khương Hồng Võ sao, ai xác định cho ta một chút xem. Huyết ngục, tại thành Bạch Hổ, thành Khôi Binh, Bắc Cương bọn hắn đều từng xuất hiện qua. Mũ tre màu đỏ ngòm, mặt nạ bạch ngọc, còn có liêm đao đáng sợ, bọn hắn chính là chi đội sát thủ thần bí nhất Khương gia, huyết ngục.
Khương Hồng Võ cũng dám trở lại Tây Cương săn giết đại hoàng tử. Trong thân thể tên điên này không có nội tạng khác, toàn là gan thôi sao? Trời ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đám người oanh động một trận, càng ngày càng có nhiều cường giả vọt tới nóc nhà. Trước đó ở thành Khôi Binh bắt Tam hoàng tử, bây giờ thành Hoàng Phủ lại bắt đại hoàng tử. Không hổ là hậu đại đã từng được quốc chủ Bắc Cương bồi dưỡng, quá hung tàn, quá rung động. Viện trưởng, trưởng lão Hoàng thất võ viện liên tiếp chạy tới nơi này. Số lượng lớn thủ vệ thành Hoàng Phủ cũng chỉnh tề bộ pháp, nện bước nặng nề đuổi tới. Khương Hồng Võ đứng ở phía trước, vác lấy cuồng đao, lạnh lùng giằng co với bọn hắn. Hơn 60 vị đội viên huyết ngục bao vây lấy bọn người đại hoàng tử, không chỉ cắm liêm đao ở ngực bọn hắn mà còn đặt thêm mấy thanh liêm đao trên cổ. Ai dám tập kích, hoặc là dẫn phát hỗn loạn, những thanh liêm đao sắc bén này có thể chém chết bọn hắn trước tiên. Khương Hồng Võ, người rốt cuộc muốn làm gì? Thừa dịp chuyện còn có chỗ hòa hoãn thì nhanh thả bọn họ ra. Nếu không, coi như người có thể rời khỏi thành Hoàng Phủ này nhưng cũng không thể rời khỏi Tây Cương. Hoàng thất sẽ không cho phép ngươi mang theo đại hoàng tử cùng những thánh văn này rời khỏi. Viện trưởng Hoàng thất võ viện, Thái Thúc Hoành trợn mắt nhìn. Phụ mẫu nó, hắn náo loạn quá lớn rồi. Đại hoàng tử, tứ đại thánh văn, còn có kỳ tài luyện đan Nạp Lan Thanh Diệu. Toàn bộ bị bắt hết. Sau khi tin tức truyền về Hoàng thành, nếu thật có sơ suất gì, tương lai viện trưởng là hắn đây chỉ sợ chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi. Các trưởng lão Kỳ Thiên Điện khẩn trương lại tức giận. Quá ngoài ý muốn. Khương Hồng Võ vậy mà lại giết tới đây, lại còn tận diệt những bảo bối này. Thanh diệu của ta. Nạp Lan Thanh Lạc nóng nảy chen đến phía trước liền muốn xông lại. Sợ hãi, lo lắng, tức giận, trên mặt thể hiện vô cùng đúng chỗ. Nhị tỷ, đừng tới đây. Khương Phàm phối hợp hô to. Thả Thanh Diệu ra, chúng ta không có quan hệ với chuyện này. Thả đệ ấy ra. Nạp Lan Thanh là còn muốn xông về phía trước, lại bị người của Hoàng thất võ viện cưỡng ép kéo về. Đến lúc nào rồi còn loạn cái gì? Đại hoàng tử chịu đau đớn, cố gắng chấn định. Khương Hồng Võ, người rốt cuộc muốn làm gì? Đàm phán. Khương Hồng Võ lạnh lùng nói ra. Gọi đám lão gia hỏa Hoàng thất kia qua, ta muốn ngay tại thành Hoàng Phủ này, cùng bọn hắn mặt đối mặt bàn bạc một lần. Được thôi, cái này dễ nói. Hoàng thất đã sớm muốn nói chuyện với ngươi rồi. Chuyện ở Bắc Cương hoàn toàn là do cái tên lão tam ngu xuẩn kia làm, hắn đều không có được hội tộc lão Hoàng thất phê chuẩn qua. Đại hoàng tử thầm mừng trong lòng, chỉ cần là đàm phán liền dễ nói. Nói rõ Khương Hồng Võ đang cố ý hòa giải, cũng nói hắn sẽ không dễ dàng giết mình. Bọn người Sử Uyên đều thở phào, chí ít còn có hy vọng. Đem tin tức đưa về Hoàng thành. Trưởng lão Kỳ Thiên Điện lập tức phân phó. Số lượng lớn thị vệ Hoàng thất gạt đám người ra, nhanh chóng rời khỏi. Khương Hồng Võ. Thường Lăng cưỡi bạch ngọc tượng đứng ở đằng xa, tâm tình cũng khó mà bình tĩnh. Vị này Khương Vương thật đúng là ngoài dự liệu. Tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ nấp ở Thiên Sư Tông, hoặc là mượn nhờ Khương Phàm xin Thánh Địa giúp đỡ. Không nghĩ tới hắn lại tự mình giết tới đây. Thủ đoạn này, phách lực này, tư thái này, không hổ là hậu đại quân vương Bắc Cương. Thái Thúc Hoành nhìn thấy Thường Lăng đi tới liền đẩy đám người ra bước nhanh tới chỗ nàng. Đại hoàng tử mặc dù có chỗ mạo phạm, nhưng dù sao cũng là trưởng tử hoàng thất, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cứu không được hắn. Thường Lăng thản nhiên nói. Cường thế trước đó đâu? Sau khi đại hoàng tử rời khỏi trang viên, vị viện trưởng này còn rất uy phong, suýt chút nữa liền muốn để các thị vệ của nàng lột y phục ra kiểm tra. Không yêu cầu xa vời ngươi cứu người, nhưng xin ngươi ra mặt, giúp ổn định Khương Hồng Võ. Thái Thúc Hoành nhắm mắt nói. Dưới trường hợp này, có thể ổn định Khương Hồng Võ chỉ có vị nữ nhi quốc quân Đan Quốc này. Thường Lăng rất không nguyện ý nhúng tay, nhưng trong trường hợp này, nếu khoanh tay đứng nhìn cũng không thích hợp. Khương Vương, ta là Thường Lăng của Đan Quốc. Thường Lăng đi xuống khỏi lưng bạch ngọc tượng, đi đến chỗ Khương Hồng Võ đang khẽ vuốt cằm phía trước. Ngài hy vọng đàm phán, nói rõ ngài cố ý kết thúc kiểu đối kháng bất lợi hai bên này. Sau khi Hoàng thất nhận được tin tức hẳn là rất nhanh liền trở lại. Ngài xem, có phải trước tiên nên rút đao ra hay không? Thường Lăng nhẹ lời khẽ nói. Khương Hồng Võ thản nhiên nói. Thân thể quốc quân tốt chứ? Thường Lăng mỉm cười nói.
Thân thể phụ thân cứng rắn, chỉ là quanh năm bế quan luyện đan, rất ít để ý tới chuyện bên ngoài. Khương Hồng Võ gật đầu. Năm đó lúc phụ thân ta khỏe mạnh, một mực hy vọng có thể đến đan quốc gặp quốc quân một chút, đáng tiếc. Thường Lăng Thuận theo hắn, nói. Khương gia đời đời trấn thủ Bắc Cương, đan quốc tận sức vì hoàng triều luyện đan, trách nhiệm hai nhà đều là trọng đại, cũng đều làm đến không còn chút sức lực nào. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Khương Hồng Võ khó được lộ ra mấy phần ý cười. Nếu tính từ tổ tông, bối phận ta lớn hơn ngươi. Gọi ngươi một tiếng muội muội, được chứ? Thường Lăng có chút cúi đầu. Sao dám mạo phạm? Ngươi năm nay 16 tuổi, nghe nói trình độ đan thuật đã là cấp tông sư, chờ mong ngươi có thể tái hiện vinh quang thường hy của đan quốc lúc trước, sinh thời có thể đột phá đến cực hạn đại tông sư, lại có thể tiến tới cảnh giới đan vương kia. Mượn những lời của ca ca, ta sớm đã tuyên thệ cả đời hiến thân vì đan thuật, nhất định hết sức nghiên cứu, không phụ kỳ vọng tiên tổ. Thường Lăng nói là đến giúp ổn định, kết quả đi theo Khương Hồng Võ Thành nói chuyện phiếm. Khương Hồng Võ hỏi tùy ý, không ngừng dẫn đến quan hệ đã từng có giữa Khương gia với đan quốc. Thường Lăng tùy ý ứng phó, đã duy trì lấy lễ phép, lại đề phòng giọt nước tràn ly. Đủ rồi. Thái Thúc Hoành nhìn không được, gọi Thường Lăng lại. Thấp giọng nói. Ta là mời ngươi tới cứu người, ngươi đang làm gì vậy? Trò chuyện việc nhà sao? Thái Thúc viện trưởng, ta đang rút ngắn quan hệ, hòa hoãn không khí. Trò chuyện một chút, nói không chừng liền có thể để bọn hắn rút đao. Chẳng lẽ, ngươi để cho ta trực tiếp ra lệnh cho bọn họ? Thường Lăng nhìn thẳng mắt Thái Thúc Hoành, vừa lãnh đạm lại không mất đi cường thế, bên trong trầm ổn lại mang theo vài phần uy nghiêm. Ngươi tiếp tục đi. Thái Thúc Hoành ngăn chặn hỏa khí. Mình có chút vội vàng rồi. Quan hệ vừa muốn hòa hoãn đã bị ngươi làm hỏng mất rồi. Thật có lỗi, ta không thể tiếp tục ra sức. Thường Lăng xoay người rời khỏi, các hộ giả đan quốc cũng vây quanh nàng lui đến bên cạnh. Ngươi! Thái Thúc Hoành rất tức giận. Tịch Giao đâu? Thường Lăng tìm tới Nạp Lan Thanh là còn đang, bi thương. Ta không có ai là Tịch Giao cả. Nạp Lan Thanh lạc lắc đầu. Nạp Lan Thanh Diệu không có thả nàng ra, hay là giấu đến dinh thự của các ngươi rồi. Thường Lăng rất khẩn trương tình trạng cơ thể Tịch Giao, cũng khẩn trương muốn lấy viên đan dược kia. Ta thật không có gặp qua Tịch Giao, nếu như không tin, có thể đến chúng ta dinh thự đi tìm. Nạp Lan Thanh Lạc vẫn lắc đầu. Chẳng lẽ, còn đang trên người hắn? Thường Lăng nhìn về phía Nạp Lan Thanh Diệu đang trong vòng vây của huyết ngục. Khương Hồng Võ đã quay về Tây Cương. Đại hoàng tử, tứ đại thánh văn, kỳ tài luyện đan của đan điện, toàn bộ đều bị bắt. Khương Hồng Võ áp chế hoàng thất, gặp gỡ tại thành hoàng phủ. Thời gian 2-3 ngày ngắn ngủi, sự kiện tại thành hoàng phủ đã chấn động toàn bộ Tây Cương, gây nên vô số oanh động. Số lượng lớn tông môn, thế gia, nhao nhao kinh động, cũng từ các nơi chạy tới thành hoàng phủ. Tốt thay cho một tên Khương Hồng Võ, quá độc ác. Sau khi Nạp Lan Sóc nhận được tin tức đã kinh ngạc mà đứng lên. Nói là đến thành hoàng phủ xem Khương Phàm, kết quả bắt đại hoàng tử lại. Đàm phán, hắn không mang theo người sớm trốn về La Phủ, nói chuyện đàm phán gì chứ? Không đúng, chẳng lẽ Khương Hồng Võ là phải dùng mình làm mồi nhử, hấp dẫn lực chú ý của toàn Tây Cương, thậm chí là cả hoàng thất. Toàn thân Nạp Lan Sóc liền nóng lên. Đây là đang làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Tạo cho Nạp Lan ra bọn hắn cơ hội thoát thân. Phụ thân, những người phụ trách đều đã đến. Nhóm bảo vật đầu tiên đều an bài vào mật thất gia tộc, do 300 thị vệ tự mình đóng giữ. Nạp Lan Thanh Cảnh chuyển xe lăn đi tới gian phòng. Hai ngày này ngươi vất vả rồi. Nạp Lan Sóc vỗ nhẹ bả vai Nạp Lan Thanh Cảnh, sau đó rời khỏi thư phòng. Nếu Khương Hồng Võ thành công kéo đi ánh mắt Tây Cương thậm chí hoàng thất, thì hắn càng có lực lượng thuyết phục đám hội trưởng phân hội này. Phụ thân, ta đưa người đi. Nạp Lan Thanh Cảnh chuyển xe lăn qua. Không cần, người đến mật thất kiểm tra những linh bảo kia, đem ghi chép số lượng thật tốt. Nạp Lan Sóc đang muốn xua tay, nhưng phát giác được sau lưng có ánh sáng màu bạc đang nở rộ lên. Phụ thân, ta vẫn là nên cùng người đi qua đó. Bây giờ ta vẫn còn không thể trực tiếp nhìn thấu trong lòng bọn họ. Nhưng hẳn có thể phỏng đoán ra ý nghĩ chân thật của bọn hắn. Nếu như không chê phiền phức thì cũng gọi các trưởng thị vệ, các tổng quản tùy tùng của mỗi người vào đi. Chuyện quan hệ đến trọng đại, cẩn thận vẫn hơn.
Trên trán Nạp Lan Thanh Cảnh dần dần hiện ra văn ấn chói mắt. Từ không tới có, từ mông lung đến rõ ràng, một văn ấn đẹp đẽ như con mắt chậm rãi hiện ra. Nạp Lan Sóc bỗng nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Nạp Lan Thanh Cảnh, con mắt cũng mở đến thật lớn. Nguyệt, Nguyệt Nhãn, Linh Văn, Thành Hoàng Phủ, Khương Hồng Võ dẫn người leo đến hội trường Đại hội Đan Tông. Đại Hoàng Tử và bọn người Sở Uyên đều bị xiềng xích buộc chặt, bị liêm đao đâm xuyên lồng ngực, mệt mỏi đứng ở nơi đó. Bọn người Thái Thúc Hoành thì nghĩ hết các biện pháp thương lượng với Khương Hồng Võ, nhưng đều không bị nhìn tới. Bọn hắn bày ra rất nhiều kế hoạch cứu viện, kết quả đều không thể áp dụng. Bởi vì góc độ liêm đao vô cùng nguy hiểm, đều cận kề trái tim. Mà hung danh huyết ngục sớm đã truyền khắp Hoàng Triều, không chỉ có cảnh giác mà còn rất tàn nhẫn. Một khi cách cứu viện mà bọn hắn nghĩ có bất lợi, có thể sẽ bị các huyết ngục phát giác, bọn họ khẳng định sẽ không để ý mọi người trước mặt mà giết chết một tên. Con tin rất nhiều, giết một hai tên cũng không ảnh hưởng chút nào. Nhưng, Đại Hoàng Tử là đại biểu cho tôn nghiêm của Hoàng Thất, bọn người Sở Uyên lại đại biểu cho tương lai Hoàng Triều. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì giá trị của bọn hắn là giống nhau. Ai cũng không thể vì cứu người này mà từ bỏ người kia. Cho nên, dứt khoát từ bỏ, giao cho Hoàng Thất đến xử lý đi. Ngày thứ ba, các cường giả tông môn thế gia tại Tây Cương liên tiếp đuổi tới. Đội ngũ Hoàng Thất sốt cuộc cũng tới được Thành Hoàng Phủ. Ba vị tộc lão Hoàng Thất, 20 vị cung phụng Hoàng Thất, số lượng lớn cường giả Kỳ Thiên Điện khí thế hung hung đi tới. Nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh trên bệ đá, nét mặt của bọn hắn đều từ cao ngạo biến thành khẩn trương. Chuyện so với bọn hắn tưởng tượng càng là nguy hiểm hơn rất nhiều. Dưới tình huống này là không có cách nào cứu người được. Chỉ có thể đàm phán. Một vị tộc lão Hoàng Thất tóc hoa râm đi đến phía trước. Ta là Tần Chính Thanh, đương kim tộc thúc nhân hoàng. Khương Hồng Võ, ngươi có chừng có mực đi. Nghĩ đến tiên tổ ngươi Khương Nguyên Liệt, cả đời trung nghĩa, hộ quốc thủ cương, được tiên hoàng ca ngợi, được thế nhân tán thưởng. Đến ngươi, vậy mà lại liên tiếp làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Đầu tiên là bất kính Hoàng Thất, sau đó chính là phản bội chạy trốn khỏi Hoàng Triều, bây giờ còn muốn sát hại dòng dõi Hoàng Thất. Sau khi chết, ngươi làm thế nào đối mặt với liệt tổ liệt tông Khương gia? Vị tộc lão này lại phẫn uất la lên một phen, mang theo tức giận và thất vọng, từng câu từng chữ vang vọng hội trường. Bất trung bất nghĩa, tội đồ phản nghịch, ngươi là hổ thẹn của Khương gia, là hổ thẹn của ngũ thánh khai quốc. Ngươi bảo linh hồn liệt tổ liệt tông Khương gia làm sao ngủ yên? Cường giả các nơi ở Tây Cương tụ về đây lập tức cao giọng phụ họa, những lời quát mắng giận dữ mắng mỏ vang vọng hội trường. Khuôn mặt Khương Hồng Võ cũng không có biểu tình gì, hắn giơ tay lên một cái. Chém! Chém! Bọn người Đại Hoàng Tử liên tiếp ngẩng đầu, chém ai? Phốc phốc! Máu tươi phun tung tóe, hai cánh tay rơi xuống đất. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng quảng trường, đè xuống âm thanh tức giận đang gào thét. À! Cánh tay phải của Sở Uyên và Lục Tử Ngâm đều bị chặt đứt, bọn hắn đau đến mức căng cứng toàn thân nhưng lại không dám manh động. Ngực bọn hắn vẫn còn đang cắm liêm đao đây. Khương Hồng Võ. Tần Chính Thanh lên cơn giận dữ, hỗn đản này đơn giản là không có để nhân vật quyền thế của Hoàng Thất là hắn đây vào mắt. Tên hỗn đản ngươi, ta phải lột da của ngươi ra. Các cường giả Kỳ Thiên Điện suýt chút nữa liền muốn tiến lên, Sở Uyên và Lục Tử Ngâm là hai đại tân sinh ưu tú nhất của bọn hắn, cũng là hy vọng của Đan Điện Vu Điện, Kỳ Thiên Điện. Lại chém. Khương Hồng Võ thản nhiên một câu. Dừng tay. Đám người ở hội trường tức giận gầm thét. Nhưng, phốc phốc, cánh tay phải Đinh Linh Lung cũng bị chặt đứt, máu tươi như phun ra như bão táp. À, Đinh Linh Lung đau đớn hét lên, càng khó có thể hơn tin, tại sao lại là ta? Bên cạnh không phải còn có hai nam tử khác sao? Khương Hồng Võ lần nữa nhấc tay, hai thanh liêm đao lại gác ở trên bờ vai Khương Phàm và Hình Luyện. Bàn bạc, chúng ta cùng ngươi bàn bạc. Hai vị trưởng lão Hoàng Thất khác nhịn không được. Hỗn đản này ra tay quá độc ác. Sau khi cứu được còn có thể nghĩ biện pháp tiếp hắn, nhưng nếu bị chém mất đầu, chẳng may thành nhân côn, mặt mũi bọn người Sử Uyên cũng mất hết. Nếu như không cứu chữa triệt để, còn có thể để lại tai họa ngầm, ảnh hưởng đến tu luyện cả đời. Những kẻ này đều là thánh văn cả. Một đời Hoàng Triều,
ngoại trừ lục hoàng tử hoàng thất và thường lăng của đan quốc nhì những kẻ khác đều ở đó cả. Cho ta ăn đan dược trước, nhanh đi. Sở Uyên vừa vội vừa giận, chặt đi để trấn nhiếp tình cảnh một chút thì được, chẳng lẽ còn muốn phế hắn thật sao? Nhanh, đan dược, nhanh đi. Lục Tử Ngâm cũng gấp thúc giục, nếu quả thật thừa một cánh tay, tương lai còn luyện đan thế nào? Bọn người Khương Hồng Võ lại thờ ơ, lạnh lùng nhìn các tộc lão hoàng thất. Ra điều kiện, Tần Chính Thanh ngăn chặn tức giận trong lòng, không còn nói nhảm với Khương Hồng Võ. Ta muốn gặp Tam Hoàng Tử. Khương Hồng Võ thản nhiên nói. Ngươi không nói sớm, đến lúc này đã mấy ngày rồi. Đám người Quan Hoa Vinh suýt chút nữa thì chửi ầm lên. Ta muốn gặp Tam Hoàng Tử. Khương Hồng Võ nhìn thẳng bọn hắn. Tam Hoàng Tử không đến, ta không nói. Ngươi rốt cuộc là muốn bàn bạc, hay là muốn bản thân Tam Hoàng Tử? Tần Chính Thanh rất rõ ràng vị Tam Hoàng Tử đang tiêu giao tự trong thành Sở Hoàng kia rốt cuộc là cái quái gì. Ta muốn gặp Tam Hoàng Tử. Các ngươi có thể tiếp tục kéo dài thời gian, ta đợi được. Thái độ Khương Hồng Võ vừa lạnh lẽo lại cứng rắn, không cho bọn hắn cơ hội phản bác chút nào. Bây giờ chúng ta liền đi mời, ngươi cho bọn họ đan dược chữa thương trước. Các tộc lão hoàng thất thức vừa giận lại uất ức, ai bảo trong tay Khương Hồng Võ đang nắm giữ con tin. Khương Hồng Võ ra hiệu các huyết ngục mớm thuốc. Thái Thúc Hoành, đi mời Tam Hoàng Tử. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải đến. Tần Chính Thanh trực tiếp thét lên ra lệnh viện trưởng Hoàng Thất Võ Viện. Thái Thúc Hoành không dám ở nơi này có lời ngang ngược nào với tộc lão Hoàng Thất, sau khi cam đoan liền nhanh chóng rời khỏi. Khương Hồng Võ, nếu như ngươi thật muốn đàm phán liền nên đưa ra thành ý đàm phán. Ngươi nghĩ ra được cái gì, ngươi có nhu cầu gì thì nói ra trước. Nhiều người như vậy ở đây, chúng ta nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Tần Chính Thanh hận thấu xương tên Tam Hoàng Tử kia. Nếu như không phải khoe khoang, nhất định phải bố cục Thương Châu, cũng sẽ không có nhiều vấn đề ở phía sau như vậy. Chuyện hôm nay bất kể như thế nào đều mang ý nghĩa bọn hắn cúi đầu trước Khương Hồng Võ. Ảnh hưởng quá lớn. Không nóng vội, chờ Tam Hoàng Tử đến đây thì từ từ bàn bạc. Khương Hồng Võ vác lấy cuồng đao. Mặc cho bọn hắn khuyên như thế nào cũng đều không tiếp tục nói chuyện. Đáng chết, ta đã cảnh cáo đại hoàng tử, không nên tùy tiện về Tây Cương, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, mặt mũi hoàng thất đều đã mất hết. Một vị tộc lão hoàng thất tức giận nói. Ta đã sớm đề nghị, sớm giải quyết Khương Hồng Võ. Vô hồi thánh địa hoàn toàn có thể xử lý sau, đám gia hỏa cổ hủ kia lại không có nắm chắc hoàn toàn thì sẽ không dễ dàng nhúng tay sự vụ hoàng triều. Ngược lại là Khương Hồng Võ, một khi hắn đặt vững nền móng tại La Phù, muốn lại xử lý sẽ rất khó khăn. Một vị tộc lão khác cũng rất hối hận. Im miệng đi, bây giờ nói gì cũng đã muộn, vẫn là nên nghĩ biện pháp cứu người ra. Tần Chính Thanh nhíu mày nhìn lên đài cao, trong đầu lóe ra các loại suy nghĩ, đều bởi vì lo lắng sống chết của đại hoàng tử nên bọn hắn không thể không từ bỏ. Bọn hắn rất muốn mang thế thân của đại hoàng tử tới. Nhưng mánh khóe dùng tại chỗ này rất khó có hiệu quả. Huống chi trong tay Khương Hồng Võ còn đang nắm bọn người Sử Uyên. Thời gian khẽ trôi qua, lại là thêm 3 ngày. Tam Hoàng Tử được rất nhiều thị vệ hoàng thất bảo vệ đã đi đến thành Hoàng Phủ. Cửu công chúa cũng theo tới. Khương Hồng Võ, ngươi tìm ta. Tam Hoàng Tử mặc dù là giả, nhưng trên đường đã bị cửu công chúa dạy dỗ, đã biết được phải đối phó như thế nào. Cửu công chúa cũng đứng ở phía sau hắn, tùy thời chuẩn bị chỉ đạo. Trong khoảng thời gian này ngươi sống không tồi nhỉ, ở phủ của Tam Hoàng Tử, chơi đùa nữ tử của Tam Hoàng Tử, hưởng thụ được hạ nhân lấy lòng. Làm kẻ giả mạo lại làm đến mức như ngươi đây, chết cũng chết đáng giá. Tuy nhiên, ban đêm nằm mơ có phải đã mơ thấy Tam Hoàng Tử muốn ăn sống ngươi hay không? Khương Hồng Võ cười lạnh 2 tiếng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hoàng tử giả cũng cười lạnh đáp lại. Không biết, ha ha, vậy ta để cho ngươi biết. Khương Hồng Võ nhìn đám người hoàng thất cao giọng nói. Ta có thể dùng một thánh văn, đổi Tam Hoàng Tử. Các ngươi, đổi hay là không đổi? Ngươi, sắc mặt hoàng tử giả đại biến, lập tức quay đầu nhìn cửu công chúa cầu cứu. Hỗn đản, quay đầu trở lại. Cửu công chúa quát tháo. Cửu công chúa, ta là Tam Hoàng Tử, ta là Tam Hoàng Tử. Người phải kiên trì lên. Hoàng tử giả lặp đi lặp lại liên tục nhắc nhở sau đó mới xoay người lại, tiếp tục giằng co với Khương Hồng Võ.
Mặc dù chỉ làm hoàng tử mấy tháng ngắn ngủi, thế nhưng cảm giác này quá sung sướng. Không chỉ có người hầu hạ, còn có thể tận tình hưởng thụ. Càng không cần lo lắng tam hoàng tử thật tới lệnh hắn làm chuyện nguy hiểm gì. Hắn biết sớm muộn cũng sẽ chết, thế nhưng, còn chưa có hưởng thụ đủ đây. Một màn này đã rõ ràng rơi vào trong mắt tất cả mọi người, lập tức đưa tới hoài nghi cho bọn họ. Trước đó liền có người hỏi rốt cuộc là tam hoàng tử còn sống hay là đã chết tại thành Khôi Binh rồi. Bây giờ xem ra, sắc mặt các tộc lão hoàng thất rất khó coi, đây cũng là ra một vấn đề nan giải. Dùng tên hoàng tử giả này thay một thánh văn thì thật đã kiếm lời lớn. Thế nhưng trên danh nghĩa, tên tam hoàng tử này chính là thật. Đây là thái độ hoàng thất bọn hắn đã kiên trì với bên ngoài mấy tháng qua. Nếu như đổi, trong mắt người ngoài chẳng khác nào là Khương Hồng Võ nắm trong tay hai vị hoàng tử. Cái này đủ để cho mặt mũi hoàng thất bị quét đi hết. Nhưng nếu như không đổi, chẳng may lại chuyện gì ngoài ý muốn, bọn hắn muốn một thánh văn cũng đều không được. Đổi thánh văn, người của Kỳ Thiên Điện đưa ra đề nghị. Đều đã đến lúc này còn cố kỵ mặt mũi. Trước tiên đem người muốn trở về đã. Tốt nhất là đổi Sở Uyên trở về, đây chính là hy vọng của Kỳ Thiên Điện bọn hắn. Ta đề nghị, không đổi. Một vị tộc lão lắc đầu nói. Khương Hồng Võ không thể nào áp giải bọn hắn về La Phù, lại không dám giết hết. Mục đích hắn đổi lấy tam hoàng tử là nhục nhã hoàng thất chúng ta, lại dùng hai hoàng tử để làm uy hiếp, yêu cầu điều kiện cao hơn. Ta đề nghị, đổi. Cửu công chúa cho thấy thái độ, cũng nhắc nhở bọn hắn. Mục đích Khương Hồng Võ đổi tam hoàng tử đúng là nhục nhã chúng ta. Nhưng tính cách của hắn các ngươi còn không rõ sao. Không đạt được mục đích hắn tuyệt đối không bỏ qua. Hắn sẽ một mực đợi như thế, thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Chẳng lẽ nhất định phải nháo đến mức người toàn hoàng triều đều đến vây xem. Mặc dù tuổi tác cửu công chúa rất nhỏ nhưng lại rất thông minh nhạy bén. Chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt. Mà cửu công chúa còn có một dự cảm, Khương Hồng Võ thật vất vả mới bắt lấy nhiều thánh văn như vậy, hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Dưới tình huống này có thể đổi về một tên thánh văn thì tốt được một tên. Chư vị tộc lão hoàng thất trao đổi ánh mắt, cắn răng một cái. Đổi. Không được, ta là thật, ta là tam hoàng tử thật. Hoàng tử giả sốt ruột. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ chết nhanh như thế, những tiểu nương tử nũng nịu trong phủ kia hắn còn chưa có hưởng thụ đủ. Đừng không biết tốt xấu. Cửu công chúa đi đến trước mặt hắn, nhắc nhở. Khương Hồng Võ không dám giết hoàng tử. Người đi qua chỉ là chịu chút khuất nhục, chúng ta cuối cùng vẫn sẽ đổi ngươi lại. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta bảo đảm ngươi sẽ còn có thể sống được 5 năm. 5 năm, ta còn có thể hưởng thụ 5 năm. 10 năm, hoàng tử giả cắn răng một cái, lúc này không có kè mặc cả còn chờ cái gì. Nhiều nhất 8 năm, vinh hoa phú quý không ít, ngoài ra, người còn có thể ra ngoài giải sầu một chút. Đáy mắt cửu công chúa hiện lên sát ý. Được, hoàng tử giả hít sâu một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên các ngươi phải bảo đảm, cứu ta trở lại. Biểu hiện phong thái đi, nhanh. Cửu công chúa thúc giục. Hoàng tử giả đi đến phía trước. Các vị đều không cần xoắn suýt. Sự kiện tại Bắc Cương là do ta mà lên, ta vì hoàng thất hổ thẹn. Cứ dùng ta đổi một vị thánh văn, cho dù chết, cũng không tiếc. Những lời đại nghĩa này vừa nói ra để cho chư vị lão tổ hoàng thất cùng nhau nhíu mày. Lần này thì tốt rồi. Vừa rồi còn cân nhắc có nên nói hắn là giả để cứu vớt chút mặt mũi hay không. Bây giờ chỉ có thể thừa nhận là thật. Tốt, tam hoàng tử có đảm đương, chúng ta cũng tuân thủ hứa hẹn, trả lại một thánh văn. Khương Hồng Võ vừa dứt lời, Kỳ Thiên Điện liền bắt đầu hô to Sở Uyên. Sở Uyên dùng sức nắm tay, rốt cuộc cũng thoát thân được rồi. Thời khắc mấu chốt vẫn là dựa vào Kỳ Thiên Điện. Lục Tử Ngâm bi thương lại thất vọng trong lòng, thế nhưng ai bảo mình không phải là thánh văn chứ? Đinh Linh Lung cười khổ, mình chung quy cũng là chỉ gia nhập Kỳ Thiên Điện quá ngắn. Thời điểm như thế này sẽ không ai nghĩ đến cứu nàng trước. Đổi ai về là do đại hoàng tử định đoạt. Khương Hồng Võ lại nhấc đao, chỉ về phía đại hoàng tử. Ngươi xác định. Đại hoàng tử từ từ ngẩng đầu, không nghĩ tới lúc này còn có thể khống chế vận mạng mấy tên này. Ta rất xác định, do ngươi đến định. Sở Uyên, Lục Tử Ngâm, Đinh Linh Lung, còn có Hình Luyện, ánh mắt đều lộ ra tinh quang, đồng loạt nhìn về hướng đại hoàng tử.
Điện hạ, đưa ta trở về, ta nhất định nghĩ biện pháp cứu người trở về. Ninh Linh lung đầy mong đợi nhìn đại hoàng tử. Mình cũng đã hiến thân, đại hoàng tử hẳn là sẽ chiếu cố mình, cũng sẽ tin mình. Đại hoàng tử, đưa ta trở về đi, ta nhất định có thể thuyết phục Kỳ Thiên Điện, để bọn họ bất luận như thế nào cũng đều sẽ kiên trì với Khương Hồng Võ đưa ngươi trở về. Sở Uyên cũng chủ động lấy lòng. Tình huống của hôm nay ai cũng thấy không rõ, cho nên phải cố gắng nắm lấy cơ hội. Đại hoàng tử hừ một tiếng, trực tiếp không để ý đến Sở Uyên và Lục Tử Ngâm. Hai tên này, không thể tin. Điện hạ, Hình Luyện vừa muốn nói, ánh mắt đại hoàng tử đã trực tiếp lướt tới trên người hắn. Khi nhìn đến Hình Luyện trong đầu đại hoàng tử lóe lên hình ảnh nhìn đầu tiên chính là thời điểm bên trong xe vua xảy ra bất trắc, hỗn đản này vậy mà lại bị dọa đến lộn nhào muốn chạy trốn. Đinh! Đại hoàng tử muốn lựa chọn Đinh Linh Lung. Nữ tử này nếu đã hiến thân, xem như người của mình. Toàn thân Đinh Linh Lung nổi từng trận sóng nhiệt, được cứu rồi. Điện hạ! Khương Phàm đột nhiên chặn ngang, nói. Ngài hẳn là nên chọn ta. Trường hợp hôm nay, người có thể cứu ngài không nhất định là Hoàng Thất hay Kỳ Thiên Điện, nhưng càng dễ ảnh hưởng đến Khương Hồng Võ chính là Nạp Lan gia chúng ta. Ngươi im miệng! Đinh Linh Lung tức giận lập tức muốn nhào tới, hỗn đản ngươi đây chen miệng vào làm gì? Ngài thả ta đi, ta khẳng định sẽ mang nghĩa phụ đến. Đúng rồi, ta còn có thể thuyết phục Thường Lăng, mời quốc quân Đan Quốc đến. Lúc Khương Vương đề nghị để đại hoàng tử chọn người, Khương Phàm đã liền biết mình nên ra mặt. Cũng rõ ràng hiểu chính xác được ý đồ của Vương gia. Điện hạ, chọn ta đi. Đám người Đinh Linh Lung đều mong đợi nhìn đại hoàng tử. Đại hoàng tử lại nghĩ tới tình huống bên trong xe vua. Lúc đó ngoại trừ Đinh Linh Lung, cũng chỉ có tên Nạp Lan Thanh Diệu mới gia nhập này nhào về phía hắn. Mà, so với Hoàng Thất và Kỳ Thiên Điện, đúng là Nạp Lan gia và Đan Quốc càng có thể hóa giải nguy cơ hôm nay. Ta chọn Nạp Lan Thanh Diệu. Đại hoàng tử đã đưa ra quyết định. Thả người. Khương Hồng Võ ra lệnh, huyết ngục lập tức rút đao. Phốc phốc. Máu tươi phun ra ngoài. Khương Phàm lảo đảo suýt chút nữa ngã quỵ, tranh thủ thời gian uống vào một viên thuốc, ổn định thương thế. Nạp Lan Thanh Diệu. Hoàng Thất và người của Kỳ Thiên Điện đều rất kỳ quái. Trước đó đã nghe nói tới tên Nạp Lan Thanh Diệu này là sát lục chi hỏa, còn đưa tới oanh động không nhỏ tại Hoàng Thành. Thế nhưng thời khắc thế này, làm sao lại thả hắn ra? Đại Điện Hạ có ý gì? Người của Kỳ Thiên Điện rất bất mãn, chúng ta muốn là Sở Uyên, là người một nhà. Cửu công chúa bỗng nhiên nói. Đại ca là muốn mượn Nạp Lan Thanh Diệu, mời Nạp Lan ra ra tay. Nạp Lan sóc. Người của Hoàng Thất như có điều suy nghĩ, đều nhẹ gật đầu. Tam hoàng tử cố gắng chấn định bản thân đi đến đài cao, đang muốn trách cứ Khương Hồng Võ, hiện ra phong thái Hoàng Thất, nhưng bất chợt liêm đao sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Thành thật một chút, nếu nội tạng bị thương, so với người nghĩ thì càng đau hơn rất nhiều. Đội viên huyết ngục khống chế liêm đao. Tam hoàng tử đau đến đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, cứng ngắc đứng ở nơi đó, lời cũng không dám nói. Đội viên huyết ngục tiếp tục đâm kích. Ngươi qua đây, chúng ta bất luận như thế nào cũng sẽ không thả ngươi đi. Tam hoàng tử cắn răng, chịu đựng đau đớn. Ta sẽ sống mà trở về. Khương Hồng Võ quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi phải chết, ngu xuẩn. Hơn 60 vị đội viên huyết ngục, chăm miệng một lời. Ngươi phải chết, ngu xuẩn. Tam hoàng tử lắc lư ánh mắt, bỗng nhiên hối hận. Hai vị hoàng tử cứ như vậy mà bị khống chế. Các phương nghị luận ầm ĩ, rất không hiểu cách làm của Hoàng Thất. Mặc dù là đổi về được một thánh văn, nhưng hoàng tử đại biểu cho mặt mũi Hoàng Thất. Hai vị hoàng tử bị bắt, mặt mũi Hoàng Thất hoàn toàn không còn nữa. Khương Phàm trước tiên đi tìm Nạp Lan Thanh Lạc trong đám người. Mau trở lại thành Bát Bảo, cần phải mời nghĩa phụ đến đây. Để có cùng ta trở về không? Nạp Lan Thanh Lạc đã hiểu ý tứ, đây là muốn nhắc nhở phụ thân nên rời khỏi. Vừa vặn nhờ vào danh nghĩa đó, quang minh chính đại rời khỏi đây, sau đó. Nửa đường biến mất, ta không thể trở về, tỷ đi mau đi, phải nhanh lên. Khương Phàm nháy mắt với Nạp Lan Thanh Lạc. Bảo trọng. Nạp Lan Thanh Lạc dùng sức ôm Khương Phàm vào lòng. Mặc dù cho tới bây giờ đã phối hợp với Khương gia vô cùng đặc sắc, nhưng mà dù sao cũng đang bị đoàn đoàn Tây Cương bao vây,
bọn người Khương Hồng Võ rốt cuộc có thể thuận lợi trở về La Phù hay không vẫn là một ẩn số. Người của Hoàng Thất thấy cảnh này âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Thường Lăng Tông Sư, xin mời quốc quân đến đây. Muốn trấn an Khương Hồng Võ, chỉ có thể để Nạp Lan ra liên thủ với Đan Quốc. Khương Phàm vừa tìm được Thường Lăng. Ta, tận lực đi. Thường Lăng do dự một lát, nhẹ gật đầu, phân phó người bên cạnh về Đan Quốc. Người của Kỳ Thiên Điện trao đổi ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Hoàng Thất vẫn luôn muốn xử lý Nạp Lan gia và Đan Quốc, không nghĩ tới bây giờ lại phải nhờ đến hai nhà. Mà, trải qua chuyện này, cả nước đều sẽ nhắc lại Ngũ Thánh Văn đã từng có trước kia. Đây đối với Hoàng Thất chính là bất lợi. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tùy theo bọn hắn thôi. Tịch Giao đâu? Thường Lăng thấp giọng hỏi Khương Phàm. Nàng vẫn ổn. Khương Phàm yên lặng điều trị thương thế trước ngực, không dám đi dò xét tình huống trong Thanh Đồng Tiểu Tháp. Chắc hẳn Tịch Giao bây giờ đang vô cùng khó xử, vô cùng đau đớn. Nàng làm sao có thể ổn được? Cô giao nàng cho ta có thể cứu nàng. Thường Lăng thấp giọng thúc giục. Khương Phàm lắc đầu cười cười. Cô muốn cứu nàng hay là muốn đan dược trong tay nàng? Ngươi đang nói cái gì? Sắc mặt Thường Lăng hơi thay đổi nhưng lập tức khôi phục bình thường. Khương Phàm nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, ép tiếng nói đến thấp nhất. Đan dược đang trên tay của ta, muốn không? Thường Lăng bình tĩnh nhìn sẽ Khương Phàm. Cho ta, điều kiện tùy ngươi. Ta muốn cô. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta cũng không có đùa giỡn với cô. Thành Bát bảo. Phụ thân, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Hai ngày sau, Nạp Lan Thanh Lạc đã chạy về gia tộc. Trong trang viên gia tộc xa hoa nhìn qua vẫn còn bình tĩnh như thường ngày. Các tộc nhân ra vào vào, nhiệt tình bận rộn hội bán đấu giá sắp đến. Nhưng từ tộc nhân đến cung phụng, từ thị vệ đến quản gia, bọn họ đều đã hoàn thành chuẩn bị. Bộ phận vài bộ phận không đồng ý bị sớm tạm giam, chuẩn bị đến lúc đó cùng áp đi. Khương Hồng Võ có thể chống đỡ được sao? Nạp Lan Sóc nhìn trang viên quen thuộc, trong lòng bỗng nhiên có chút không buông bỏ được. Trang viên này, tòa thành này là nơi Nạp Lan gia đã kinh doanh 200 năm qua. Bọn hắn đi, nơi này sẽ biến thành dạng gì? Bọn người đại hoàng tử đều đại biểu cho tương lai hoàng triều, hoàng thất không hoàn toàn nắm chắc sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nếu như Khương Hồng Võ có thể đứng vững trước áp lực, không nhận kích thích khác thì hẳn là có thể thuận lợi rời khỏi Tây Cương. Nhưng, con rất nể trọng dũng khí của và mưu lược của bọn họ, nhưng rất hiển nhiên. Khương Hồng Võ là đang triệt để đối mặt với Hoàng Triều. Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không cho phép liên tiếp gặp phải nổi nhục này. Con đoán chừng, nếu như không có chuyện gì khác kiềm chế, Hoàng Triều sẽ triệu tập số lượng lớn cường giả từ Bắc Cương, Nam Cương, Đông Cương, mở lên sự kiện xâm lấn La Phù lần thứ hai. Mục tiêu chỉ có một, chính là Khương Hồng Võ. Nạp Lan Thanh Lạc mặc dù rất khâm phục thái độ làm việc của Khương gia, nhưng cũng có thể nhìn thấy được nguy hiểm sau lưng. Từ ngày Khương Hồng Võ rời khỏi Bạch Hổ Quan, Hoàng Thất phán hắn án tử hình. Mặc kệ Khương Hồng Võ là thỏa hiệp hay là phản kháng, Hoàng Thất cũng sẽ không tha cho hắn. Khương Hồng Võ nhìn thấu hết tất cả cho nên dứt khoát triệt để trở mặt, dùng thủ đoạn cực đoan lại điên cuồng, giết ra một con đường sống. Nạp Lan Sóc rất bội phục vị vương gia này, phần huyết tính để cho người ta hâm mộ. Có Thiên Sư Tông, có chúng ta, có hoàn cảnh phức tạp tại La Phù, Khương gia mặc dù ở thế yếu. Nhưng vẫn có hy vọng. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn thấy phụ thân không có ý hoảng sợ nào nên cũng có mấy phần tươi cười. Nàng rất may mắn có thể bồi tiếp gia tộc trải qua một trận thay đổi, cũng rất may mắn khi cuộc sống mình sẽ trở nên đặc sắc không gì sánh được. Chuẩn bị một chút đi, Thanh Cảnh đã bồi tiếp nhóm đội ngũ đầu tiên đi La Phù. Đêm nay còn sẽ theo đội ngũ rời khỏi, Thiên Sư Tông sẽ có tiếp ứng. Ta sẽ tới bên ngoài hấp dẫn lực chú ý, sau đó biến mất. Chúng ta đến La Phù Thiên Sư Tông tụ hợp. Nếu Nạp Lan Sóc đã làm quyết định thì sẽ không lại tiếp tục lo lắng. Huống chi, tình huống của Nạp Lan Thanh Cảnh để hắn trong mấy ngày này một mực ở vào trạng thái phấn khởi. Nạp Lan gia, thật sẽ trùng sinh. Trong vòng một đêm, phủ đệ Nạp Lan gia náo nhiệt nhất bên trong thành Bát Bảo. Trống rỗng. Tổng hội Tử Vi Thương Hội mỗi ngày đều mở ra đúng giờ thì lúc này cũng đang đóng chặt cửa. Mọi người trong thành đều rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có người nào tùy tiện xông đến trong phủ, cũng không có ai dám đẩy cửa thương hội ra.
Nạp Lan gia khống chế tòa cổ thành này đã 200 năm, uy tín và lực ảnh hưởng đã xâm nhập lòng người, khắp mỗi một góc, không người nào dám mạo phạm. Nhưng, khi phần bình tĩnh này tiếp tục từ sáng sớm đến đêm khuya rốt cuộc cũng có người kìm nén không được, lấy danh nghĩa bái phỏng, đẩy cửa Nạp Lan gia ra. Nạp Lan gia tộc, biến mất. Tử Vi Thương Hội, trống rỗng. Ban đêm, thành Bát Bảo Lâm vào oanh động trước nay chưa có. Mọi người đều không hiểu thấu, càng khó có thể hơn tin. Số lượng lớn đám người tràn vào Nạp Lan gia, xông vào thương hội. Quả thật đều trống rỗng, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng biến mất. Thông báo thành Hoàng Phủ, Nạp Lan gia có biến. Các cường giả visa của Thiên Hoa Hội giám sát nơi này ngay trong đêm đã phóng ra khỏi thành chạy thẳng đến thành Hoàng Phủ. Nạp Lan Sóc đã rời khỏi, bọn hắn biết, đó là vì đi đến thành Hoàng Phủ giải vây rồi. Thế nhưng, toàn tộc biến mất là đang xảy ra chuyện gì? Thành Hoàng Phủ sau 3 ngày bình tĩnh lại lần nữa náo nhiệt lên. Những áng mây đỏ như lửa che lấp bầu trời, một con hỏa liệt điểu dương cánh hơn 100 mét cuốn lên tia sáng đầy trời hạ cánh xuống thành Hoàng Phủ. Quốc quân tới. Hỏa liệt điểu của quốc quân. Quốc quân quanh năm bế quan, ta còn tưởng rằng ông ta sẽ không tới. Đám người oanh động nhao nhao ngắm nhìn nhân hoàng, người cao quý nhất hoàng triều này. Các tộc lão hoàng thất đều thở phào, quốc quân đích thân tới hẳn là có thể đè ép được Khương Hồng Võ. Các cường giả Kỳ Thiên Điện cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt xung quanh, vẻ mặt có chút phức tạp. Mặc dù những năm này bọn hắn phát triển rất mãnh, đã có thể áp đảo đông đảo tông môn thế gia hoàng triều, nhưng so với Đan quốc thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Nghênh đón quốc quân. Các tộc lão hoàng thất thoáng chỉnh lý lại trang phục sau đó tự mình ra nghênh đón. Bọn hắn không giống với đại hoàng tử, vì hoàng thất nên khi ở bên ngoài bọn hắn đều vô cùng tôn trọng Đan quốc. Thường Lăng từ trên bạch ngọc tượng đi xuống, cũng muốn mang theo thị vệ đi nghênh đón. Nhưng, không xong, xảy ra chuyện rồi. Từng tiếng gào thét điên cuồng đến thảm thiết vang vọng giữa trời, một đám người cưỡi mãnh cầm phóng tới lướt qua khu thành chạy thẳng đến trong nội thành. Nạp Lan gia làm phản rồi. Nạp Lan gia làm phản rồi. Nạp Lan Sóc đã mang theo toàn thể tộc nhân Nạp Lan gia biến mất. Cường giả Thiên Hoa Hội còn không đợi xuống khỏi mãnh cầm đã cao giọng gào thét. Nạp Lan gia làm phản. Toàn trường yên tĩnh, tất cả toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía cái người như sắp nổi điên kia. Thường Lăng, ta nói ta muốn cô, không phải nói đùa. Khương Phàm đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ Thường Lăng. Liệt diễm cuồn cuộn toàn thân triển khai hỏa rực mãnh liệt màu vàng. Chuyện đột nhiên xảy ra không chỉ có Thường Lăng không kịp phản ứng, mà các thị vệ xung quanh cũng bị đám người visa kia kích thích nên tất cả mọi người đều không có phản ứng được. Khương Phàm chấn khai hỏa rực mang theo Thường Lăng phóng lên tận trời bay thẳng đến đài cao. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người lại lần nữa quay đầu, kinh ngạc nhìn Nạp Lan Thanh Diệu trở lại đài cao. Sao hắn lai đến đó? Còn bắt đi Thường Lăng. Ngu xuẩn, sao ngươi lại trở lại đó? Sở Uyên đều sửng sốt. Ngươi đang làm gì? Quốc quân đã tới, ngươi điên rồi sao? Thường Lăng mặc dù ngoài ý muốn, cũng rất chấn định lại tinh thần, không có hoảng, cũng không có la hét. Ta rời khỏi, chính là vì muốn mang cô trở về. Bây giờ, đã được rồi. Khương Phàm tản liệt diễm ra, mang Thường Lăng về tới trong đội ngũ huyết ngục. Xung quanh hội trường lại lâm vào yên tĩnh, thật sự là đã bị một màn liên tiếp này làm cho ngây người hết rồi. Khương Phàm, Hình Luyện thử thăm dò gọi một tiếng, vừa rồi ta không có hoa mắt đấy chứ. Hỏa rực, màu vàng, rốt cuộc bây giờ ngươi mới có phản ứng. Hoàng triều này làm sao có nhiều thánh văn như vậy, từng tên lại từng tên lần lượt xuất hiện chứ. Khương Phàm cười lạnh, hắn là ai? Đại hoàng tử quay đầu gắt gao nhìn Hình Luyện. Bọn người Sở Uyên cũng sửng sốt mà nhìn Hình Luyện. Hình Luyện hít một ngụm khí lạnh. Khương Phàm. Khương Phàm. Bọn người Sở Uyên lại đồng loạt tập trung vào, Nạp Lan Thanh Diệu. Không thể nào, ngươi không phải Khương Phàm. Khương Phàm là Kim Viêm Thánh Hỏa, Khương Phàm đã đến Vô Hồi Thánh Địa rồi. Đại hoàng tử gầm thét, không để ý đến liêm đao đang cắm trong lồng ngực, suýt chút nữa liền muốn xoay người sang chỗ khác. Đây là một cái bẫy. Từ lúc bắt đầu là đã chuẩn bị bẫy cho hắn. Vậy mà mình tới thật, còn tin tưởng mà đảm nhiệm cho hắn. Đây quả thực vô cùng nhục nhã. Từ lúc sinh ra đến nay đây là lần bị lừa gạt thảm hại nhất. Khương Phàm.
xung quanh đài cao sôi trào lên. Các ánh mắt khiếp sợ tập trung toàn bộ về trên đài. Thánh tử Khương gia đã truyền rằng hắn đã bị vô hồi thánh địa lấy đi. Hắn làm sao lại ở nơi này? Hỏa diễm của hắn là sao chứ? Làm thế nào hắn lại dính líu quan hệ với Nạp Lan gia rồi? Các tộc lão hoàng thất thô lỗ đẩy đám người ra, vào tới phía trước nhất, khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò kia. Khương Phàm, ngọa tào tổ tông ngươi. Cái này chẳng phải là không đổi được một thánh văn trở về mà còn bị bắt mất tam hoàng tử cùng Thường Lăng. Nạp Lan gia làm phản rồi. Nạp Lan gia thông đồng liên hợp cùng Khương gia. Cường giả Vi gia chỉ vào đài cao gầm thét. Danh con, ta phải xé xác ngươi. Một vị tộc lão hoàng thất lên cơn giận dữ, suýt chút nữa liền muốn bạo phát ra ngoài. Khinh người quá đáng, phụ tử các ngươi khinh người quá đáng. Những tộc lão khác cũng không kiềm chế được, đây quả thực là đem tất cả bọn hắn và mọi người ra chơi đùa. Các ngươi là người Thiên Hoa hội, nếu các ngươi không đến ta cũng đều quên. Khương Phàm Triệu Vi Thừa Long nửa chết nửa sống từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, ném cho huyết ngục bên cạnh. Phốc phốc. Huyết ngục vung liêm đao lên thẳng đến Vi Thừa Long, nhưng không phải là cắm vào lồng ngực, mà là chém đầu. Vi Thừa Long đều không có kịp phản ứng xem là đang xảy ra chuyện gì, vừa mới thấy ánh sáng đã liền vĩnh viễn rơi vào lại trong bóng đêm. Các cường giả Vi gia suýt chút nữa đã mất khống chế, lại bị đám người Tây Cương gắt gao ngăn chặn. Mọi người kinh hãi lại hoảng hốt nhìn lên đài cao, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được chuyện này thật đã quá lớn rồi. Không chỉ là hoàng tử và thánh văn bị bắt, Nạp Lan gia lại đào vong, cũng sẽ chấn động trên dưới hoàng triều. Trước khi hoàng triều hành động, Nạp Lan gia đã lựa chọn từ bỏ, lại cùng Khương gia hợp tác, săn giết hoàng tử và các thánh văn. Đây có nghĩa là bọn họ đã triệt để thất vọng đối với hoàng triều, càng im lặng lên án hoàng triều. Hoàng thất nóng lòng chèn ép ngũ thánh khai quốc để thể hiện uy thế của mình, ngưng tụ hoàng quyền, kết quả. Rốt cuộc cũng bị đập. Thường Lăng tại sao lại ở đó? Trước khi ta đến cũng không có nghe nói nữ nhi của ta cũng đang trên tay Khương Hồng Võ. Ngọn lửa nóng bỏng vẩy xuống đầy trời, hỏa liệt điểu dài trăm mét chở quốc quân và thủ vệ đan quốc hạ xuống. Thanh lạnh lùng của quốc quân để các tộc lão hoàng thất đều lộ ra vẻ khó chịu, liền muốn quay người nghênh đón, nhưng bây giờ cũng không biết nên nói thế nào. Khương Phàm, ngươi là Khương Phàm. Thường Lăng nhắm mắt lại, cũng đã hoàn toàn hiểu được mọi chuyện. Đúng vậy, hoàng triều sao có thể liên tiếp xuất hiện thánh văn? Là bọn hắn đã nghĩ chuyện quá đơn giản rồi. Đắc tội, phối hợp với ta sẽ không tổn thương cô. Mời cô đến Thiên Sư Tông làm khách mấy ngày, ta nhất định sẽ để cô bình an trở lại đan quốc. Khương Phàm bóp lấy cổ Thường Lăng, không buông tay. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ đại thánh văn, còn có thiên tài đan điện Lục Tử Ngâm. Bọn hắn rốt cuộc cũng đã có đầy đủ lực lượng. Khương Hồng Võ, nhất định phải như vậy sao? Quốc quân tuổi gần 60 nhưng da thịt lại săn chắc, tóc đen dài đến eo giống như là một thiếu niên mười mấy tuổi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hậu nhân Khương gia, không nghĩ tới sẽ là ở dưới tình huống này. Thật đáng tiếc, cũng đành phải chịu thôi. Đại tộc đã từng dùng sinh mạng để phục vụ hoàng triều, đến cuối cùng vẫn là đi lên con đường mà các vị tổ tiên không nguyện ý nhìn thấy nhất. Ai đúng ai sai, không nói rõ được, cũng không quan trọng nữa. Cũng xin mời quốc quân không cần nhiều lời. Nếu như quốc quân có thể bảo vệ chúng ta lui về La Phù, Thường Lăng nhất định có thể quay về đan quốc. Khương Hồng Võ không nguyện ý xung đột cùng đan quốc. Mời hắn tới vì có thể thuận lợi rời khỏi hơn. Có quốc quân ở đây thì hoàng thất càng sẽ không tùy tiện ra tay, để tránh làm bị thương Thường Lăng. Người phải đều thả tất cả bọn họ, ta lấy danh nghĩa quốc quân đan quốc cam đoan, nhất định có thể bảo hộ các ngươi chu toàn, cũng có thể thay các ngươi làm chủ, đến hoàng thất đàm phán. Cuộc náo loạn này có thể dừng lại rồi. Quốc quân thật đáng tiếc khi nhìn thấy cục diện bây giờ, hắn cũng tuyệt đối không hy vọng Khương Hồng Võ và hoàng triều thật sự bộc phát lên chiến tranh. Đối với Khương Hồng Võ hay đối với hoàng triều đều là tai nạn lớn. Đây không phải náo loạn, đây là mạng sống. Hoàng thất bây giờ đã không còn là hoàng thất đã từng nữa. Chúng ta muốn mạng sống, không thể thông qua thỏa hiệp mà có được. Khương Hồng Võ ta không phải người hiếu sát, nhưng ta tuyệt đối không e ngại giết chóc. Nếu ta mang tộc nhân ra trước mặt hoàng triều thì ta sẽ dùng hết thảy sức lực, tìm kiếm một con đường sống cho bọn họ. Khương Hồng Võ quá rõ ràng tính tình mấy tên hoàng thất này.
nếu như ngươi thỏa hiệp, bọn hắn liền ép ngươi vào chỗ chết. Chuyện này chỉ có thể dùng chiến đấu đến giải quyết, cũng nhất định phải dùng chiến đấu để giải quyết. Quốc quân than nhẹ. Nạp Lan Sóc thật đã rời khỏi rồi sao? Bây giờ hẳn là đã sắp tới La Phù Sơn Mạch. Khương Hồng Võ vừa nói ra lời này, xung quanh lập tức vang lên từng trận kinh hô. Bọn hắn đều hiểu, Khương Hồng Võ ở lại nơi này muốn cái này muốn cái kia, mục đích chủ yếu chỉ sợ là đang kiềm chế lực chú ý, cho Nạp Lan gia tranh thủ thời gian và cơ hội thoát thân. Những năm này mặc dù Nạp Lan gia bị áp chế tại Tây Cương nhưng vẫn là thương hội đứng đầu của toàn bộ Tây Cương, nội tình vừa bày ở nơi đó, bây giờ đã trốn vào La Phù, chắc chắn sẽ mang đến cho Khương gia và Thiên Sư Tông tài nguyên to lớn. Tốt thay cho một tên Khương Hồng Võ. Bọn hắn xem như đã rõ ràng cảm nhận được này sự lợi hại của Vương gia. Khương Hồng Võ không cần phải nhiều lời nữa, hắn đưa tay thét lên ra lệnh. Áp giải tất cả con tin, về La Phù. Ngươi không được đi, ngăn lại cho ta. Các tộc lão hoàng thất giận dữ thét lên ra lệnh. Vô số cường giả Tây Cương kích hoạt linh văn toàn bộ, tập trung vào Khương Hồng Võ. Nạp Lan gia đã đào thoát, chắc chắn sẽ tăng cường lực lượng và ảnh hưởng của Thiên Sư Tông. Nếu như lại đem con mãnh hổ này trả về, muốn xử trí bọn hắn, khả năng là phải cần điều động lực lượng của toàn Hoàng Triều. Cửu công chúa cũng chỉ vào Khương Phàm cảnh cáo. Ngươi là đệ tử Vô Hồi Thánh Địa, ngươi đại biểu cho Vô Hồi Thánh Địa, ngươi ngang nhiên bắt cóc dòng dõi Hoàng Thất chính là đang gây tai họa cho Thánh Địa. Hình như cô sai lầm rồi, Vô Hồi Thánh Địa mời chào ta. Nhưng, ta không có chấp nhận, càng không đi qua nơi đó. Ta và Thánh Địa không có quan hệ. Ta không đại biểu cho Thánh Địa được. Khương Phàm không để ý tới nàng. Tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm nhưng chuyện biết được cũng không phải ít. Ngươi có thể từ bỏ Thánh Địa sao? Ngươi đang muốn trước khi đến Thánh Địa phải điên cuồng một lần, sau đó để Thánh Địa bảo vệ ngươi. Cửu công chúa không tin Khương Phàm sẽ vứt bỏ một cơ hội tốt như vậy. Chờ ta trở lại La Phù thì các ngươi sẽ nghe được tin tức Vô Hồi Thánh Địa đã từ bỏ mời chào ta. Đừng nói nhảm nữa. Tránh đường ra, chúng ta phải về La Phù. Khương Phàm bóp lấy Thường Lăng, giằng co với đám người. Ngăn lại. Tần Chính Thanh và các loại tộc lão hoàng thất cùng toàn chi đội đi lên phía trước nhất, mấy vạn cường giả Tây Cương cũng đằng đằng sát khí. Ta thấy hình như các ngươi còn chưa hiểu tình huống. Giết một tên, để bọn hắn hiểu rõ ràng. Khương Hồng Võ đưa tay chỉ đến Sở Uyên. Giết. Không được. Sở Uyên thét lên, mặt mũi trắng bệch. Hắn là Thánh Văn, hắn có tương lai rất lớn, tuyệt đối không thể chết uất ức khi chỉ mới mười mấy tuổi được. Dừng tay. Các trưởng lão Kỳ Thiên Điện nhao nhao gầm thét, trước tiên là lui sang hai bên. Kỳ Thiên Điện vừa mới chỉ phát triển 20 năm, thế hệ này cực kỳ quan trọng, bọn hắn tuyệt đối không thể từ bỏ bọn người Sử Uyên được. Các ngươi thì sao, có muốn ta chặt lấy chân hoàng tử, cho các ngươi thanh tỉnh một chút hay không? Khương Hồng Võ lạnh lùng nhìn tộc lão hoàng thất. Sau khi tộc lão hoàng thất suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đè nén lửa giận xuống, sau đó lui lại sang hai bên. Quốc quân Đan Quốc than nhẹ, lại nói thêm một câu. Khương Hồng Võ, khả năng lần này ngươi sẽ rời khỏi, nhưng không bao lâu nữa ngươi sẽ đứng trước sự phản kích của toàn bộ lang gia hoàng triều. Một khi hoàng thất điều người từ tứ đại cương vực, ngươi sẽ không chịu nổi năng lượng này, toàn bộ La Phù Sơn Mạch đều chưa hẳn có thể chịu đựng được. Ta vẫn là câu nói kia, thừa dịp chuyện còn không có hoàn toàn mất khống chế, ta có thể ra mặt đàm phán. Quốc quân Đan Quốc rất rõ ràng lực lượng của Lang Gia Quốc. Mặc dù Bắc Cương bị Đại Hoang kiềm chế, nhưng Đông Cương, Nam Cương vẫn rất bình tĩnh, tông môn cường đại, cổ thành rất nhiều, một khi thế lực hai đại cương vực kia phát động, lực lượng đó là không thể nào khinh thường được. Khương Hồng Võ vẫn không để ý tới. Toàn bộ tinh thần đều đang đề phòng nhìn chằm chằm các cường giả xung quanh, mang theo huyết ngục đi lên phía trước. Bọn người Yến Tranh cảnh giác xung quanh, cũng cảnh giác dưới mặt đất. Xung quanh lui ra rất chậm, bọn hắn đi cũng chậm lại. Bầu không khí khẩn trương đến cao độ, từ giữa trưa đến trạng vạng tối, bọn hắn gian nan bước ra khỏi thành Hoàng Phủ, đi đến hoang dã, sau đó. Chạy thẳng đến biên cảnh Tây Cương. La Phù Sơn Mạch. Khương Hồng Võ liên thủ Tử Vi Thương Hội, bố cục Tây Cương, săn giết Đại Hoàng Tử. Khương Phàm tự nguyện từ bỏ lời mời chào của Vô Hồi Thánh Địa, hóa thân thành Nạp Lan Thanh Diệu, dẫn dụ Đại Hoàng Tử, cùng Sở Uyên, Đinh Linh Lung và các thiên tài Hoàng Triều vào cuộc. Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử,
Tam đại thiên kiêu Kỳ Thiên Điện cùng Hình Luyện, toàn bộ đã bị bắt, bị áp giải về La Phù Sơn Mạch. La Phù Sơn Mạch lâm vào oanh động to lớn. Ai cũng không nghĩ tới vị vương gia chạy nạn này lại cuồng dã dữ dội như vậy. Đại loạn thành khôi binh còn chưa đủ, bây giờ lại tái chiến thành hoàng phủ. Đột sát Kim Cương Tông chưa đủ nghiền, quay đầu đã săn giết hoàng tử và thánh văn. Khương Phàm càng là ngoài dự liệu, Vô Hồi Thánh Địa để đó lại không vào, một thân một mình đi mạo hiểm, dẫn dụ hoàng tử và các thánh văn vào cuộc. Đây quả thật là sự kiện đặc sắc nhất những năm gần đây tại La Phù Sơn Mạch. Rất nhiều người khiếp sợ cũng phấn chấn, lại kích động. Bởi vì lúc trước Tây Cương xâm lấn La Phù đã để La Phù tổn thất nặng nề và nhận lấy nhục nhã, 18 tông vội vàng nội loạn, không rảnh đi phản kích, toàn bộ La Phù đều kìm nén hỏa khí trong lòng. Không nghĩ tới Khương Hồng Võ lại thay bọn hắn ra tay, trực tiếp bắt lấy kẻ cầm đầu. Toàn bộ La Phù oanh động, hơn mấy ngàn vạn cường giả lao tới biên giới Tây Cương. Trận rút lui dài đến 3 ngày 3 đêm, bọn người Khương Hồng Võ rốt cuộc cũng đã tiếp cận biên giới. Cường giả đến từ Tây Cương càng ngày càng nhiều, đạt tới 100.000 người. Cường giả tuôn ra từ trong La Phù Sơn Mạch, cũng đạt tới mấy vạn người. Giống như là hai trận thủy triều mãnh liệt đang lao nhanh. Trở về rồi. Dạ Thiên Lan, Dạ An Nhiên, Khương Uyển Nhi đều ra nghênh đón. Mấy người Nạp Lan Sóc cũng thở phào, bọn họ mang theo số lớn thị vệ gia tộc, vọt tới phía trước. Khương Hồng Võ, người phải nghĩ rõ ràng. Nếu như áp giải hoàng tử và các thánh văn tiến vào La Phù, việc này sẽ đoạn, không có chỗ hòa hoãn. Lang gia hoàng triều sẽ tập hợp lực lượng cả nước vây quét Khương gia các ngươi. Một tên cũng không để lại. Tộc lão hoàng thất chỉ vào Khương Hồng Võ giận dữ mắng mỏ. Khương Hồng Võ đều chán nghe rồi, tiếp tục mang theo bọn họ trực tiếp đi tới biên giới. Cả dãy núi La Phù oanh động. Thật là nghiêu bức. Quá mạnh. Đây là muốn ăn thua đủ với hoàng triều sao? Khương Phàm. Từ trong đội ngũ Tây Cương đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Cứ như vậy trở về không phải có chút tiếc nuối sao? Đánh một trận đi, đánh xong lại đi. Đội ngũ hoàng thất nhanh chóng tách ra, một thiếu niên được số lượng lớn thị vệ hoàng thất chen chúc đưa ra. Lục hoàng tử, hắn trở về rồi. Lục hoàng tử, thánh văn thế hệ này của hoàng thất, là kiêu ngạo của hoàng thất. Cũng là hài tử nhân hoàng thích nhất. Cũng bởi vì lục hoàng tử là thánh văn, lại rất được nhân hoàng yêu thích, cho nên mới một mực không có khâm định người thừa kế. Đại hoàng tử bố cục La Phù, tam hoàng tử bố cục Thương Châu, chính là muốn dùng công tích chứng minh mình vượt trên vị lục hoàng tử, thánh văn hoàng thất này. Đám người hoàng triều lại nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt cũng có nhiều phần kính sợ. Lục hoàng tử mặc một thân hoa phục màu tím, bên hông mang mạng nhện vàng. Tóc đen buộc lên được châm khảm bích mạ vàng cố định, thân thể thon dài ưỡn lên thẳng tắp, cả người phong thần tuấn lãng, bên trong lại lộ ra phần cao quý bẩm sinh. Kiêu ngạo nghiêm nghị, cao không thể chạm. Bọn người Khương Hồng Võ liên tiếp dừng lại, đối mặt với Lục hoàng tử đang đi tới. Lão Lục, người tới thật là đúng lúc. Đáy mắt đại hoàng tử hiện lên tia nhìn sắt lạnh. Đây là kẻ hắn ghét nhất, cũng là đối thủ cạnh tranh cường đại nhất của hắn. Từ nhỏ đến lớn, đối kháng thế nào hay áp chế thế nào, mặc dù đa phần đều là mình thắng lợi, nhưng tiếc rằng thiên phú và tư chất của lão Lục quá cao. Tùy tiện đột phá liền có thể để nhân hoàng cực kỳ vui mừng. Đại ca, tam ca, bị liên lụy sao? Trên mặt Lục hoàng tử không cầm được mà cười một cái. Cạnh tranh vị trí thái tử càng ngày càng nghiêm trọng, hắn lựa chọn lấy lui làm tiến, đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên việc tu luyện. Chỉ cần thiên phú đủ mạnh. Tin tưởng phụ hoàng chắc chắn sẽ cân nhắc hắn. Nhưng thấy tam ca mưu đồ Thương Châu, đại ca bố cục La Phù, hắn cảm giác khả năng mình đã tính sai. Không nghĩ tới, tam ca đại ca lại có thể liên tiếp thua ở trên tay Khương Hồng Võ. Mình, nằm không cũng thắng. Sau khi hắn nhận được tin tức đã nhanh chóng chạy tới thành Hoàng Phủ, kết quả Khương Hồng Võ đã mang người chạy, hắn lại từ thành Hoàng Phủ đuổi đến biên cương. Rốt cuộc cũng tại thời khắc cuối cùng này cũng chạy tới. Nằm thắng thì nằm thắng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thể khiến cho mọi người đánh giá hắn như thế. Cho nên hắn muốn tại thời khắc mấu chốt đứng ra, chứng minh mình, biểu hiện mình. Lục đệ, mau tới cứu chúng ta trở về. Tam hoàng tử thì không có nghĩ như vậy, nhìn nhân vật truyền kỳ của hoàng thất, hắn kích động đến mặt đỏ dần. Rốt cuộc cũng được cứu.
Nạp Lan Thanh Lạc gạt người đi ra từ trong đội ngũ La Phù, tranh thủ thời gian giới thiệu cho Khương Phàm biết. Lục Hoàng tử là Thánh Linh Văn Hoàng Thất, từ 8 tuổi đã bắt đầu thức tỉnh Linh Văn, được Hoàng Thất toàn lực vun trồng. Thiên phú của hắn cực cao, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người, chính là tên cuồng luyện võ. Vì để làm chắc căn cơ, hắn còn tự nguyện khổ tu 3 năm tại cảnh giới Linh Anh, cô đọng Linh Nguyên đến cực hạn. Vì để tăng cường sức chịu đựng khi chiến đấu, hắn còn khổ tu thể thuật, một cánh tay có thể đạt 50.000 cân. Vì để tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, hắn thậm chí đã từ Đông Cương vào biển, mai danh ẩn tích chờ đợi 2 năm. Nạp Lan Thanh Lạc nhắc đến Lục Hoàng tử, vẻ mặt và ngữ khí đều rất nghiêm trọng. Nói bóng gió, đừng để hắn kích thích, người này không dễ chọc. Ta ở trong Thiên Sư Tông, ngươi muốn chiến, tùy thời tới. Khương Phàm ngược lại muốn đọ sức một phen với nhân vật này, tuy nhiên trường hợp hiện tại không thích hợp. Thiên Sư Tông, ha ha, tiểu đà tiểu nháo chỉ những nơi nhỏ hẹp không có ý nghĩa. Hôm nay có La Phù, Hoàng Triều và mười mấy vạn người chứng kiến, hay là trực tiếp ở ngay biên cương này, cỡ nào có được diễn võ trường như thế này đây? Ta đại diện Hoàng Triều, người đại diện La Phù, ta tuyên chiến với ngươi, ngươi có dám tiếp? Lục Hoàng tử đi đến phía trước khiêu chiến. Không tiếp. Khương Phàm quả quyết cự tuyệt. Hoàng Triều bên kia lập tức vang lên từng đợt thổn thức. Không dám nhận. Hèn nhát, rác rưởi. Thánh phẩm thú linh văn cái gì, ta thấy chính là có tiếng không có miếng. Hắn còn không vào thánh địa, chính là không dám. Chớ mắng hắn, hắn chỉ là cảm giác mình không đại diện cho La Phù được, tự ti thôi, ha ha ha. Hoàng Triều càng ngày càng oanh động, quét sạch toàn trường, 10 vạn người hò hét, thanh thế to lớn. Lúc này không nhục nhã, còn chờ lúc nào đây? Lục Hoàng tử đưa tay đè ép, chờ sau khi đám người an tĩnh lại, hắn chỉ về phía Khương Phàm nơi xa. Vì trận luận võ này rất có ý nghĩa, ta và ngươi làm một vụ cá cược. Khương Phàm giao Thường Lăng cho Dạ An Nhiên. Cá cược gì? Nếu như ta thắng ngươi, ngươi thả người. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta có thể bảo đảm Hoàng Triều, nhất định trong một đoạn thời gian sẽ không dùng bất cứ phương thức nào tổn thương đến Khương gia. Lục Hoàng tử vừa nói ra lời này thì cả Hoàng thất bên kia đều không kiềm chế được. Lục ca, ngươi muốn làm gì? Hoàng thất chúng ta không thể tha cho Khương gia. Chờ Khương Hồng Võ lui vào La Phù, không quá một tháng, Hoàng thất có thể tập kết cường giả tứ đại cương vực, san bằng La Phù. Cửu công chúa bước nhanh đi tới. Bộ dáng đáng yêu nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh. Lục Điện Hạ, người đưa ra ước định này cũng không có cùng thương lượng với chúng ta. Trường hợp này, không phải một câu của ngươi thì có thể đại biểu cho Hoàng Triều liền có thể thay Hoàng thất ra quyết định. Tần Chính Thanh cũng đi tới, ngữ khí hơi có bất mãn. Các ngươi có biện pháp cản bọn họ lại sao? Nếu như không có liền cứ theo ta. Lục Hoàng tử nhìn bọn hắn chau mày, lại nói. Chờ bọn hắn trở lại Thiên Sư Tông. Nắm trong tay số lượng lớn con tin, chẳng khác nào cầm quyền chủ động. Mặc kệ các ngươi có hành động to lớn gì cũng đều sẽ bị quản chế khắp nơi. Cho nên, nhất định phải ngay trước khi bọn hắn trở về La Phù, cản bọn họ lại, tận hết khả năng đổi con tin về. Ngươi muốn làm thế nào? Các tộc lão xác thực không nghĩ ra được biện pháp thích hợp gì để ngăn Khương Hồng Võ lại, nhưng một tiểu hoàng tử như ngươi lại có thể làm gì? Lục Hoàng tử đẩy bọn hắn ra. Tiếp tục đi đến phía trước rằng co với Khương Phàm. Ta muốn là con tin, ngươi muốn là kỳ hạn an toàn. Nếu như ngươi mang một con tin đi ra cược, thắng, ta có thể bảo đảm trong vòng 3 tháng, Hoàng Triều sẽ không tiến công La Phù, càng sẽ không hãm hại Khương gia. Nếu như ngươi nếu dám cầm hai người đi ra cược, thắng, ta có thể bảo chứng trong vòng 6 tháng, Khương gia an toàn không việc gì. 3 người, tương đương 9 tháng. 4 người, tương đương là 1 năm. Ước định. Do ngươi tự quyết. M. Thanh Lục Hoàng tử hòa với linh lực truyền khắp hoang dã mênh mông, rõ rõ ràng ràng quanh quẩn bên tai của mỗi người. Hắn là phải để cho La Phù, thậm chí Hoàng Triều thấy được thực lực của hắn. Hắn càng phải dùng một trận đại thắng nhẹ nhàng vui vẻ lại lâm ly, giải quyết nguy cơ của Hoàng thất, chứng minh năng lực của mình. Cứ như vậy, vị trí thái tử, trừ hắn ra thì không còn có thể là của ai khác. Cả đám người hai mặt nhìn nhau. Đây hình như đúng thật là biện pháp tốt nhất rồi. Một con tin đổi 3 tháng, thời gian quá dài. Tần Chính Thanh nhíu chặt lông mày, biện pháp thật có thể thực hiện, chỉ là ước định này cần sửa đổi một chút. Một vị tộc lão khác nói.
Một con tin đổi một tháng, Khương Hồng Võ có thể đồng ý hay không? 3 tháng, đây quả thực là đủ để dụ hoặc bọn hắn, Khương Phàm không thể không chiến. Thế nhưng, Tần Chính Thanh vẫn rất xoắn suýt, chẳng may bị thua thì sao, liên tục mấy tháng thậm chí 1 năm không ra tay. Mặt mũi hoàng thất còn để đâu được. Các ngươi cảm giác, ta sẽ thua bởi tên con hoang này. Lục hoàng tử quay đầu, nhìn bọn hắn cười lạnh. Từ khi ta sinh ra đã dùng tẩy tủy dịch điều trị thân thể, 8 tuổi thức tỉnh linh văn, tu luyện các loại võ pháp, được kỳ thiên điện và hoàng thất dạy bảo. Ta chiến đấu vô số trận, kinh nghiệm phong phú. Mà hắn, ha ha, nếu thật phải tính toán ra, tuy chỉ là mới thức tỉnh 1 năm thôi, nhưng tên Khương Phàm này đã từ linh anh cảnh lên tới linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, chỉ dùng 1 năm, cảnh giới của hắn đã có bao nhiêu kiên cố. Lại đã ăn bao nhiêu đan dược, ta có tuyệt đối nắm chắc sẽ thắng hắn. Lục hoàng tử nói xong, ngạo nghễ quay người, lần nữa giằng co với Khương Phàm, hào hùng hò hét quanh quẩn khắp hoang dã. Khương Phàm, tiếp chiến. Bọn người Tần Chính Thanh suy nghĩ. Thiên phú và thực lực của lục hoàng tử bọn hắn đều rõ như ban ngày. Trận này có 9 phần thắng. Cược. Bọn người Tần Chính Thanh trao đổi ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Cược. Một người, đổi 3 tháng. Khương Phàm bị lay động. Ngay cả Khương Hồng Võ cũng bắt đầu cân nhắc. Bọn hắn bắt cóc con tin đến Thiên Sư Tông quả thật dùng để uy hiếp Hoàng Triều, nhưng cũng sẽ triệt để chọc giận Hoàng Triều. Khương Hồng Võ đã nghĩ sẽ tùy cơ ứng biến. Lợi dụng tình thế các tông La Phủ đang hỗn loạn phức tạp sẽ mau chóng hình thành liên minh, cùng nhau đối kháng Hoàng Triều. Nhưng như thế sẽ gặp phải rất nhiều biến cố, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm. Nếu như có thể có mấy tháng xử lý thì có thể liên hợp thế lực La Phủ tốt hơn. Nói không chừng mình còn có thể lợi dụng thời gian quý giá này, trùng kích niết bàn cảnh. Vương gia, nên cân nhắc thận trọng. Yến Tranh và Côn Bác trao đổi ánh mắt, nhắc nhở Khương Hồng Võ. Không phải bọn hắn không tin Khương Phàm, mà thời gian Khương Phàm tu luyện quá ngắn. Lục hoàng tử lại là thánh phẩm song linh văn, kiếm thuẫn song binh văn, quả thực là vì chiến đấu mà sinh ra. Nạp Lan Thanh Lạc cũng đang thuyết phục Khương Phàm, đây cũng không phải là trò đùa. Chẳng may thất bại, lục hoàng tử còn có thể trực tiếp giết hắn. Chính ngươi quyết định đi. Khương Hồng Võ tôn trọng lựa chọn của Khương Phàm, mặc dù đối với Khương Phàm cũng không có lòng tin gì. Nhưng trên người Khương Phàm có rất nhiều bí mật. Nếu như, ngươi nhất định kiên trì, liền cược một tên. Dạ An Nhiên nhìn thấy ánh mắt Khương Phàm sáng lên liền biết tên điên này đã bắt đầu suy tính. Một tên, chính là 3 tháng. Nếu như có thể có 3 tháng đổi lấy an toàn, cũng không tệ. Dạ Thiên Lan cảm giác vẫn à có thể thử một chút. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, chớ bị hắn tính kế. Khương Phàm đã có quyết định, đi đến phía trước. Giơ tay lên duỗi về phía trước. Ta cược 1 năm. Khương Phàm. Sắc mặt bọn người Khương Hồng Võ đại biến. Không phải nói 3 tháng sao? Tốt, có dũng khí. Đáy mắt lục hoàng tử lộ ra tinh quang, lên tiếng hô to. Khương Phàm, trở về. Chúng ta không thể cược 4 tên. Yến Tranh quát tháo. Bọn hắn tính cả hình luyện, trong tay có 7 tên tù binh. Nếu như thua, đối phương khẳng định sẽ yêu cầu đại hoàng tử. Sở Uyên, Đinh Linh Lung và Lục Tử Ngâm. Còn lại hình luyện và tên giả mạo, hoàng thất cần phải cũng không cần, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn trực tiếp nhào tới. Cái này không phải là cược 1 năm, đây là cược sinh tử của tất cả mọi người ngay hôm nay. 1 năm, đối với chúng ta quá quý giá, ta sẽ dùng mạng đi liều. Khương Phàm cũng cảm thấy áp lực, nhưng một thời gian trước Linh Văn đã thăng hoa, tối thiểu có lực đánh 1 trận. Nếu quả thật có thể tranh thủ thời gian 1 năm, hắn không tiếc tất cả cũng muốn tử chiến 1 trận. Hoàng thất, kỳ thiên điện, các cường giả Tây Cương rốt cuộc cũng đều động tâm. Nếu như có thể lấy lại được 4 người thì liền từ bỏ hình luyện và tam hoàng tử. Sau đó, bọn hắn có thể trực tiếp ở tại chỗ này khởi xướng tấn công, đem toàn bộ Khương ra bắt sống về hoàng thất. Về phần Thường Lăng, bọn hắn cho rằng Khương Hồng Võ sẽ không dám làm hại nàng. Thời gian 1 năm, đối với chúng ta có chút ngắn. Ta phải thêm điều kiện, trong vòng 1 năm hoàng thất các ngươi không thể đụng vào Khương gia, cũng không thể đụng Thiên Sư Tông và Nạp Lan gia. Tốt nhất, ngay cả La Phù cũng không thể. Một khi có phát hiện, ta sẽ lập tức ở Thiên Sư Tông giải quyết con tin. Khương Phàm và Lục Hoàng tử cách xa nhau 50 mét ra điều kiện.
Ta đại biểu cho hoàng thất, đồng ý. Lục hoàng tử không có ý kiến, bởi vì hắn khẳng định sẽ thắng Định Khương Phàm. Xin mời toàn thể hoàng triều, La Phù làm chứng. Khương Phàm hô to. Chúng ta, làm chứng. Mười mấy vạn người cùng nhau lên tiếng, thanh chấn động cả hoang dã, bầu không khí bị nhen lửa. Tiên tổ hoàng thất năm đó lấy đại thừa thánh văn dẫn dắt các tộc năm phương xây dựng nên Lang Gia hoàng triều. Mặc dù ta không tới đại thừa thánh văn, nhưng cũng nguyện ý dùng thuẫn thánh văn này thanh trừ phản nghịch, chấn định cơ nghiệp hoàng triều trăm năm. Lục hoàng tử hất áo khoác ra, vô cùng khí thế, từng tiếng hô to quanh quẩn nơi hoang dã. Toàn thể, lui. Khương Hồng Võ dẫn người chủ động rút lui về phía sau, tuyệt đối không nhúng tay. Lui. Tần Chính Thanh cũng mang theo các cường giả và hoàng triều lùi lại. Một chiến trường phạm vi hơn 3.000 mét hiện ra trước mặt Khương Phàm và Lục Hoàng Tử. Sắc mặt đại hoàng tử âm trầm nhìn về phía trước, hắn đang mong đợi lão Lục có thể thắng lợi, nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy lão Lục trong trường hợp này có thể toàn thắng, trở thành công thần của hoàng triều, sau đó còn cứu mình. Bọn người Sử Uyên thì lại không có nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn khẩn trương lại mong đợi nhìn chiến trường phía trước, cũng đều quên ngực đang còn bị cắm liêm đao. Trận chiến đấu này liên quan trực tiếp đến tính mạng của bọn hắn, sống hay chết, đều phải xem Lục Hoàng Tử. Khương Phàm, chuẩn bị xong chưa? Lục Hoàng Tử phóng xuất kiếm khí hình thành lít nha lít nhít lợi kiếm, nhiều đến hơn 50 thanh, vờn ở xung quanh. Tất cả đều là do linh khí biến thành, sáng tỏ đến chói mắt, kiếm khí lăng liệt. Mời! Thánh văn của Khương Phàm nở rộ, ngọn lửa màu vàng óng xuất hiện tràn ngập mang theo khí lãng mãnh liệt, cuồn cuộn xông vào hoang dã. Hơn 10 vạn người đang xem, đừng làm mất mặt. Lục Hoàng Tử hét lên, hai tay bỗng nhiên đẩy ra. Kiếm văn trên trán nở rộ tia sáng chói mắt, 50 thanh kiếm khí đều bắn tới Khương Phàm. Nhanh như gió mạnh, thế như kinh lôi. Mỗi thanh lợi kiếm đều xé rách không gian, lao thẳng tới Khương Phàm. Giết! Tóc Lục Hoàng Tử bay loạn trong gió, trong tay triệu ra chuôi lợi kiếm màu tím, theo sát lao thẳng về phía Khương Phàm. Thương thương thương! Thời điểm 50 thanh lợi kiếm lướt qua đã liên tiếp phân hóa, một hóa thành hai, hai phân thành bốn. Lên! 200 thanh lợi kiếm phóng thẳng tới Khương Phàm lại đột nhiên xoay chuyển bay lên, sau đó lại tiếp tục đánh về phía trước. Toàn trường kinh hô, bất luận mạnh yếu hay già trẻ đều bị kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt. Kiếm khí đều tới gần mục tiêu còn có thể cưỡng ép khống chế tiếp. Lực khống chế của Thánh Văn cường đại như thế sao? Hoàng thất lập tức vang lên tiếng reo hò liên miên. Đây không chỉ là nhờ vào Thánh Linh Văn, càng là vì Lục Hoàng Tử đã dùng 3 năm tu luyện ở Linh Anh cảnh cửu trọng thiên. 200 thanh lợi kiếm từ không trung rơi xuống, khí tức lăng liệt tràn ngập thiên địa bao trùm mấy chục mét xung quanh. Lục Hoàng Tử cầm trong tay trọng kiếm màu tím từ phía trước giết tới, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Khương Phàm. Liệt hỏa kim tinh, liệt diễm tam trọng kích. Thánh văn của Khương Phàm nở rộ ra kim quang chói mắt, trong lúc nhất thời lại đánh ra hai đường võ pháp. Tay trái chỉ lên trời, liệt diễm cuồn cuộn kết thành lít nha lít nhít hỏa tinh, số lượng từ lúc đầu là 30 khỏa về sau biến thành 60 khỏa. Bọn chúng nhanh chóng xen lẫn vào nhau ngưng kết lại, hóa thành một bàn tay tinh thuẫn. Tay phải đánh ra nhấc lên tam trọng sóng lửa, một trọng so với một trọng lại càng mãnh liệt hơn, ngọn sóng trước ngã xuống. Ngọn sóng sau đã tiến lên chụp về phía trước mặt Lục Hoàng Tử. Có thể khống chế hai loại võ pháp một lúc sao? Lần này là đến phiên bên La Phù hoan hô. Không hổ là thánh phẩm thú văn, lực khống chế quá mạnh. Ầm ầm, kiếm khí bạo kích, một số đâm xuyên mặt đất, một số oanh kích tinh thuẫn. Tinh thuẫn răng rắc giòn vang, ầm vang vỡ nát, nhưng Khương Phàm lại khống chế phóng thích, hỏa tinh lại hóa thành hỏa diễm mãnh liệt hơn xông lên bầu trời. Tam trọng sóng lửa mãnh liệt lại to lớn lao thẳng tới Lục Hoàng Tử. Lục Hoàng Tử nâng kiếm liên kích, chấn động phất ra kiếm khí như thác nước, ngạnh sinh chém vỡ tam trọng sóng lửa. Chân phải Khương Phàm nổ tung liệt diễm bay thẳng lên trời sau đó rơi xuống phía sau Lục Hoàng Tử, hỏa thương thành hình khởi xướng công kích mãnh liệt. Đến hay lắm! Lục Hoàng Tử kinh ngạc nhưng không loạn, lập tức rút kiếm phản kích. Mặt Khương Phàm lại không có biểu tình gì, hắn lấy thánh văn thôi động linh lực. Vững vàng khống chế lại hỏa thương. Bởi vì thánh văn đã thăng hoa, lực khống chế càng mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều, hỏa thương như một vũ khí chân thực mang theo địa hỏa thế mãnh liệt, dày đặc như mưa, thế công không dứt.
Lục hoàng tử cũng không kém, tử kiếm của bản thân chính là đại vũ khí mạnh mẽ, có thể hỗ trợ Linh Văn khống chế kiếm khí. Kinh nghiệm chiến đấu của hai người đều rất phong phú, đánh nhau không chỉ có thanh thế kinh người, mà còn đặc sắc tuyệt luân, vượt trên những thứ bình thường. Bầu không khí đang tăng cao trong toàn trường lại một lần lượt bị nhen lửa. Chư vị hoàng triều bên kia hò hét kêu gọi Lục hoàng tử, La phủ bên này lại là cổ động Khương Phàm. Bên nào cũng hưng phấn kích động. Từng đợt âm thanh hò hét cao như thủy triều càng lúc càng tăng. Ầm ầm. Trận đối kích kịch liệt dài đến mấy chục hiệp, tử kiếm tăng vọt ánh sáng, mũi kiếm đâm xuyên không gian tinh chuẩn phối hợp ngạnh kháng với hỏa thương. Một tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc vang lên. Tử kiếm lao thẳng đến chấn nát hỏa thương, mang theo bạo tạc mãnh liệt. Kiếm khí tử kiếm lăng liệt không để ý hỏa diễm đang bắn nổ mà lao thẳng đến yết hầu Khương Phàm. Khương Phàm. Đám người Dạ An Nhiên đều biến sắc, một màn này quá dọa người. Da thịt hai tay Khương Phàm nhúc nhích, quyền sáo xuất hiện hóa thành móng vuốt màu tím. M thanh vang vọng, gắt gao bắt lấy tử kiếm đang đâm tới. A. À. Sắc mặt Lục hoàng tử hơi biến. Đây là vũ khí sao? Hay là hóa thú? Liệt diễm tam trọng kích. Khương Phàm ngăn chặn được tử kiếm, toàn thân bạo động liệt diễm dâng lên như lũ quét, oanh kích Lục hoàng tử gần ngay trước mắt. Ánh mắt Lục hoàng tử ngưng tụ, thuẫn linh văn phát sáng, hình thành mai rùa bao phủ toàn thân giống như một cái thuẫn linh lực. Ầm ầm. Liệt diễm bạo kích va chạm linh lực thuẫn. Oanh minh kịch liệt vang vọng khắp chiến trường, mặt đất cũng đều rung động. Ngay sau đó là đệ nhị trọng đệ tam trọng, sóng lửa từng bước tăng cường, cuối cùng lại như sóng chiều vỗ bờ, vang vọng hoang dã. Nhưng linh lực thuẫn đã bao bọc toàn thân Lục hoàng tử, cưỡng bức chống đỡ liệt diễm trùng kích. Kiếm ý, hủy diệt. Lợi kiếm màu tím đột nhiên bộc phát ra cường quang ánh sáng mạnh kinh người, một trận kiếm khí kinh khủng trùng kích toàn thân hội tụ trên lợi kiếm, dâng trào ầm vang như thác nước, phóng thẳng mặt tới Khương Phàm. Khương Phàm đánh nổ liệt diễm dưới chân phải đẩy thân thể lên cao, hai tay gắt gao nắm chặt mũi kiếm, ép về phía bên trái. Oanh! Kiếm khí cuồn cuộn xông ra hơn 300 mét. Lục hoàng tử thừa cơ tử kiếm chấn động đã rút ra khỏi sự khống chế của Khương Phàm. Ánh mắt Khương Phàm sáng như đuốc, đại thừa thánh văn xuyên suốt trong kinh mạch bay thẳng tới linh nguyên chu tước trong khí hải. Ầm ầm! Linh nguyên gáy to, liệt diễm đại bạo động toàn thân. Mãnh liệt phóng xuất ra kim quang chói mắt. Liệp lang quyền. Khương Phàm nhúc nhích hai tay, trọng quyền bạo kích. Ba đầu hỏa lang phá tan liệt diễm phóng tới hoang dã nhào về phía Lục hoàng tử. Hỏa lang vô cùng hung tàn, toàn thân đều là ngọn lửa màu vàng óng, móng vuốt chợt vỗ đến trên mặt đất, tốc độ lại nhiều lần tăng vọt. Lục hoàng tử vừa muốn tiến công thì hỏa lang trước mặt đột nhiên tản ra, một con lao thẳng tới, hai con khác lại vòng qua hai bên giết tới. Ba con sói bao vây tiêu diệt, kim quang hừng hực. Đây chính là vạn thú thiên hoàng quyền của Khương gia. Lục hoàng tử cố gắng tỉnh táo, bàn tay trái bỗng nhiên chấn động về phía dưới, mặt đất oanh động, đại địa băng liệt, ba cái cửa đá to lớn từ mười mấy mét bên ngoài phóng lên. Rầm rầm rầm. Ba con hỏa lang va chạm vào cửa đá liền nổ vang. Răng rắc, cửa đá liên tiếp sụp đổ, nhưng... Cùng lúc đó, Lục hoàng tử đã vung tay phải lên. Kiếm khí to lớn hừng hực xoay tròn quét ngang. Vừa rồi hỏa lang đột phá tường đá đã bị chém vỡ. Ba ngọn liệt diễm cuồn cuộn cuốn về phía hoang dã. Sắc mặt Khương Phàm chìm xuống, không nói một lời, lại không ngừng tấn công. Mãnh hổ quyền cũng lập tức lao ra. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang ngập trời, một con mãnh hổ sôi nổi thành hình, như hổ lao ra khỏi núi rừng, nó dùng tốc độ kinh người nhào về phía Lục hoàng tử. Mãnh hổ quyền thắng ở tốc độ và bộc phát. Sau khi Lục hoàng tử chém hết hỏa lang cũng không có một khắc nghỉ ngơi đã lập tức chủ động xuất kích, đón lấy mãnh hổ đang giết tới. Kiếm khí gào thét ở xung quanh hóa thành chín chuôi lợi kiếm. Linh khí lưu chuyển khắp toàn thân hình thành linh lực thuẫn cứng cáp. Ầm ầm. Lục hoàng tử lại cuồng dã va chạm với mãnh hổ. Tử kiếm cường thế, kiếm mang lao thẳng về đầu thú, chín chuôi lợi kiếm giao thoa bổ nhào đến, áp chế chém nát mãnh hổ. Liệt diễm bạo động cuồn cuộn vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc. Lục hoàng tử lại không hề bị tổn hao tới một sợi tóc, hắn kích hoạt linh lực thuẫn, cường thế giết ra. Tuy nhiên, sau khi Khương Phàm phóng thích mãnh hổ quyền cũng liền lao đến, một tiếng giống vang lên, tàn đao xuất hiện. Bá đao thức phát động,
kinh khí cương mãnh trùng kích huyết khí toàn thân. Da thịt cũng trở nên đỏ lên, sóng nhiệt bừng bừng. Đao khí hừng hực ầm vang lao về phía trước. Keng! Đao khí oanh kích kiếm khí, tàn đao chảm kích tử kiếm. Tiếng tranh minh chói tai truyền ra khắp nơi. Khương Phàm và Lục Hoàng tử đều dừng lại, chỉ một giây ngắn ngủi mà thôi, kiếm khí và đao khí đã nổ tung, hai người đều phóng ra ngoài. Tốt! Toàn trường reo hò, từng tiếng cỗ cũ liên tiếp vang lên. Quá đặc sắc! Không hổ là thánh văn giao phong. Lục Hoàng tử phối hợp kiếm thuẫn, đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh. Khương Phàm có thú văn bá đạo, lực khống chế và vận dụng liệt diễm đều khiến cho mọi người ngoài ý muốn mà càng kinh thán hơn. Đây là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, nếu như sau này lớn lên, hai người này sẽ mạnh đến trình độ gì đây? Lại đến, Lục Hoàng tử vô cùng phấn chấn càng rất ngoài ý muốn, gia hỏa này so với hắn mong muốn càng mạnh hơn rất nhiều, chiến đấu sinh tử như thế này mới có ý nghĩa. Ai sẽ có phần thắng cao hơn? Khương Hồng Võ, Tần Chính Thanh cùng những người đang quan sát hai bên đều đang khẩn trương chú ý đến trận chiến. Bọn hắn muốn không phải là đặc sắc, mà là thắng bại. Bất kỳ bên nào cũng đều đảm đương không nổi hậu quả thất bại. Bây giờ xem ra, hình như thế lực là ngang nhau. Hai bên đều nhíu mày, đây không thể nghi ngờ chính là tình cảnh mà ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chuyện này có nghĩa Khương Phàm và Lục Hoàng tử đều đang dành dụng sát chiêu, cũng nhất định sẽ có biến cố to lớn. Đúng vào lúc này, La Phù đã không còn reo hò nữa, phía Hoàng thất thì lại phấn chấn mà gào thét. Ầm ầm, đại địa oanh động, 9 tòa tượng đá hình người phá tan mặt đất vờn đến xung quanh Khương Phàm. Mỗi tòa tượng đá đều cao tới 3 mét, bọn chúng ầm ầm dâng lên cộng minh cùng mặt đất. Khương Phàm vẫn ngắm nhìn xung quanh, lập tức kích phát phản ấn phía sau lưng, triển khai hỏa dực. Nhưng, tượng đá lại liên tiếp phát sáng phóng xuất ra uy lực chấn động đại địa, vài trăm mét mặt đất đều dâng lên thành gợn sóng, giống như từng cơn sóng lớn từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm huy động hỏa dực, phóng lên tận trời. Nhưng, đất đá các nơi nhanh chóng va chạm vào nhau tạo thành lồng giam nhốt hắn ở bên trong. Trong lồng giam, 9 tòa tượng đá đều như đang sống lại, mặt đất không ngừng dâng lên đất đá, tầng tầng lớp lớp ra cố lồng giam lại. Đây là thánh pháp phòng ngự của Lục Hoàng tử, giờ phút này chính là đang dùng trên thân Khương Phàm. Lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, giờ phút này vây bắt liền kiên cố bấy nhiêu. Khương Phàm không dám ở lâu, hắn há to miệng nuốt vào một viên đan dược, kích hoạt toàn diện đại thừa thánh văn, lay động linh lực khí hải phóng thích mạnh mẽ. Kim liên nở rộ, sáng chói lại hoa lệ cứ như thánh linh hoa, đẹp tuyệt nhân gian. Sau khi linh văn thăng hoa, bất luận là tốc độ, quy mô phóng thích võ pháp, hay là uy lực, đều mạnh hơn trước kia rất nhiều. Ra, Khương Phàm hét lớn, ánh mắt hừng hực. Kim liên tăng vọt đến hơn 50 mét va chạm cùng thạch triều, nổ tung toàn diện. Đại địa lay động, mặt đất chập trùng lên xuống, phương viên trong ngàn mét đều bị chôn vùi. Chiếc lồng đang giam Khương Phàm đã nổ tung, vô số đầu tượng đá liên tục bay ra. Khương Phàm kịch liệt thở dốc, lại gắt gao nắm chặt tàn đao tìm kiếm mục tiêu. Khương Phàm, trên trời. Dạ An Nhiên lo lắng hô to, chỉ là khoảng cách quá xa, tiếng của nàng bị lạc đi mất. Giờ này khắc này, một bóng người đứng ngạo nghễ giữa không trung, kiếm khí gào thét, ánh sáng chói mắt. Phía sau lưng Lục Hoàng tử cũng có hai cánh rộng lớn. Một đôi lợi kiếm biến thành kiếm rực. Một màn này quá rung động, không chỉ có làm La Phù kinh hãi, ngay cả Hoàng thất cũng đều khó mà tin được. Đây là võ pháp gì? Cái này phải cần lực lượng cường đại đến cỡ nào để có thể khống chế, lại cần linh nguyên cường đại cỡ nào để cân bằng. Tần Chính Thanh cũng rất bất ngờ, Hoàng thất không có loại võ pháp này, chẳng lẽ là lúc lịch luyện ở ngoài biển đã lấy được. Ánh mắt Lục Hoàng tử lạnh lẽo, khi nhìn thấy Khương Phàm làm nổ tung thạch lao, một khắc này, hắn lập tức lao xuống, từ trên cao mấy trăm thước nhanh chóng phóng xuống. Hắn không nghĩ thạch lao thật có thể khống chế Khương Phàm được. Tên nhà quê này so với hắn nghĩ quả thực mạnh hơn rất nhiều, thạch lao này cũng có thể miễn cưỡng khống chế được mười mấy giây. Nhưng cũng vừa vặn cho hắn tranh thủ thời gian, cũng cho hắn cơ hội. Khương Phàm tìm kiếm Lục Hoàng tử khắp nơi nhưng lại không phát hiện bóng người đâu, đang lúc hắn nghĩ là Lục Hoàng tử muốn tập kích từ dưới đất thì bất chợt Linh Văn đột nhiên cảnh báo. Chỗ nào? Khương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ngay một khắc này,
một đạo kiếm quang thô to xé rách không gian, kiếm khí sôi trào chói mắt từ trên trời giáng xuống. Thắng bại đã định. Lục hoàng tử điều động toàn bộ lực lượng, thúc giục kiếm mang xông về phía Khương Phàm. Không. Sắc mặt Khương Uyển Nhi trắng bệch, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Bọn người Khương Hồng Võ cũng đều gắt gao nắm chặt nắm đấm, suýt chút nữa liền muốn tiến lên. Thắng bại, đã định. Hoàng thất thấy rõ vấn đề, 10 vạn người liền cùng nhau hò hét, âm thanh chấn động hoang dã. Khương Phàm ngưng tụ con ngươi, hỏng. Giết. Vào thời khắc này, quyền sáo, bao cổ tay, giày, đều ở ngay ranh giới sống chết kích thích mà phát ra sóng nhiệt nóng hổi. Tàn đao càng rung động kịch liệt hơn, kích thích đến Khương Phàm. Khương Phàm bỗng nhiên thanh tỉnh, gắt gao nắm chặt tàn đao, trùng thiên bạo kích. Tàn đao, khai thiên thức. Trong chớp mắt, thánh văn trên trán lan tràn ra đường vân màu vàng dày đặc, cơ hồ như đang bò đầy cả gương mặt. Kinh mạch toàn thân phát sáng, mạch máu huyết khí lao nhanh, chu tước linh nguyên trong khí hải đang dương cánh gáy to, lệ khí cuồn cuộn. Liền ngay cả linh hồn hồn niệm cũng đều đang phát ra tiếng hò hét. Ầm ầm. Đao khí kinh người như sấm chiều từ toàn thân nổ tung cắt đứt cả đại địa, trùng kích hơn 100 mét xung quanh. Khương Phàm bị đánh rách tả tơi khắp người lăn trên mặt đất, vung ra một kích khai thiên diệt địa. Linh hồn, linh văn, linh nguyên, cùng khí tức huyết nhục ngay tại lúc này đã dung hợp đạt tới hoàn mỹ. Một đạo đao khí hòa với khí lãng màu tím và ngọn lửa màu vàng óng, tại một khắc cuối cùng, trùng thiên bộc phát. Bởi vì linh văn thăng hoa nên linh hồn cùng hồn niệm giao hòa, cảnh giới cũng tăng lên. Một kích này, vượt xa năng lượng cảm nhận ở lần đầu. Keng! Kiếm trụ từ trên trời giáng xuống. Đao khí nghịch thiên từ dưới phóng lên. Ánh sáng rực rỡ bao phủ vài trăm mét trên chiến trường. Đám người đang xem không thấy rõ được tình huống như thế nào, một trận bạo tạc kinh người, cùng với từng tiếng oanh minh điếc tai đã trùng kích khắp hoang dã. Năng lượng mãnh liệt lay động để ở những người ở gần đều cảm nhận được một áp lực đau đớn. Khương Hồng Võ chau mày, đây là đao pháp gì? Bọn người Dạ Thiên Lan không tin được vào mắt mình, linh nguyên cảnh nhị trọng thiên có thể đánh ra thế công này được sao? Mạnh như Sở Uyên, Đinh Linh Lung cũng hơi hoảng hốt. Phía hoàng triều mới vừa rồi còn đang gieo hò cũng đều trở nên an tĩnh. Bạo tạc qua đi, ánh sáng tản ra. Khương Phàm quỳ một chân trên đất, hồng hộc thở hổn hển, thân thể không cầm được mà run nhẹ nhẹ. Lục hoàng tử thì nằm ở mấy chục mét bên ngoài, toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Hơn 10 vạn người tụ tập nơi đây đều im ắng đến lạ thường, khẩn trương nhìn một màn này. Kết thúc rồi à? Vậy là ai nào thắng? Lục hoàng tử, đứng lên. Kỳ Thiên Điện ở bên kia gào thét trước nhất, tuyệt đối không thể thua, Sở Uyên cùng Lục Tử Ngâm của bọn hắn vẫn còn đang trong tay Khương Hồng Võ. Đứng lên. Ngươi nếu muốn làm công thần hoàng thất thì cũng không thể để cho hoàng thất thất vọng. Tần Chính Thanh hô to, mặc dù hắn rất rung động trước màn tấn công đột ngột của Khương Phàm, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép lục hoàng tử bại trận. Đứng lên, đứng lên. Bầu không khí bên phía hoàng triều một lần nữa bị nhóm lên lửa, 10 vạn người triều hô to. Thân thể đẫm máu của lục hoàng tử giật giật, gian nan đứng lên, sau mấy lần mới có thể đứng vững vàng. Ánh mắt của hắn sáng tỏ. Nhìn về Khương Phàm nơi xa kia. Ta, còn chưa có thua, lại đến đây. Khương Phàm thở phào, cũng đứng lên. Ngươi, thua rồi. Ngươi mù sao, ta, còn có thể đánh. Lục hoàng tử ăn vào mấy quả đan dược, nhanh chóng khôi phục linh lực cùng huyết khí, hắn gào lớn một tiếng mang theo tử kiếm lao thẳng về Khương Phàm. Thua. Tính mạng của hắn ở trong trận chiến này, hắn không có thất bại. Hắn càng không thể cho phép mình thất bại dưới trường hợp này. Hắn muốn thể hiện ra thực lực, hắn càng phải tiếp trưởng hoàng vị. Chiến! Chiến chiến chiến! Chiến ý lục hoàng tử tăng vọt, kiếm văn, thuẫn văn nở rộ tỏa ra ánh sáng hừng hực, gắt gao tập trung vào Khương Phàm. Khương Phàm cũng ăn vào mấy quả đan dược rồi đứng vững thân thể, huy động hai tay dẫn dắt ra liệt diễm mênh mông. Lần này không có tản ra mà tạo thành một cái vòng sáng ở sau lưng. Vòng sáng liên tục không ngừng nuốt lấy Khương Phàm tỏa ra liệt diễm, biến thành một vòng xoáy hỏa diễm rộng 3 mét, giống như là ánh mặt trời treo ở sau lưng Khương Phàm. Đây lại là võ pháp gì? Khương Hồng Võ nhìn Dạ Thiên Lan, người dạy hắn nhiều như vậy sao? Dạ Thiên Lan tranh thủ thời gian nhìn về phía Độc Cô trưởng lão bên cạnh,
Thiên Sư Tông chúng ta có võ pháp thế này sao? Khương Phàm, nhận lấy cái chết đi. Trong lúc phóng tới, Lục Hoàng tử cũng ngưng tụ ra kiếm rực hoàn toàn mới bay lên trời cao, kiếm khí cuồn cuộn như một cơn lốc nhào về phía Khương Phàm. Khương Phàm khỏi động hỏa rực, tránh khỏi kiếm khí phóng lên tận trời lao thẳng tới Lục Hoàng tử. Trận chiến đấu kịch liệt lúc này đã triển khai ở trên không. Hai tay Khương Phàm hóa thành móng vuốt không ngừng dẫn dắt liệt diễm đến trùng kích, giống như là một con mãnh cầm. Lục Hoàng tử cũng cường thế phản kích, kiếm khí sắc bén tấn công Khương Phàm. Linh nguyên cảnh sơ kỳ, vậy mà chúng ta có thể nhìn thấy dạng chiến đấu này, không hổ là thánh văn. La Phù và Hoàng Triều đều rung động không thôi. Tuổi còn nhỏ nhưng đều đánh tới bầu trời rồi sao? Nhưng, Lục Hoàng tử, xuống đi. Rất nhiều cường giả hoàng thất đang lo lắng hô to. Phạm sai lầm. Kiếm rực xác thực kinh diễm, cũng có thể trong quyết đấu thể hiện ra đầy đủ ưu thế tại đồng cấp. Nhưng, đối mặt với hỏa rực thú văn, kiếm rực của Lục Hoàng tử bất luận là linh hoạt hay là uy lực cỡ nào cũng đều kém quá xa. Chạy đến không trung quyết đấu. Lục Hoàng tử đánh giá mình quá cao rồi. Lục Hoàng tử cũng ý thức được vấn đề, lập tức muốn trở lại mặt đất. Tuy nhiên, lòng hắn lại suy nghĩ một việc khác. Trước một giây lao xuống, muốn mượn cơ hội trong khi đám người hoàng thất kia đang hô to liền gây cho Khương Phàm ảo giác rằng hắn muốn chạy trốn. Nhưng, một giây sau, hắn bỗng nhiên xoay chuyển khởi động kiếm rực lao thẳng đến phía Khương Phàm, thi triển chiêu thức nhanh nhất của mình. Chu tâm, kiếm ngục. Tử kiếm vừa mới vung lên, ba đạo kiếm liền đâm xuyên không gian, đâm đến đầu, ngực, bụng của Khương Phàm. Nhưng ngoài ý muốn là Khương Phàm lại phản ứng cực nhanh. Chân phải phóng liệt diễm, cưỡng ép xoay chuyển thân thể giữa không trung mạo hiểm tránh khỏi lợi kiếm. Hỏa dực phối hợp liệt diễm nổ tung, sự khống chế của hắn đối với thân thể đã đạt tới cực hạn. Ta nói, người bại. Khương Phàm bay người lên xoay một vòng, xuất hiện ở phía trên Lục Hoàng tử. Cho đến giờ phút này, vòng xoáy liệt diễm không ngừng ngưng tụ ở sau lưng đột nhiên chấn động phát ra tiếng vang. Thương Nhật băng quyền. Khương Phàm nâng cánh tay phải mãnh liệt đánh ra, linh văn, linh nguyên và vòng xoáy cùng cộng minh với nhau như hòa thành một thể. Trong chớp mắt, phạm vi vòng xoáy tăng vọt đạt đến hơn 5 mét, ánh sáng như mặt trời rực rỡ, tám đạo trọng quyền liệt diễm kéo lấy hỏa diễm đánh về phía Lục Hoàng tử. Tốc độ cực nhanh, thế công lại cực kỳ mãnh liệt. Một chiêu này, cơ hồ như muốt rút mất linh lực một nửa khí hải của Khương Phàm. Mà dưới sự khống chế của Đại Thừa Thánh Văn, uy lực của Thương Nhật Băng Quyền đã thật sự đạt đến thánh cấp võ pháp, còn cao cấp hơn cả Mãnh Hổ Quyền, Cự Tượng Quyền. Lục Hoàng tử lập tức khống chế kiếm rực bảo vệ đến phía trước, linh lực thuẫn trải rộng toàn thân, bao phủ cả kiếm rực ngạnh kháng trọng quyền. Lực tấn công của hắn rất cường đại, lực phòng ngự cũng là vô địch. Nhưng, quyền đầu tiên đánh vào trên linh lực thuẫn thì hắn biết đã hỏng. Tám trọng quyền liên tiếp trùng kích. Áp lực cực lớn, lực bộc phát cực mạnh, mạnh hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều. Linh lực thuẫn nổ tung, kiếm rực vỡ nát, hỏa thế mãnh liệt nuốt hết Lục Hoàng tử. Khí huyết Lục Hoàng tử sôi trào, chật vật nhào về phía mặt đất, ý thức đều có chút hoảng hốt. Khương Phàm bay lên không xoay người, chân phải giống như một cột sắt đá vào ngực Lục Hoàng tử, lại cùng lúc đó, liệt diễm dưới bàn chân nổ tung. Lục Hoàng tử phun một miệng máu, từ trên trời rơi xuống. Lục Hoàng tử. Các cường giả Hoàng Triều kinh hãi hô to, không thể thua được, ngàn vạn lần không thể thua được. Bành. Lục Hoàng tử đâm vào trên mặt đất, xương cốt toàn thân đều truyền đến đau nhức kịch liệt. Nhưng, kinh nghiệm của hắn rất phong phú, nghị lực cũng rất mạnh, đầu tiên xoay người cố gắng đứng lên, tử kiếm chỉ lên trời, kiếm khí như ngân hà treo giữa không trung lao thẳng đến Khương Phàm. Khương Phàm cũng từ trên trời lao xuống, không có tránh né. Hắn ngưng tụ tinh thuẫn ngạnh kháng với kiếm khí. Ầm ầm, kiếm khí quá mãnh liệt, chấn tan cả tinh thuẫn, ngay sau đó hỏa tinh bạo tạc, hình thành liệt diễm kinh khủng hất tung Khương Phàm lên. Ha ha, Lục Hoàng tử cười thật lớn lập tức chuyển hướng lao tới. Hắn không có chút do dự nào rút kiếm lao thẳng tới Khương Phàm. Kiếm văn cùng kiếm thai cộng minh. Kiếm khí lăng liệt cuồn cuộn ở xung quanh hóa thành trăm thanh lợi kiếm giống như binh lính đuổi theo hắn thẳng về phía Khương Phàm. Hả? Rất nhiều cường giả hoàng thất khẽ nhíu mày, bọn hắn không hề vui mừng, ngược lại càng cảm giác có gì đó không đúng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Từ góc độ của bọn hắn nhìn sang, vừa rồi Khương Phàm hoàn toàn không nên kháng một kiếm kia. Khương Phàm vừa rơi xuống đất đã bật người đứng lên lại, ngay lúc Lục Hoàng tử tới gần, một khắc này, hai tay Khương Phàm bỗng nhiên nắm chặt tàn đao. Ngươi sẽ mê hoặc người. Ta thì không sao. Gương mặt Khương Phàm trở nên dữ tợn, trận oanh tạc vừa rồi chính là lợi dụng việc Lục Hoàng tử sốt ruột mà dẫn dụ hắn đến chính diện. Bá đao thức. Khương Phàm kích thích huyết khí toàn thân đánh về phía trước một kích. Đao khí cuồn cuộn, bá đạo đến vô địch. Oanh! Tàn đao đánh tới đối diện, hai người lại ngạnh kháng với nhau. Muốn chết! Ánh mắt Lục Hoàng tử ngưng tụ, khống chế trăm thanh kiếm khí phân liệt toàn diện, hóa thành 200 đạo, trong nháy mắt liền tản ra bạo kích. Nhưng, thời điểm Lục Hoàng tử đang phân thần khống chế, tàn đao bộc phát ra đao khí kinh người, bỗng nhiên đẩy lui hắn. Khương Phàm không ngừng kích phát huyết khí, đao khí cũng càng thêm cuồn cuộn. Bá đao thức, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thế vô địch, thẳng tiến không lùi. Toàn thân Khương Phàm triệt để sôi trào huyết khí, nhấc lên nhiệt khí cuồn cuộn, da thịt nóng hổi đến đỏ hồng. Một đao so với một đao càng mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt Lục Hoàng tử đại biến, cứ như người hắn đang đối mặt không phải là một thiếu niên, mà là một cuồng thú đang điên cuồng bạo tẩu. Phần khí lãng sôi trào kia như đang tạo thành ra hình ảnh một hung thú thái cổ đứng ở sau lưng đối thủ của mình vậy. Hắn hốt hoảng chặn đòn nhưng đao thứ hai khiến tử kiếm rung động, hai tay áp chế bị nứt, đao thứ ba làm cho tử kiếm rơi khỏi tay. Đao thứ tư lại nhấc lên đao khí cuồng liệt, Khương Phàm mang theo khí thế một đi không trở lại, bổ vào trên người hắn. Bành! Răng rắc! Lục Hoàng tử ra sức hình thành linh lực thuẫn nhưng cũng bị đánh cho vỡ vụn, áo giáp trước ngực cũng đã vỡ nát. Lực lượng khổng lồ lại trực tiếp làm vỡ nát xương ngực của hắn, cả người bay khỏi mặt đất, máu tươi phun ra ngoài. Ý thức Khương Phàm như muốn hôn mê, suýt chút nữa đã quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn ngoan cường cưỡng ép thu hồi tàn đao vào khí hải, dậm chân phóng tới bắt ngay mắt cá chân của Lục Hoàng tử lại. Ầm ầm. Khương Phàm triển khai hai cánh phóng lên tận trời, mang theo Lục Hoàng tử lao thẳng tới phía La Phù. Toàn trường thoáng yên tĩnh lại triệt để oanh động. Khương Phàm muốn bắt sống Lục Hoàng tử. Ngăn lại hắn. Sắc mặt Hoàng thất đại biến, tên điên này không chỉ muốn phân thắng thua, mà hắn còn muốn bắt Hoàng tử. Không xong rồi. Tốt. Bọn người Khương Hồng Võ đều phấn chấn đến kích động, lại bắt được một tên. Tiểu tử ra tay thật quá đẹp. Nhưng, ầm ầm. Mặt đất sụp đổ phạm vi lớn, đá vụn bắn tung trời, khí tức kinh khủng chấn động mặt đất nuốt sống Khương Phàm. Khương Phàm như bị sét đánh, thân thể vốn đã mệt mỏi làm sao có thể chống đỡ, hắn ngay lập tức bay ra ngoài. Lục Hoàng tử cũng rời khỏi tay, bị khí lãng cuốn bay. Bên Hoàng thất, Thái Thúc Hoành của Hoàng thất Võ Viện cưỡng ép ra tay, kết thúc trận chiến. Đồ hỗn trướng! Không cần mặt mũi nữa sao? Bọn người Khương Hồng Võ giận đến tím mặt, lập tức muốn xông tới. Dừng tay, kết thúc chiến đấu! Quốc quân Đan Quốc cưỡi hỏa liệt điểu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chiến trường. Hỏa liệt điểu gáy to, liệt diễm cuồn cuộn trùng kích bát phương. Đám yêu thú không có sinh tử cảnh ràng buộc, trong cùng cảnh giới, bọn chúng có thực lực tuyệt đối áp đảo con người. Đội ngũ hai bên đang muốn bộc phát thì lập tức dừng lại. Người thắng trận, Khương Phàm. Quốc quân Đan Quốc không khỏi ngoài ý muốn mà lập tức tuyên bố kết quả. Khương Phàm xốc tảng đá đang đè ở trên người lên, từ trong phế tích đi ra, kịch liệt thở dốc, bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng hắn vẫn vững vàng đứng đấy, sau đó hướng về phía La Phủ phất tay ra hiệu. Mặc dù có chút tiếc nuối khi không thể sống bắt Lục Hoàng tử. Nhưng, hắn đã thắng. Thắng. Mấy vạn cường giả La Phủ hoan hô như sấm nổ. Thắng. Vậy mà đã thắng thật sao? Bọn hắn kích động mà hoan hô. Cứ như bản thân mình đã thắng được trận chiến này. Trận chiến này, quá đặc sắc. Trận chiến này, đại biểu cho thắng lợi của La Phù. Bọn người Dạ An Nhiên đều kích động mà reo hò. Tiêu Phượng Ngô nhảy tung tăng, muốn thừa cơ ôm lấy Khương Uyển Nhi hôn một cái lại bị Chu Thanh Thọ ở bên cạnh đá văng. Sau khi Chu Thanh Thọ đưa chân đá ra lại làm bộ ngã người mà nhào về phía Hồng Sư Tỷ, lại bị Hồng Sư Tỷ đưa chân đá vào phía dưới, hắn trực tiếp quỳ xuống. Dạ Thiên Lan và bọn người Khương Hồng Võ đều lộ ra dáng tươi cười. Thắng rồi. Thật thắng rồi. Bọn hắn là vì thực lực và nghị lực của Khương Phàm mà vui mừng,
cũng vì trận chiến này thắng được một năm an toàn mà cảm thấy may mắn. Chỉ là, bọn người đại hoàng tử lại mặt xám như tro. Lục hoàng tử thất bại có nghĩa rằng bọn hắn phải bị La Phù cầm tù một năm. Ròng rã một năm. Nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Chờ đợi bọn hắn sẽ lại là cái gì đây? Bầu không khí an tĩnh bên hoàng thất cùng trận gieo hò của La Phù thể hiện đối lập rõ ràng. Đao kiếm song thánh văn cuối cùng vẫn là bại bởi thánh phẩm thú linh văn. Hoàng thất bọn hắn đã dốc hết toàn lực bồi dưỡng truyền nhân vậy mà bại bởi một tên tiểu tử dã man. Bọn hắn khó mà chấp nhận được. Nhưng sự thật vẫn bày ở trước mắt. Sắc mặt cửu công chúa lại cảm thấy rất quái lạ, điều đó là không thể nào, coi như Khương Phàm là thánh phẩm thú văn thì cũng chỉ sẽ có một bộ thánh pháp là vạn thú thiên hoàng quyền. Mà, vạn thú thiên hoàng quyền lại chỉ mạnh lúc hỗn chiến, còn uy lực một quyền đơn độc thì chỉ cao hơn huyền cấp võ pháp bình thường mà thôi. Khương Phàm vì cái gì lại có thể áp chế lục hoàng tử của bọn hắn? Trong này có gì đó rất quái lạ. Mang lục hoàng tử về. Sắc mặt Tần Chính Thanh vô cùng dọa người, những vết nhăn trên mặt cũng hơi run run. Mấy ngày nay nhận phải khuất nhục đã đủ nhiều, không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn bị đánh một bạt tai. Trận chiến này đã không thể thay đổi càn khôn, ngược lại càng mang đến cho hoàng thất sỉ nhục càng lớn hơn. Một năm không thể đụng vào Khương gia. Một năm không thể cứu tù binh. Bọn người đại hoàng tử bị giam tại Thiên Sư Tông một ngày thì hoàng thất sẽ bị khuất nhục và chất vấn hơn một ngày. Xin mời quốc quân Đan Quốc bảo đảm, lang gia hoàng triều trong vòng một năm, bất luận hình thức, hãm hại, quấy nhiễu, uy hiếp nào đến Khương gia, Thiên Sư Tông và Nạp Lan gia. Nếu như chúng ta phát hiện cái gì hay người nào có quan hệ với hoàng thất tiến vào La Phù thì chúng ta có thể trực tiếp giết chết. Khương Hồng Võ đi đến phía trước, nhắc nhở quốc quân Đan Quốc nên thực hiện ước định. Quốc quân Đan Quốc đứng trên hỏa liệt điểu, trong lòng thở dài. Ta lấy danh nghĩa quốc quân Đan Quốc, đảm bảo. Quốc quân đảm bảo như thế nào? La Phù và mười mấy vạn người hoàng triều ở chỗ này chứng kiến, ước hẹn hôm nay, hoàng thất hẳn là sẽ thực hiện. Chưa đủ. Khương Hồng Võ cần quốc quân làm ra chút cam đoan có hiệu quả hơn. Quốc quân trầm mặc một lát, nhìn hoàng thất nói. Xin mời hoàng thất hãy cam đoan. Trong vòng một năm xe không có bất cứ hình thức hãm hại nào đối với Khương gia, Thiên Sư Tông và Nạp Lan gia. Đan quốc ta không có quyền giám sát hoàng thất, cũng không có năng lực yêu cầu hoàng thất. Nhưng nếu như Đan quốc tra được hoàng thất trái với ước định, ta sẽ lấy tên quốc quân, tuyên cáo với thiên hạ. Hoàng thất lang gia, vô tín vô nghĩa. Lực ảnh hưởng của Đan quốc không chỉ gần như là hoàng thất lang gia, càng ở bên ngoài hoàng triều. Bởi vì thái độ thân mật của bọn họ, rất nhiều người trong ngoài hoàng triều đều thường xuyên đến Đan quốc tìm kiếm đan dược, trong đó không ít một vài nhân vật đặc biệt. Nếu như Đan quốc công nhiên ra tiếng, ảnh hưởng đối với hoàng thất lang gia không thể nói là không lớn. Một hoàng thất đánh mất tín nghĩa hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tần Chính Thanh nghiêm mặt, đi đến phía trước, cao giọng đáp lại. Hoàng thất lang gia, tuân thủ ước định, nhưng, nếu như con tin chết tại Thiên Sư Tông, tất cả ước định. Hết hiệu lực. Quốc quân Đan quốc nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở Khương Hồng Võ. Cũng hy vọng Khương gia thiện đãi con tin. Quốc quân, bảo trọng. Khương Hồng Võ hướng về phía không trung chắp tay hành lễ với quốc quân, sau đó quay người phân phó. Thả Thường Lăng. Thường Lăng vẫn một mực yên lặng đứng ở phía sau, phức tạp nhìn Khương Phàm đang về tới, cho đến khi huyết ngục bên cạnh nhắc nhở nàng mới hồi phục tinh thần lại. Cô có thể đi. Các huyết ngục tránh ra một con đường. Ta không đi. Thường Lăng cự tuyệt. Chúng ta không đùa cô xác thực có thể đi. Các huyết ngục khẽ nhíu mày, choáng váng. Ta nói, ta không đi. Thường Lăng sợ Khương Phàm sẽ tổn thương nàng, nhưng vừa vặn cũng có thể mượn danh nghĩa đi đến La Phù. Nàng muốn tìm viên đan dược truyền kỳ kia. Nếu như rời khỏi, tương lai sẽ không tiện lại về La Phù. Khương Phàm đi trở về đội ngũ, lườm nàng một chút. Kéo đi. Ngươi, kéo đi, rút lui. Khương Hồng Võ phất tay ra lệnh, các huyết ngục vững bước rút lui về phía sau. Các cường giả Thiên Sư Tông và Nạp Lan gia chen chúc đi đến phía trước, bảo hộ bọn hắn vượt qua biên giới. Ngực bọn người đại hoàng tử vẫn bị cắm liêm đao nên không dám phản kháng, chịu đựng khuất nhục và đau đớn đi đến La Phù. Sau lưng chính là đội ngũ hoàng triều,
khoảng cách chỉ có ngàn mét nhưng đối bọn hắn mà nói là lại xa không thể chạm. Chúng ta thật phải nhẫn nhịn một năm sao? Các cường giả hoàng thất nhìn lục hoàng tử bị nhấc trở về vẫn còn đang hôn mê, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Lần này, hoàng thất đã mất hết mặt mũi. Hai vị hoàng tử bị cưỡng ép mang đi, đây quả thực là sỉ nhục mà từ khi khai quốc đến nay chưa từng xảy ra. Quan Hoa Vinh, Thẩm Đông Sơn, tạ tội đi. Tần Chính Thanh lạnh lùng tuyên bố vận mạng hai vị thị vệ kim giáp của đại hoàng tử. Chuyện này cần phải có người phụ trách. Mặc dù giết đi hai vị linh hồn đỉnh phong quá đáng tiếc, nhưng hắn nhất định có xử lý. Chúng ta không sợ chết, nhưng xin cho phép chúng ta được đến La Phù báo thù. Ngay lúc lục hoàng tử bị bại, một khắc này, Thẩm Đông Sơn đã biết mình sẽ phải chết. Nhưng, đại hoàng tử còn ở La Phù, hắn sao có thể chết được? Quan Hoa Vinh cũng nói. Xin hoàng thất phán xử chúng ta tội chết, chúng ta sẽ thừa cơ đào tẩu, nếu thế này tương lai chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng đều không quan hệ với hoàng thất. Ánh mắt của rất nhiều người trước sáng lên, đây cũng là ý kiến hay. Lấy thực lực Quan Hoa Vinh và Thẩm Đông Sơn thì khi xông vào La Phù cơ hồ là không người có thể địch lại, hoàn toàn có thể nhận đòn trả lại đòn, săn giết người của Khương gia. Không thể được. Tần Chính Thanh lắc đầu. Loại mánh khóe này quá vụng về, ai cũng đoán được sẽ là do hoàng thất cố ý thả ra hai tên chó hoang. Trở về hoàng thất, mời nhân hoàng xuất quan. Chuyện này cần thương nghị một lần nữa. Tần Chính Thanh nhắc nhở mình phải tỉnh táo, thời khắc thế này tuyệt đối không thể xúc động. Cường giả Kỳ Thiên Điện nhìn Quan Hoa Vinh và Thẩm Đông Sơn thầm nghĩ thật đáng tiếc, nhưng vào thời điểm này ai cũng cứu không được bọn hắn. Bây giờ chết rồi, vẫn còn tốt. Nếu không nhân hoàng xuất quan, chắc chắn sẽ tru diệt toàn tộc của bọn hắn. Chờ một chút, chúng ta còn có chuyện bẩm báo. Chỉ xin hãy để ngày chết của chúng ta để lại sau một năm. Một năm sau, hoàng triều phản kích La Phù, chúng ta cam nguyện làm tử sĩ. Thẩm Đông Sơn kiên trì cầu tình. Vì sao? Tần Chính Thanh nhíu mày nhìn bọn hắn. Quan Hoa Vinh nói. Khương Hồng Võ là thánh văn. Cái gì? Đám người bỗng nhiên biến sắc, làm sao có thể? Khương Hồng Võ lấy lục phẩm linh văn tiến vào sinh tử cảnh, thực lực hẳn là rất không ổn định, nhưng lúc ấy ngay cả dư lực phản kích ta cũng đều không có. Nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tùy tiện bắt điện hạ đi. Ta dùng đầu của ta cam đoan, Khương Hồng Võ đúng là thánh linh văn. Quan Hoa Vinh hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, vô cùng khẳng định. Thẩm Đông Sơn cũng nói, xe vua của điện hạ là làm từ hài cốt rực long, đám người Côn Bác không phá nổi. Chỉ có thể phá từ bên trong. Chỉ bằng vào một mình Khương Phàm là không thể nào, ta hoài nghi là do Tịch Nhan làm. Tịch Nhan là ai? Tần Chính Thanh chợt phát hiện bản thân vẫn còn chưa có hiểu rõ tình huống cụ thể lúc đó. Muội muội thánh nữ La Phù Tịch Giao, nghe nói là vì mạo phạm tông chủ thánh nữ tông nên đã bị phế. Trước khi xảy ra chuyện chính nàng đã cứu Tịch Giao, Tịch Nhan lại giả mạo Tịch Giao để chúng ta bắt trở về. Nàng không chỉ đã khôi phục linh văn mà còn thăng hoa đến thánh linh văn. Thẩm Đông Sơn càng nói càng nổi nóng, nếu như không phải điện hạ cố chấp tìm kiếm Tịch Giao, bọn hắn đã có thể sẽ không vô duyên rời khỏi hoàng thất, càng không khả năng đơn độc đi trên đường phố. Tịch Nhan cũng sẽ không cùng bị nhốt vào trong xe vua. Bây giờ nhớ tới, thì ra đây chính là một trận liên hoàn kế. Nhưng thật không may lúc ấy bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tịch Nhan đã khôi phục kinh mạch và thăng hoa linh văn. Khương Hồng Võ thăng hoa linh văn, lại còn tiến vào sinh tử cảnh. Ý của ngươi là, Tần Chính Thanh nghiêm túc sắc mặt, đông đảo cường giả còn lại cũng đều nghĩ đến một loại khả năng. Đan dược truyền kỳ của La Phù, Khương Hồng Võ đã ăn, Tịch Nhan cũng ăn, bọn hắn đều đã thăng hoa. Thẩm Đông Sơn nói xong thì tất cả mọi người trầm mặc, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lôi Sơn, Liêu Nguyên giáp thăng hoa linh văn, đã gây nên oanh động to lớn tại La Phù. Nghe nói Dạ Thiên Lan cũng thăng hoa linh văn, càng để cho các nơi càng chờ mong đan dược hơn. Nếu như Tịch Nhan, Khương Hồng Võ đều từ linh nguyên cảnh và sinh tử cảnh thành công thăng hoa linh văn thì chẳng khác nào nói cho thiên hạ rằng. Đan dược truyền kỳ, đối với bất kỳ người nào, tại bất cứ cảnh giới nào, hay là dưới bất kỳ tình huống nào cũng đều có hiệu quả. Đan dược truyền kỳ có thể hiệu quả thăng hoa linh văn. Cơ hồ là 100%. Đây là hiệu quả của đan dược đã yên lặng sau vài vạn năm, nếu như có thể luyện chế ra viên mới, vậy có phải sẽ còn có công hiệu càng thần kỳ hay không?
Quan Hoa Vinh và Thẩm Đông Sơn trao đổi ánh mắt, chăm miệng một lời. Chúng ta có thể lợi dụng đan dược truyền kỳ. Làm sao lợi dụng? Hoàng thất, các cường giả Kỳ Thiên Điện đều nhìn về bọn hắn. Hoàng thất chúng ta không tiện ra tay với Khương Hồng Võ, nhưng người khác có thể. Nghe nói Liêu Nguyên Giáp đã bí mật bị bắt, hẳn là bắt hắn để nghiên cứu. Dạ Thiên Lan là tông chủ trong 18 tông không ai dám đụng. Nhưng, Khương Hồng Võ và Tịch Nhan. Thẩm Đông Sơn nói, âm thanh cũng từ từ thấp xuống, đáy mắt hiện lên một tia ý lạnh ác độc. Mặc dù đan dược đã bị ăn, nhưng, người vẫn còn ở đây. Đối với một vài luyện đan sư mà nói vẫn là có thể bắt người từ từ nghiên cứu. Ly Hỏa Thánh Địa. Tần Chính Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một nơi. Ý của ngài là, hai vị tộc lão khác cũng nghĩ đến thế lực kinh khủng kia. Khương gia, Nạp Lan gia, Thiên Sư Tông, ba bên liên minh khí thế cường thịnh. Thượng Thanh Tông lại bị phế đi. Ta đoán chừng, Thánh Nữ Tông cũng có thể sẽ chủ động đầu nhập Thiên Sư Tông, kết thành liên minh càng vững chắc. Cứ như vậy, coi như tin tức tràn ra cũng không có nhiều người dám đụng tới Khương Hồng Võ và Tịch Nhan. Nhưng, Ly Hỏa Thánh Địa thì lại không có lo lắng nhiều như vậy. Tần Chính Thanh càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện. Ly Hỏa Thánh Địa và Vô Hồi Thánh Địa đều là thánh địa nên sẽ không tùy tiện mạo phạm lẫn nhau. Nhưng, đối với thánh địa luyện đan như Ly Hỏa Thánh Địa mà nói, đan dược truyền kỳ có mê hoặc quá lớn. Bọn hắn có thể không động vào Dạ Thiên Lan, xem như đã cho Vô Hồi Thánh Địa mặt mũi, nhưng Khương Hồng Võ và Tịch Nhan, bọn hắn tuyệt sẽ không buông tha. Ánh mắt Cửu công chúa lấp lóe, gật đầu nói. Nếu Khương Hồng Võ đã thăng hoa đến Thánh Linh Văn, rất có thể sẽ lợi dụng thời gian một năm quý giá này, trùng kích tới cảnh giới càng cao hơn, nếu như thành công, chúng ta rất phiền toái. Hắn, nhất định phải chết. Sau khi nghiêm túc cân nhắc, đám người đều cảm giác xác thực là có thể thực hiện. Mặc dù hoàng thất bọn hắn không thể tự mình bắt Khương Hồng Võ. Nhưng, nếu như Khương Hồng Võ vượt qua sinh tử cảnh thì uy hiếp sẽ càng lớn hơn. Cửu công chúa lại nói. Nếu như Khương Hồng Võ bị bắt, Huyết Ngục, Thiên Sư Tông, Nạp Lan gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn rất có thể sẽ ngu xuẩn khiêu chiến Ly Hỏa Thánh Địa. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Nếu như đi cứu người thì chính là chịu chết. Ly Hỏa Thánh Địa sẽ để cho bọn hắn trải nghiệm thực lực chân chính của Thánh Địa. Trở về xin chỉ thị Nhân Hoàng, nếu như không có ý kiến, chúng ta sẽ xin mời Ly Hỏa Thánh Địa ra tay, bắt sống Khương Hồng Võ. Tần Chính Thanh đã quyết định. Quan Hoa Vinh và Thẩm Đông Sơn lập tức đi đến phía trước hai bước. Vậy chúng ta, Nhân Hoàng sắp xuất quan, ta sẽ hết sức bảo toàn cho các ngươi. Một năm sau, Hoàng Triều phản kích La Phù, các ngươi phải cam đoan đi đầu giết tới cho ta. Tiểu hỗn đản, ngươi điên rồi. Cô ta là vì muốn tốt cho ngươi, Vô Hồi Thánh Địa mới là nơi ngươi trở về. Ngươi làm ta tức chết rồi. Khương Tuyền đỏ mặt giận dữ mắng mỏ. Cơ hội tốt biết bao nhiêu lại bị tên tiểu hỗn đản này làm cho lãng phí. Nàng có thể không quan tâm mình bị giam lại, cũng có thể không quan tâm mình bị lợi dụng, điều nàng quan tâm chính là tương lai Khương Phàm. Khương Phàm một mực cung kính đứng ở trong sân, cúi đầu, không nói lời nào. Còn có đường lùi không? Khương Hồng Võ cũng cảm thấy đáng tiếc. Đó là thánh địa, là nơi mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ tu luyện. Năm đó Khương Tuyền bởi vì có cơ duyên mới bị mang vào nơi đó. Còn thế nào vòng lại được, lúc trước hắn chỉ là tiểu tử, thánh địa còn có thể tiếp nhận. Bây giờ thì bắt hoàng tử, bắt thánh văn, lại còn là kẻ thù của toàn bộ hoàng triều. Ngươi nói xem, ta còn thế nào vòng lại được đây? Khương Tuyền lập tức đưa vấn đề nhắm ngay đại ca. Ngươi còn theo hắn hổ nháo sao, có phụ thân nào như ngươi sao? Nếu như chỉ là nhốn nháo thì nàng còn có thể van cầu sư tôn, có thể quấy dậy đòi hỏi, nói không chừng còn có thể được. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi, Khương Phàm công nhiên tuyên bố rằng hắn sẽ không vào thánh địa. Làm thế nào thánh địa còn muốn hắn? Thánh địa không cần mặt mũi sao? Khương Hồng Võ ho khan một cái. Ta là ca của muội. Ta là muội muội ngươi. Được. Khương Hồng Võ đưa tay xin tha. Tính tình của người muội muội này, thật là... Ai? Cô, không vào thánh địa cũng có thể tu luyện mà. Khương Phàm thấp giọng nói. Có thể giống nhau sao? Thánh địa không chỉ là danh phận, càng tài nguyên và thế giới mà La Phù không thể tiếp xúc đến. Người ở nơi này liều sống liều chết tìm kiếm võ pháp,
vũ khí, ở thánh địa thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người nơi này chật vật lịch luyện trưởng thành, ở thánh địa thì tùy tiện để một vị trưởng giả chỉ điểm cũng có thể để cho ngươi có được ích lợi không nhỏ. Còn có sinh tử cảnh, ngươi ở bên ngoài, cơ hội vượt qua chỉ có 3 phần, thánh địa lại có thể bảo đảm 6 phần trở lên. Ngươi nói cho ta biết, có thể giống nhau sao? Khương Tuyền lại của trách một trận. Khương Hồng Võ nhìn không được nữa liền ngăn lại. Được rồi, tuổi bao lớn rồi, cũng đừng làm bát phụ người đàn bà ngang ngược nữa. Ai là bát phụ, lão nương là đại khuê nữ Hoàng Hoa. Muội a, thực sự là, nên tìm người gả đi, tương lai già đi, ai sẽ chăm sóc cho muội? Im miệng. Khương Tuyền hừ một tiếng, ngồi vào trên băng ghế đá, trầm mặt nhìn Khương Phàm trước mặt. Cô, để cho người thất vọng rồi. Khương Phàm biết Khương Tuyền có ý tốt, nhưng hắn cũng không hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội đến vô hồi thánh địa. Nhưng thật ra sau khi dung hợp với hồn niệm hắn đã hiểu được con đường của mình, đã hiểu được sứ mạng của mình. Hắn muốn trở lại chiến trường bách tộc. Hắn muốn tìm về di tích thần triều. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh lên, lại mạnh nữa, cho đến đi đến được đăng thiên kiều, tái chiến chư thiên thần tộc. Con đường của hắn, rất dài rất dài. Ở lại thiên sư tông mà tu luyện cho ta. Hoàng thất trên mặt nổi sẽ không ra tay, nhưng chắc chắn sẽ không ít lần vụng trộm đây. Chờ tin tức của ta. Khương Tuyền đứng dậy rời khỏi. Tin tức gì? Khương Phàm bất đắc dĩ, vị cô này quá chấp nhất. Ta về thánh địa, tìm thánh chủ. Nếu như một tháng, không, hai tháng, trong hai tháng ta trở lại, nói rõ chuyện còn có chuyển biến tốt. Còn nếu như ta không trở lại nữa, nói rõ vô hồi thánh địa đã triệt để từ bỏ ngươi. Khương Tuyền không thể để cho Khương Phàm ở lại đây lãng phí thiên phú, lãng phí sinh mạng. Nhất là hoàng thất chẳng mấy chốc sẽ đến đây ám sát, thánh địa mới là nơi an toàn nhất. Sau khi Khương Hồng Võ và mọi người đều đã đi, Khương Phàm liền vội vàng chạy đến Dược Sơn, mang về số lượng lớn dược thảo luyện chế đan dược cho Tịch Giao. Chúng ta đã đồng ý với nhau rằng ngươi sẽ nghiêm túc tu luyện đan thuật. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Ta sẽ cố gắng. Sau khi Khương Phàm cùng Lục Hoàng tử giao thủ hắn đã cảm nhận được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn đối với việc khống chế linh lực quá thô giáp, còn lâu mới được đạt tới mức thuần thục như sử dụng lô hỏa. Giống như Lục Hoàng tử, chỉ phóng thích ra kiếm khí vậy mà lại có thể đang áp sát mục tiêu trước khi khống chế lần nữa. Nếu như mình có thể đạt tới trình độ kia, liệt hỏa phần thiên, vạn thú thiên hoàng quyền, thương nhật băng quyền, còn có hỏa dực thì uy lực sẽ hoàn toàn càng mạnh hơn. Vậy cứ xem luyện đan như tu luyện đi. Sau 5 ngày, Tịch Giao mệt mỏi rời khỏi Thanh Đồng tiểu tháp. Trải qua những ngày phóng thích này, độc tính thẩm thấu trong máu thịt cơ bản đều đã được dọn dẹp. Sau đó chính là từ từ điều trị. Đây là thuốc giải còn lại, mỗi ngày một viên, lại dùng thêm nửa tháng liền có thể triệt để khỏi hẳn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này với bất cứ kẻ nào. Chính ta cũng sẽ quên đi. Khương Phàm đem số thuốc giải còn lại đều đưa cho Tịch Giao. Khí sắc Tịch Giao mặc dù rất kém nhưng miễn cưỡng có thể khống chế thân thể mình. Cảm ơn ngươi. Ta làm cái gì cũng đều là ta tự nguyện. Tỷ muội các cô không cần cảm giác nợ ta cái gì. Đúng rồi, không thấy Tịch Nhan đâu. Ta không biết giữa tỷ muội các cô xảy ra chuyện gì, nhưng một mình nàng ở bên ngoài rất nguy hiểm. Thời điểm Khương Phàm trở lại Thiên Sư Tông liền phát hiện Tịch Nhan đứng ở trong đám người trước đó đã biến mất. Hắn hỏi qua rất nhiều người nhưng họ đều nói không có chú ý. Giữa chúng ta, là ta sai rồi, ta sẽ tìm muội ấy trở về. Cầu xin muội ấy tha thứ. Tịch Giao đắng chát lắc đầu. Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt. Người của Thánh Nữ Tông đều tại Thanh Vân Điện, chờ cô đã 5 ngày rồi. Khương Phàm quay người đi về phía Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, đã xử lý xong chuyện thuốc giải, sau đó cố gắng luyện đan. Khương Phàm. Tịch Giao đi nhanh mấy bước theo Khương Phàm. Sao? Khương Phàm vừa muốn quay đầu, Tịch Giao đột nhiên lại gần ôm chặt hắn. Khương Phàm khẽ giật mình. Làm cái gì vậy? Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Tịch Giao mông lung đôi mắt. Từng màn khuất nhục trước đó lại lần nữa hiện lên trí óc nàng. Từ ngày bị bắt đó nàng đã bắt đầu tuyệt vọng. Mạng mình, thân thể mình đều sắp chết ở trong bàn tay ma quái của đại hoàng tử. Thứ chờ đợi mình sẽ chỉ là giá lạnh và tuyệt vọng vô tận. Không nghĩ tới, nàng lại có thể trốn thoát. Nàng, thật sự đã được trở về.
Khương Phàm cười cười xấu hổ, chần chờ một chút, đưa tay vỗ vỗ thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy của nàng. Thật không có gì cả, cô an toàn rồi. Tịch Dao lại càng ôm càng chặt, nước mắt tràn mi, giọng nói run rẩy lại khóc thút thít. Khương Phàm rất bất đắc dĩ, phải làm sao dỗ dành đây? Không có kinh nghiệm. Khụ khụ. Một tiếng ho khan khoa trương đột nhiên từ cửa viện truyền đến. Khương Phàm quay đầu nhìn lại, ngoài cửa vậy mà lại đứng đầy người. Dạ An Nhiên, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, Nạp Lan Thanh Lạc. Còn có Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ, Nạp Lan Minh Kính, Cổ La. Một đám người chính mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn một màn này. Tiêu Phượng Ngô còn thổi một tiếng huýt sáo thật dài. Tịch Dao lau đi khóe mắt rời khỏi Khương Phàm. Ta và muội muội ta đều nợ ngươi. N tình cứu mạng này chúng ta đều sẽ trả. Được thôi, đều ôm lấy thánh nữ. Tiêu Phượng Ngô chờ Tịch Dao rời khỏi, bước một bước tới dựng vào bả vai Khương Phàm. Trách không được người ta đều đến đòi người nhưng ngươi thì nhất định phải giữ lại 5 ngày, thì ra là thế này. 5 ngày, mệt không? Chu Thanh Thọ như cười như không nhìn Khương Phàm. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao các ngươi lại tới đây? Nói cho ngươi một tin tức tốt. Tông chủ thánh nữ tông tự mình đến nói lời cảm tạ. Các nàng nguyện ý dùng hợp tác đến báo đáp chúng ta. Dạ An Nhiên đi đến sân nhỏ. Các nàng dễ nổi giận với Thượng Thanh Tông như vậy rồi. Khương Phàm rất cảm thán trước cách làm việc quả quyết của tông chủ thánh nữ tông. Tuy nhiên đối với bọn hắn mà nói thì đây là không thể tốt hơn. Thánh nữ tông đã sớm muốn thoát khỏi Thượng Thanh Tông, chỉ là không có thời cơ phù hợp. Tông chủ các nàng lúc bắt đầu còn trở ngại bởi tự tôn nên còn có chút do dự, sau khi được phụ thân và Khương Vương mời đi mời lại thì vừa rồi xem như đã đồng ý. Dạ An Nhiên rất vui mừng, thời gian không đến một năm, tình trạng Thiên Sư Tông có thể nói là đã nghiêng trời lệch đất. Có các nàng phối hợp, chúng ta hẳn là sẽ có thể càng nhanh chóng phát triển lên. Nạp Lan Thanh Lạc nghĩ đến gia tộc bọn họ sẽ phải sáng tạo đại thành đệ nhất La Phù, trên mặt lại rào rạt ra nụ cười mong đợi. Thượng Thanh Tông thì sao, không có phái người tới sao? Trong tay Khương Phàm còn nắm giữ hình luyện đây. Dạ An Nhiên lắc đầu nói. Tông chủ của bọn hắn mới tới, nhưng cân nhắc đến thái độ của hình luyện, chúng ta không có thả người. Tiêu Phượng Ngô lại dựng vào vai Khương Phàm. Ngươi trong khoảng thời gian này có tính toán gì? Bên ngoài nguy hiểm, ta phải ở lại chỗ này tu luyện. Tu luyện bao lâu? Mấy tháng đi, ngươi có việc sao? Có việc. Chuyện gì? Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc. Làm mấy tấm vé vào cửa. Vé vào cửa. Khương Phàm quái dị nhìn hắn. Cái gì gọi là vé vào cửa? Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ chăm miệng một lời. Thiên Khải bí cảnh. Thiên Khải. Cái tên quen thuộc lập tức kích thích ra trong đầu Khương Phàm rất nhiều hình ảnh ký ức. Thiên Khải cổ đạo. 9 tầng thông thiên lộ. Trên thiên lộ là Cửu Châu thần triều, mà đỉnh thiên lộ chính là chiến trường bách tộc. Tương truyền thế giới này có một con đường cổ lên thẳng trời. To như trụ trời, trên trạm cửu thiên, dưới trấn Sơn Hà. Cổ đạo trấn áp vùng Sơn Hà kia tên là Thiên Khải bí cảnh, nghe nói phạm vi đạt tới 50 vạn dặm. 50 vạn dặm. Nơi đó cách mỗi nửa năm sẽ mở ra một lần, nhưng có tư cách tiến vào Thiên Khải bí cảnh chỉ có thánh địa phân tán tại các nơi trên thế giới. Tiêu Phượng Ngô kích động nói, giống như trước mặt đột nhiên mở ra thế giới hoàn toàn mới, con mắt đều tỏa sáng lấp lánh. Chu Thanh Thọ cũng rất chờ mong. Nơi đó có linh lực nồng đậm, lão dược linh quả khắp nơi đều có, nghe nói, trên trời thế nào cũng sẽ rớt xuống một vài bảo bối thần kỳ, bảo giáp, vũ khí, thi hài đại yêu, thậm chí là thánh huyết. Khương Phàm hoảng hốt, tên rất quen, ký ức cũng rất quen. Kiếp trước mình ở nơi đó trải qua rất nhiều rất nhiều. Ngươi không phải có một cô ở thánh địa sao? Xin nàng cho chúng ta mấy tấm vé vào cửa, đưa chúng ta đến Thiên Khải bí cảnh đi. Chu Thanh Thọ và Tiêu Phượng Ngô mong đợi nhìn Khương Phàm. La Phù bây giờ rất nguy hiểm, bọn hắn ở lại trong tông cũng không có chuyện gì làm, vừa hay tới đó mở mang tầm mắt. Làm sao các ngươi biết đến Thiên Khải bí cảnh? Khương Phàm lấy lại tinh thần, cái này mặc dù cũng không phải bí mật gì, nhưng cấp độ này cũng không phải có thể hiểu được. Thương hội chúng ta rất nhiều năm trước đã từng chiếm được một miếng ngọc phù, sau khi cẩn thận điều tra thì đã tra được tin tức Thiên Khải bí cảnh. Ban đầu, Thánh địa Thiên Hạ độc bá Thiên Khải bí cảnh, từ trước tới giờ không cho phép người ngoài tiến vào.
không biết từ lúc nào mà bọn họ đã bắt đầu cấp cho người quen bằng hữu ngọc phù. Cầm ngọc phù trong tay liền có thể đến thiên khải bí cảnh. Chúng ta trước sau thu tập được 5 khối. Nạp Lan Thanh Cảnh trong lúc kiểm tra linh bảo gia tộc đã phát hiện, không biết có nguyên nhân gì mà không có mang ra đấu giá. Chúng ta đều muốn đi, còn thiếu mấy miếng. Tiêu Phượng Ngô mong đợi nhìn Khương Phàm, vì 5 miếng ngọc phù này, bọn hắn đều đã đánh nhau. Nếu như cô trở lại, ta sẽ hỏi người mấy khối. Nếu như không trở lại, ta cũng không có cách nào. Trong đầu Khương Phàm có ký ức về thiên khải bí cảnh, nhưng hiện tại cũng không muốn tự mình đi qua. Nơi này có 5 khối, ngươi tới làm chủ, chia sao đây? Chu Thanh Thọ không kịp chờ đợi, hắn rất muốn đi qua đó. Linh Bảo ơi, Mỹ Nữ ơi, ca ca ta sắp tới rồi đây. Chính các ngươi quyết định đi. Cũng là bởi vì không quyết định được nên mới đến tìm ngươi. Đều muốn đi sao? Khương Phàm nhìn bọn hắn, ngoại trừ tỷ đệ Nạp Lan lắc đầu ra thì còn lại đều chờ mong với thiên khải bí cảnh. Tiêu Phượng Ngô thúc giục. Chính ngươi giữ danh sách, 4 người khác, ngươi xem một chút xem sẽ mang ai đi. Ta không giữ danh sách, các ngươi bốc thăm, ai bốc được thì đi. Khương Phàm còn muốn luyện đan, không vội đi qua. Ngươi không đi. Ngươi xác định. Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ kinh ngạc nhìn hắn, cơ hội tốt như vậy, tên điên này lại không đi tham gia náo nhiệt. Là thiên khải bí cảnh đó, là thông thiên cổ đạo đó. Nơi đó không chỉ có cơ duyên trải rộng, còn có đám thiên tài của tất cả thánh địa đến từ các nơi trên thế giới. Thật là cái gì cũng ở một chỗ cả. Ta phải tu luyện trước, còn phải suy nghĩ thêm chuyện khác. Khương Phàm lắc đầu, để bọn hắn tự phân. Vậy thì dễ rồi, danh sách 5 người, 2 huynh đệ chúng ta, Dạ An Nhiên, Yến Khinh Vũ, Khương Uyển Nhi, vừa đủ. Cổ La sư huynh gần đây thân thể không thoải mái, chớ đi. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc nói. Cổ La bực tức. Ta rất dễ chịu. Ta nói không thoải mái thì là ngươi không thoải mái. Làm sao, nhất định phải để ta đánh ngươi không thoải mái sao? Tiêu Phượng Ngô trừng mắt một cái. Con khỉ kia, đã sớm thấy ngươi không vừa mắt, đến đây, ai sợ ai? Cổ La đã sớm đã thấy tên này nhìn không vừa mắt. Con khỉ, ta giết ngươi, lão tử là kim cương thú văn, là cự viên, cự viên. Tiêu Phượng Ngô suýt chút nữa bạo phát ra. Ngươi nhìn dáng vẻ nhảy tung tăng của ngươi xem, không phải con khỉ thì là cái gì? Cái tên này, hôm nay ai cũng đừng cản ta phải giết chết hắn. Dạ An Nhiên cười lắc đầu. Cổ La đi cùng các ngươi vậy, ta đã rất lâu rồi chưa tu luyện, đang chuẩn bị bế quan. Nạp Lan Thanh Lạc nói. Quyết định như vậy đi, các ngươi đi trước, ta lại đến chợ đen đi dạo, nói không chừng có thể tìm được ngọc phù khác. Chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, Khương Phàm lại nhắm mắt cảm nhận đan hoàng cổ kinh. Tinh hải minh mông bên trong lại chỉ có 10 mấy viên đan dược mới, giống như là tinh thần ngôi sao, sáng tỏ, lóe ra tia sáng mê người. Mặc dù ngươi có thể luyện chế đan dược tam phẩm, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là theo ta chỉ đạo mà luyện được. Đối với đan thuật ngươi hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có tự mình tìm hiểu. Từ hôm nay trở đi, ngươi vứt bỏ tất cả tạp niệm, hết sức chuyên chú luyện chế đan dược cho ta. Ta cũng không ép ngươi dùng 1 năm nữa. Chừng nào ngươi có thể gọi tỉnh 300 viên thuốc tinh hải, cũng quen thuộc luyện chế thì ta sẽ không lại hạn chế ngươi. Linh hồn đan hoàng cảm giác ước định thời gian không có ý nghĩa gì cả, không bằng quy định số lượng, càng có thể kích thích tính tích cực của Khương Phàm. Mà, thuần thục 300 viên thuốc, nói nghe thì dễ. Muốn trong vòng 1 năm nắm giữ được là quá khó khăn. Nếu như có thể hoàn thành, nói rõ Khương Phàm xác thực có thiên phú, đáng giá để bồi dưỡng. Nếu như lại có thể sớm mấy tháng, mình phải bồi dưỡng hắn thật tốt. Được. Khương Phàm rốt cuộc cũng tràn ngập nhiệt tình, sau khi cẩn thận cảm nhận đan dược trong tinh hải thì hắn liền chạy thẳng đến dược sơn lấy đi một linh thảo linh quả, trở lại sân nhỏ bắt đầu bế quan luyện đan. La Phù Sơn Mạch, náo nhiệt lại oanh động. Tin tức Nạp Lan gia trùng kiến thành bát bảo đã truyền khắp La Phù. Bất luận là tông môn La Phù hay đám tán tu đều rất rõ ràng nội tình Nạp Lan gia. Nếu quả thật có thể trùng kiến, chợ đen La Phù chẳng khác nào chân chính có đối thủ cạnh tranh. Rất nhiều tông môn đều tính toán muốn quấy rối thế nhưng lại e ngại uy thế Khương gia và Thiên Sư Tông, không có người nào dám tùy tiện quấy nhiễu. Nhất là sau khi Thánh Nữ Tông tuyên bố hợp tác cùng Thiên Sư Tông, thành bát bảo trùng kiến sẽ càng thêm thuận lợi.
Khương Hồng Võ ơi Khương Hồng Võ, nếu như ngươi chết tại thành Bạch Hổ thì tốt biết bao. Tông chủ Thiên Cương Tông, Lương Huyền Nghĩa đứng trên đỉnh núi, nhìn về hướng Thiên Sư Tông, hai tay nắm chắc lại buông ra lại dùng sức nắm chặt. Sắc mặt bình tĩnh, không che giấu được lo nghĩ trong lòng. Thật vất vả mới nhắc lên dư luận lại bị trận săn giết đặc sắc này của Khương Hồng Võ tiêu hủy triệt để. Bây giờ các nơi La Phù đều đang nghị luận, từ biểu hiện của Khương Hồng Võ và Thiên Sư Tông có thể thấy, bọn hắn không giống như hợp tác cùng Đại Hoàng Tử. Nói cách khác, Thập Bát Tông La Phù có nội ứng, một người khác hoàn toàn. Thiên Sư Tông thoát khỏi hiểm nghi, còn thay La Phù thành công thắng được danh dự. Bây giờ không chỉ có bắt đầu kế hoạch kiến lập đại thành đệ nhất mà bọn họ còn thành công lôi kéo được Thánh Nữ Tông. Danh khí của Thiên Sư Tông tại La Phù đã lớn tăng lên rất nhiều, như rằng đang muốn trở lại vị trí tam tôn. Huyết thư, huyết thư. Bây giờ Lương Huyền Nghĩa lo lắng nhất chính là thứ này. Đại Hoàng Tử bị giữ lại, nếu như phun ra huyết thư, Thiên Cương Tông sẽ lập tức biến thành mục tiêu công kích. Là ý trời sao? Lương Huyền Nghĩa gắt gao nắm chặt hai tay. Nếu như không có hai phụ tử Khương Hồng Võ và Khương Phàm này thì hắn đã sớm trục xuất Thiên Sư Tông trong Đại hội La Phù, chờ sau khi Đại Hoàng Tử nhắc lên hành động xâm lấn, hắn sẽ đẩy dư luận lên giá họa cho Thiên Sư Tông, cũng có nghĩa là sẽ phế đi huyết thư trong tay Đại Hoàng Tử. Hắc hồn tán cũng có thể hãm hại Đại Hoàng Tử, dùng cái này nhắc lên chiến tranh giữa Thánh Địa và Hoàng Thất. Hắn có thể nhân cơ hội này, trọng chỉnh các tông La Phù, bước lên vị trí đệ nhất tôn chủ. Thậm chí trong lúc vô hồi Thánh Địa và Hoàng Triều hỗn chiến hắn còn có thể thu lợi. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, hai phụ tử Khương gia này lại xuất hiện ngoài ý muốn, hủy hoại hết toàn bộ kế hoạch của hắn. Ta không thể chết được, ta còn có thể thay đổi càn khôn. Lương Huyền Nghĩa nhắm hai mắt để cho mình tỉnh táo lại. Thật lâu, một trận gió núi lạnh lẽo thổi qua, Lương Huyền Nghĩa đột nhiên mở mắt ra, một tia lạnh lẽo hiện lên trên đáy mắt. Đại Hoàng Tử, muốn giải quyết huyết thư thì phải đến giải quyết Đại Hoàng Tử. Nếu như Đại Hoàng Tử chết trong Thiên Sư Tông, ước định hai bên chẳng khác nào không còn giá trị rồi. Lang gia Hoàng Triều có thể nhấc lên chiến tranh quy mô lớn, toàn diện xâm lấn La Phù. Lương Huyền Nghĩa càng nghĩ càng thấy có khả năng. Mặc dù Đại Hoàng Tử đang bị giam tại Thiên Sư Tông, phòng giữ nghiêm ngặt nhưng cũng không phải không có cơ hội. Có thể, hạ độc, lợi dụng đệ tử ở đó, lợi dụng trưởng lão ở đó. Đây là biện pháp duy nhất, đánh cược lần cuối, thắng làm vua thua làm giặc. Lương Huyền Nghĩa quay người liền muốn đi an bài, thế nhưng... Ngươi là ai? Sắc mặt Lương Huyền Nghĩa đại biến, sau lưng không biết từ lúc nào lại có một lão nhân đứng đấy. Đến đây lúc nào? Vì sao hắn lại không biết được? Lão Phu, Ngụy Thiên Thu của Vô Hồi Thánh Địa. Lão nhân mặt mũi nhăn nheo, già nua còng xuống, chỉ một câu đã để mặt Lương Huyền Nghĩa xám như cho. Ngươi tại sao lại ở nơi này? Lương Huyền Nghĩa khẩn trương lại sợ hãi, chẳng lẽ đã tra ra được? Ta, đến đòi mạng của ngươi. Ngụy Thiên Thu ngưng tụ ánh mắt, toàn thân bạo phát khí lãng mãnh liệt. Lương Huyền Nghĩa lập tức muốn chạy khỏi vách núi nhưng lại phát hiện thân thể không cử động được. Ta làm sao vậy? Đây là võ pháp gì? Đây là linh văn gì? Từ linh lực đến khí hải, từ huyết dịch đến xương cốt của Lương Huyền Nghĩa đều hoàn toàn đọng lại. Ngoại trừ ý thức, những khác đều giống như đã không còn thuộc về hắn. Hắn muốn nói chuyện, lại không cảm giác được miệng mình đang ở đâu. Sợ hãi giống như là như thủy triều đang nuốt hết hắn. Không. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Cánh tay phải khô gầy của Ngụy Thiên Thu hướng về phía trước tìm tòi, một cổ đao nặng nề xuất hiện ở trong tay. Quy củ, chính là quy củ. Người có gan đi chống lại, thì phải có dũng khí đến gánh chịu hậu quả. Ngụy Thiên Thu vung trọng đao lên, chém về phía trước một chém. Phốc phốc, một cái đầu rơi xuống đất, nhưng máu tươi lại ngưng đọng lại, một giọt cũng không hề vung ra ngoài. Ngày thứ hai, liên tiếp hai tin tức lại oanh động cả La Phù. Tin đầu tiên đến từ Thiên Cương Tông. Tông chủ Thiên Cương Tông, Lương Huyền Nghĩa đã bị chém đầu tại bí cảnh Tông Môn. Cách chết giống với tông chủ đời trước như đúc. Tin thứ hai đến từ Vô Hồi Thánh Địa, người khiêu chiến quy ước La Phù đã chết. Hai tin tức tựa như lũ quét khiến cho mỗi một con dân trong La Phù Sơn Mạch đều sợ hãi không thôi. Từ 18 tông đến các đại tông môn,
từ chợ đen La Phù đến các đại thành đá, lại đến quần thể tán tu, trước sau đều bị hai tin tức này làm cho kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm. Thời gian qua đi 5 năm, Vô Hồi Thánh Địa lại lần nữa ra tay, chém giết tông chủ tại tông môn bí cảnh. Lần này, chính là Thiên Cương Tông. Nói cách khác, nội ứng là Thiên Cương Tông. Vì cái gì? Tại sao Thiên Cương Tông lại làm như thế? Sau trận oanh động ngắn ngủi, toàn bộ La Phù lập tức lên án với Thiên Cương Tông. Ngũ đại chợ đen tuyên bố đầu tiên, đoạn tuyệt cả tất giao dịch cùng Thiên Cương Tông, chỉ cần là người của Thiên Cương Tông, nghiêm cấm bước vào chợ đen nửa bước. Nếu không, giết. Các đại tổ chức sát thủ cũng tuyên bố, tiếp nhận bất kỳ hành động săn giết gì đối với Thiên Cương Tông, phí tổn chỉ một viên tinh thạch. Tiểu tông môn cỡ trung ở các nơi cũng liên tiếp tuyên bố không còn tán thành Thiên Cương Tông là một trong 18 tông, càng không đồng ý để bọn họ làm tôn chủ La Phù. Rất nhiều tán tu đều hô to phải mở lại đại hội La Phù, trục xuất Thiên Cương Tông ra khỏi 18 tông. Ngay cả các tông thân cận với Thiên Cương Tông như Xích Tiêu Tông, Thương Vân Tông đều tức giận chỉ trích, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, cũng không qua lại nữa. Các tông môn bị bọn hắn tính toán như Thượng Thanh Tông, Thánh Nữ Tông suýt chút nữa đã muốn giết qua đầu tiên. Khắp các nơi La Phù, mọi người đều xúc động tức giận. Bọn hắn không thể tha thứ nhất chính là phản bội. Các tông La Phù có thể đối kháng Lang Gia Tây Cương cũng là bởi vì bọn hắn đang có một mối thù chung với kẻ địch bên ngoài, mấy trăm năm qua chưa bao giờ thay đổi. Mà bây giờ, tông chủ Thiên Cương Tông vậy mà lại cấu kết với người ngoài, giết hại người nhà. Đây là sỉ nhục. Bọn hắn không thể chịu đựng. Thiên Cương Tông biết chuyện đã nghiêm trọng, trước tiên liền tuyên bố toàn tông đề phòng, sau khi kịch liệt tranh luận dài đến 5 tiếng, đẩy Cứu Nguyên Lương lên vị trí tông chủ. Bọn hắn muốn giữ vững vị thánh văn này mặc kệ phát sinh hỗn loạn gì, tối thiểu hắn là tông chủ thì sẽ không chết. Chúng ta nhất định phải tuyên bố với bên ngoài, đối với mọi chuyện Lương Huyền Nghĩa làm chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Cấu kết Tây Cương cũng chỉ là một mình Lương Huyền Nghĩa làm. Không, không thể chỉ là Lương Huyền Nghĩa. Còn phải đẩy ra càng nhiều người, chém đầu trước mặt mọi người. Chúng ta phải xin lỗi toàn La Phù, cho dù là phải quỳ xuống. Chúng ta nhất định phải nghĩ tất cả các biện pháp lắng lại trận gió lốc này, nếu không. Thiên Cương Tông sẽ vĩnh viễn không thoát thân được, mỗi một người đang ngồi ở đây đều sẽ thành xương khô trong La Phù sơn mạch này. Tất cả trưởng lão đều đang xúc động tức giận nhìn Cửu Nguyên Lương đề nghị. Cửu Nguyên Lương ngồi trên chiếc ghế tông chủ, cố gắng ổn định. Nhưng lại không thể che hết bối rối trong ánh mắt. Dù sao hắn cũng chỉ là hài tử 14 tuổi, chưa bao giờ trải qua áp lực như vậy. Hắn hoàn toàn không có hưng phấn khi làm tông chủ, chỉ có khẩn trương và luống cuống. Đại trưởng lão, ngài xem. Cửu Nguyên Lương không biết ứng phó như thế nào với việc các trưởng lão đang cãi nhau như thế, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão nhờ giúp đỡ. Đại trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, đứng dậy ngăn lại cuộc cãi vã. Đầu tiên, ta muốn tuyên bố, lời nói của ta đơn giản là vì suy nghĩ cho tông môn. Thiên Cương Tông phản bội La Phù, đây là sự thật. Chúng ta không chỉ có phải để La Phù lắng lại tức giận, còn phải trấn an đệ tử trong tông. Đại trưởng lão há to miệng, muốn tiếp tục, nhưng lại do dự. Cửu Nguyên Lương kịp thời nói. Đại trưởng lão, người có ý kiến gì cứ việc nói, có được hay không, các trưởng lão sẽ cùng nhau thảo luận. Đại trưởng lão nhìn đám người một chút, sau đó mới trầm trọng nói. Người ngoài sẽ không tin tưởng chuyện này chỉ là do một mình Lương Huyền Nghĩa làm, hắn không làm được. Nhưng cũng sẽ không tin là toàn thể Thiên Cương Tông đều tham dự, dù sao chuyện này rất mạo hiểm, cần phải bí mật, càng ít người biết càng tốt. Cho nên, chúng ta chỉ cần giết một nhóm người là được. Đề nghị của ta là, giết tất cả những người thân cận với tông chủ, không chỉ có trưởng lão, còn phải có đệ tử. Một câu, thân cận, của đại trưởng lão, lập tức phán quyết tử hình cho trong điện rất nhiều người, làm cho trưởng lão thân tín của Lương Huyền Nghĩa lập tức đứng dậy nói. Ta ngược lại cảm thấy, đại trưởng lão và nhị trưởng lão tự sát tạ tội mới càng có thể biểu hiện thành ý của Thiên Cương Tông chúng ta. Các trưởng lão thân tín khác cũng lập tức tán thành. Người bên ngoài không biết là có quan hệ với ai, bọn hắn muốn là thái độ, cho nên, muốn giết liền giết cho đủ trọng lượng. Đại trưởng lão không cùng bọn hắn tranh luận, đem quyền quyết định giao cho Cửu Nguyên Lương. Xin mời tông chủ quyết định. Tông chủ, xin thận trọng quyết định. Bọn người thân trưởng lão hành lễ với Cửu Nguyên Lương, bọn hắn đều là chung với Lương Huyền Nghĩa,
mà Cửu Nguyên Lương lại là đệ tử thân truyền của tông chủ, quan hệ giữa bọn hắn đều rất thân mật. Tin tưởng, Cửu Nguyên Lương sẽ hướng về bọn hắn. Cửu Nguyên Lương rối ren trong lòng một trận, sau đó lại nói. Đại trưởng lão nói có lý. Đại trưởng lão lộ ra nụ cười thản nhiên. Tông chủ anh minh. Anh minh cái giám. Cửu Nguyên Lương, người có còn là đệ tử thân truyền của tông chủ hay không? Muốn nói thân cận, người càng thân cận hơn, người cũng phải chết. Vị trí tông chủ ngươi vừa ngồi lên nếu không có những người chúng ta đây duy trì, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ lấy mất quyền lực ngươi. Đám thân trưởng lão kêu to, khó có thể tin được mà nhìn Cửu Nguyên Lương. Ta sẽ không để cho các ngươi chết vô ích, trong tông sẽ nhớ kỹ công sức mà các ngươi bỏ ra. Cửu Nguyên Lương rất không muốn để các thân trưởng lão chết, nhưng lại bất đắc dĩ. Tông chủ đã chết, thân trưởng lão rõ ràng ở thế yếu, nếu như bảo vệ bọn hắn mà giết đại trưởng lão, đại trưởng lão sẽ lập tức phản kháng ngay, và tất nhiên sẽ tạo thành nội loạn để tông môn lại thêm tổn hao nguyên khí. Mà, các đệ tử trong tông đều có thể đoán được chuyện cấu kết với đại hoàng tử là có quan hệ với bọn người thân trưởng lão. Nếu như không xử lý, rất nhiều người đều sẽ chủ động rời khỏi. Vị trí tông chủ này của mình càng ngồi không vững. Cho nên, hắn chỉ có thể nhẫn tâm. Cửu Nguyên Lương, người thật đáng khinh bỉ. Súc sinh, là ai đề cử ngươi? Sư phụ ngươi dưới Cửu Tuyền tuyệt đối không tha cho ngươi. Đám thân trưởng lão tức giận gào thét, lập tức kích hoạt linh văn liền muốn giết ra ngoài. Bắt lấy bọn hắn. Đại trưởng lão thét lên ra lệnh, các trưởng lão còn lại cũng giống như ác lang nhào tới. Khi cường giả các tông tức giận vây quanh Thiên Cương Tông muốn một lời giải thích, Thiên Cương Tông đã đánh các thân trưởng lão nửa sống nửa chết rồi đẩy ra bên ngoài. 13 vị trưởng lão, hơn 170 vị đệ tử bị chém đầu trước mặt mọi người. Máu tươi nhuộm đỏ cánh rừng trước tông môn, những cái đầu chết không nhắm mắt treo lên thật cao. Cửu Nguyên Lương lấy thân phận tông chủ, dẫn đầu trưởng lão và các đệ tử toàn tông quỳ một chân trên đất, xin lỗi đến La Phù. Cũng thể hiện rằng mình nguyện ý chấp nhận tất cả hậu quả mang tới. Nhưng, những chuyện này hoàn toàn không đủ để La Phù lắng lại lửa giận. Người vây tụ đến Thiên Cương Tông càng ngày càng nhiều, những lời nhục mạ liên tiếp vang lên. Còn có rất nhiều thế lực điên cuồng tấn công quặng mỏ tinh thạch ở các nơi của Thiên Cương Tông, phá hủy 5 tòa thành đá mà Thiên Cương Tông khống chế. Thiên Cương Tông từ khi thành lập đến nay, nguy cơ này là nghiêm trọng nhất. Ai? Đã 10 ngày rồi mà vẫn còn náo loạn, không mệt mỏi sao? Cửu Nguyên Lương không có lòng tu luyện, nằm ở trên giường than thở. Đường đường tôn chủ La Phù, vậy mà người người kêu đánh. May mà Ngọc Đỉnh Tông không có tuyên bố tổ chức Đại hội La Phù. Lý do là Đại hội La Phù 5 năm vừa mở, đây là quy củ thánh địa định ra. Bất kỳ tình huống gì, cũng không thể phá hư quy củ. Cứ như vậy, Thiên Cương Tông tối thiểu còn có thể kiên trì 5 năm. Tông chủ mình đây cũng có thể sống thêm 5 năm. Sư phụ, người chết đi ngược lại dễ dàng rồi. Ta làm sao để cứu vớt Thiên Cương Tông đây? Cửu Nguyên Lương cũng không hận sư phụ, bởi vì hắn cũng là người tham dự. Hắn lúc ấy còn khen sư phụ anh minh. Nếu như không có đám người Khương Phàm kia, trận bố cục này khẳng định sẽ toàn thắng, Thiên Cương Tông bọn hắn càng sẽ có thể thống lĩnh La Phù xa hơn. Chỉ tiếc, số mạng không tốt. Tông chủ, có khách đến. Một vị đệ tử nhẹ nhàng gõ cửa. Khách, không phải ta đã hạ lệnh toàn tông giới nghiêm sao? Lúc bắt đầu Cửu Nguyên Lương còn tiếp kiến qua người của Thượng Thanh Tông và Thánh Nữ Tông, hy vọng được tha thứ, kết quả suýt chút nữa mắng chết hắn. Sau khi dứt khoát thì ai cũng không thấy. Nàng tự xưng là, Cửu Công Chúa. Môn ngoại đệ tử hạ giọng. Cửu Công Chúa. Cửu Nguyên Lương ngồi dậy, con mắt đảo vài vòng sau đó bước nhanh rời khỏi phòng. Chúc mừng ngươi đã ngồi lên vị trí tông chủ, ngươi hẳn là tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiên Cương Tông. Cửu công chúa che chắn cơ thể rất kín, ngay cả ngoại hình cũng đều thay đổi. Cửu công chúa tới đại biểu cho hoàng thất sao? Cửu Nguyên Lương rất cảnh giác cũng có chút chờ mong. Trong tình huống này mà hoàng thất lang gia vẫn có thể phái người đến hẳn là đến cần viện trợ, nhưng hợp tác với hoàng thất thì phải đề phòng dẫn sói vào nhà. Ta đương nhiên đại biểu cho hoàng thất. Chúng ta có biện pháp giúp Thiên Cương Tông vượt qua nguy cơ, cũng không biết Cửu Tông Chủ có nguyện ý hợp tác với chúng ta hay không. Cửu Công Chúa lớn lên trong cung đình Hoàng Thất, gặp qua người, trải qua chuyện nhiều hơn so với người bình thường rất nhiều. Nàng không chỉ khôn khéo cơ trí mà còn giỏi về quan sát người.
Tông chủ mới này, so với những gì mình dự đoán trước đó là một. Tuổi hắn còn rất trẻ, không ứng phó được cục diện Thiên Cương Tông bây giờ. Thời điểm Thiên Cương Tông bồi dưỡng hắn chắc có khả năng chỉ là chú trọng tu luyện cho hắn mà thôi. Người nhỏ như vậy, có thể đại biểu được hoàng thất. Cửu Nguyên Lương hừ một tiếng, muốn kích thích tiểu nha đầu này một chút. Đến khi ta lớn hơn, chỉ sợ ngươi ép không được ta. Cửu Tông chủ, ngươi cảm thấy muốn giải quyết vấn đề của Thiên Cương Tông trước mắt thì mấu chốt là ở chỗ ai? Cửu công chúa cùng với phụ mẫu và các đại ca nàng đều như nhau, rất thích nhìn chằm chằm mắt người đối diện để nói chuyện. Nếu ta biết, còn cần gì phiền não? Cửu Nguyên Lương nói thầm trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn là nói. Mấu chốt ở chỗ Tư Thái Tông chủ ta đây, ở chỗ Thiên Cương Tông nhận lầm thái độ. Nhiều ngày như vậy, Thiên Cương Tông chỉ nghĩ ra cái này. Cửu công chúa cười nhạt một tiếng. Các ngươi bây giờ đứng trước nguy hiểm lớn nhất không phải ở chỗ La Phù, mà là ở chỗ Thiên Sư Tông. Cửu Nguyên Lương khẽ nhíu mày. Thiên Sư Tông, bọn hắn vội vàng lên kế hoạch xây dựng thành mới, ứng phó hoàng triều các ngươi, một thời gian cũng còn không thể chú ý đến nơi đây. Thượng Thanh Tông đã bị phế đi, Thiên Cương Tông sẽ trở thành mục tiêu công kích, Thiên Sư Tông ngược lại là đầu ngọn gió càng ngày càng thịnh. Coi như trên danh nghĩa bọn hắn còn không phải là tam tôn chủ gì đó, nhưng trên thực tế đã là tôn chủ mới. Bọn hắn bây giờ lại có một năm an toàn. Trong một năm này, nếu như không có gì kiềm chế, bọn hắn chỉ ít có thể khống chế một nửa tông môn ở La Phù. Đến lúc đó, Lang gia hoàng triều chúng ta phản kích, trong tay bọn họ lại nắm giữ con tin. Bên cạnh có 10 cái 8 tông môn phối hợp cùng số lượng lớn lực lượng La Phù, chiến cuộc như thế nào thì thật đúng là không đoán trước được. Giả sử, Thiên Sư Tông gánh vác, toàn bộ La Phù đều sẽ tôn kính bọn hắn. Thiên Cương Tông sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xoay mình. 5 năm sau, các ngươi chắc chắn sẽ không còn nữa. Cửu công chúa không vội vã nói, lại một mực chú ý đến ánh mắt Cửu Nguyên Lương. Ngươi muốn nói cái gì? Mặt mũi Cửu Nguyên Lương đầy châm biếm. Nếu không phải hoàng thất vô năng để Khương Hồng Võ liên tiếp đắc thủ, Thiên Cương Tông cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Các ngươi nhất định phải ngăn cản Thiên Cương Tông chỉnh đốn La Phù. Làm sao ngăn cản? Hấp dẫn lực lượng bên ngoài của bọn hắn rời đi. Làm sao hấp dẫn? Bắt sống Khương Hồng Võ. Cửu Nguyên Lương nhìn chằm chằm Cửu công chúa. Ngươi đang nói đùa phải không? Khương Hồng Võ là sinh tử cảnh, hắn sẽ không tùy tiện ra ngoài, làm sao bắt? Coi như bắt được, chẳng khác nào hoàng thất các ngươi đã trái với định ước. Chúng ta không ra tay, có người sẽ đến bắt hắn. Ngươi chỉ cần phối hợp thật tốt là được. Sau mạng che mặt, Cửu công chúa lộ ra nụ cười nhạt, nàng chú ý tới đáy mắt Cửu Nguyên Lương đã sáng lên. Gia hỏa này đã động tâm. Ai? Cửu Nguyên Lương nhìn chằm chằm Cửu công chúa, dưới tình huống bây giờ ai sẽ nguyện ý trêu chọc đám tên điên Khương Hồng Võ kia? Cửu công chúa nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi giữ vững điệu thấp, cũng giữ vững suy yếu, tốt nhất nên náo mấy trận nội loạn để Thiên Sư Tông triệt để buông lỏng cảnh giác với các ngươi. Sau đó thì sao? Lâu là nửa năm, ngắn thì dăm 3 tháng, bọn hắn sẽ tới. Cửu công chúa hận không thể dẫn dụ Khương Hồng Võ xuất hiện ngay bây giờ, thế nhưng nàng cũng khẳng định bây giờ Khương Hồng Võ hẳn là đang bế quan. Nạp Lan gia, Thiên Sư Tông cũng sẽ dốc hết khả năng trợ giúp Khương Hồng Võ vượt qua sinh tử cảnh. Đây là lực lượng mạnh nhất để Thiên Sư Tông trong tương lai có thể phản kích Lang gia, cũng là một tia hy vọng của bọn hắn. Cho nên, muốn dẫn dụ Khương Hồng Võ xuất hiện thì cần thả dây dài, cần phải kiên nhẫn. Mặc dù Thiên Cương Tông đã xuống dốc, nhưng như thế này ngược lại sẽ càng dễ để Thiên Sư Tông xem nhẹ, không còn coi trọng. Rốt cuộc là ai? Cửu Nguyên Lương hận Khương Hồng Võ. Oán hận từ sâu trong lòng, mà hắn cũng tuyệt đối không hy vọng Thiên Sư Tông sẽ chống đỡ tiến công một năm sau của Lang Gia Quốc. Cho nên, nếu quả thật có thể bắt sống Khương Hồng Võ, hắn vô cùng nguyện ý phối hợp. Ta chỉ có thể nói, đấy là người hoàn toàn không e ngại khiêu chiến Vô Hồi Thánh Địa. Cửu công chúa thoáng thấp giọng. Không sợ Vô Hồi Thánh Địa. Chẳng lẽ, Cửu Nguyên Lương mừng rỡ. Ngoại trừ Khương Hồng Võ, ngươi còn phải hỗ trợ tiếp cận một người khác. Khương Phàm sao? Khương Phàm phải giữ lại cho chúng ta, ta nói chính là Tịch Nhan. Tiếp cận nàng làm gì? Ngươi cứ tiếp cận, chờ đến tương lai sẽ cùng bắt lấy. Cửu công chúa đứng lên nói.
Chỉ cần có thể bắt được Khương Hồng Võ, chúng ta sẽ có biện pháp hấp dẫn lực chú ý của Khương gia và Thiên Sư Tông ra bên ngoài, sau đó tiêu hao, chờ tương lai Hoàng Thất Lang gia phản kích, Khương gia, Nạp Lan gia cũng sẽ hoàn toàn biến mất, Thiên Sư Tông càng sẽ bị thương nặng. Cơ hội xoay chuyển của các ngươi cũng sẽ tới. Cùng lúc đó, Dạ An Nhiên cũng ở Thiên Sư Tông tiếp kiến Thường Lăng bí mật đến thăm. Khương Phàm vì cái gì lại không chịu gặp ta? Thường Lăng đến tìm Khương Phàm, chuyến đi này cũng mang theo nguy hiểm rất lớn. Nếu như bị Hoàng Thất phát hiện chắc sẽ hoài nghi bọn hắn cấu kết với Khương gia. Hắn đang bế quan tu luyện đan thuật, ta cũng không gặp được. Thường Lăng Tông Sư nếu có chuyện gì thì có thể bàn bạc với ta trước, đến lúc thích hợp ta sẽ chuyển lời tới Khương Phàm. Dạ An Nhiên nhìn thiếu nữ xinh đẹp mang theo mạng che mặt ở trước mắt, cho dù là đã che kín nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất kỳ ảo thánh khiết kia, cùng với phần ưu nhã tư thái trong ngôn ngữ của nàng. Không hổ là nữ nhi quốc quân của Đan Quốc. Thường Lăng do dự mãi. Ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Khương Thúc Thúc cũng đã bế quan. Dạ An Nhiên lắc đầu. Từ sau khi Lương Huyền Nghĩa bị giết, Khương Hồng Võ đã bắt đầu bế quan. Phụ thân và Nạp Lan Sóc cũng đều chuẩn bị lượng lớn tài nguyên cho hắn. Thời gian một năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nếu như Khương Hồng Võ có thể thuận lợi vượt qua tiến lên niết bàn cảnh cường đại, bắt đầu huyết mạch bảo tàng. Đến lúc đó không chỉ có thể dẫn đầu bọn hắn nghênh chiến lang gia hoàng triều, càng có thể được các cường giả La Phụ ủng hộ, điều động càng nhiều người phối hợp với bọn hắn. Đan quốc chúng ta có thể luyện chế một viên đan dược, trợ giúp Khương Hồng Võ vượt qua sinh tử cảnh. Thường Lăng thể hiện thái độ, đây là lòng tin duy nhất mà Đan quốc có thể đàm phán cùng Khương Phàm. Đan dược gì? Dạ An Nhiên giật mình. Phụ thân ta đã bái phỏng Ngọc Đỉnh Tông, hy vọng có thể luyện chế đan dược đặc thù, bảo đảm Khương Hồng Võ thuận lợi vượt qua. Ngọc Đỉnh Tông đồng ý hỗ trợ, nhưng không dám cho cam đoan gì, dù sao tình huống của sinh tử cảnh quá đặc thù. Đan dược, chỉ có thể phụ trợ mà thôi. Mà sinh tử cảnh lại huyền diệu khó lường, dùng nhiều đan dược còn có thể biến khéo thành vụng, bạo thể mà chết thảm. Quốc quân có thể tự mình tới quan sát tình huống của Khương Hồng Võ. Dốc hết khả năng, phối hợp bế quan. Khương Hồng Võ là thánh linh văn, lại có các ngươi phối hợp, cơ hội có thể đạt tới 5 phần trở lên, nhưng có quốc quân tương trợ, tỷ lệ này có thể đạt tới 8 phần. Thành bại của Khương Hồng Võ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến tranh một năm sau. Lúc nói ra những lời này, Thường Lăng vô cùng cẩn thận, nếu để cho Hoàng Thất biết quốc quân Đan Quốc tự mình trợ giúp Khương Hồng Võ, đối với toàn bộ Đan Quốc mà nói là sẽ là tai nạn đến tính mạng. Các ngươi muốn cái gì? Dạ An Nhiên khó hiểu nhìn nàng, thứ gì có thể để cho Đan Quốc mạo hiểm như vậy? Chúng ta muốn đan dược truyền kỳ. Khương Phàm cứu được Tịch Giao, viên đan dược kia hẳn là đã cho Khương Phàm. Chỉ cần Khương Phàm nguyện ý giao ra, chúng ta có thể trả bất cứ giá nào. Thường Lăng nghiêm túc nhìn Dạ An Nhiên. Một viên thuốc đánh cược vận mạng một nước. Thật giá trị. Dạ An Nhiên do dự mãi, sau đó đứng lên nói. Ta không rõ Tịch Giao có đem đan dược cho Khương Phàm hay không, ta thay cô nương hỏi một chút. Ngươi kiềm chế một chút, ta không có bảo ngươi luyện đan như thế. Linh hồn đan hoàng đã triệt để bó tay với hài tử này rồi. Sau khi nói chỉ cần luyện 300 viên thuốc liền thì đứa nhỏ này đơn giản chính là đang liều mạng. Hắn luyện đến không biết ngày đêm. Đã trước sau 20 ngày rồi cũng không có chợp mắt. Một ngày hắn luyện có thể cho người ta dùng 2 ngày. Khương Phàm hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu đan thuật, đột nhiên phát hiện luyện đan chẳng những không buồn tẻ mà còn rất có ý nghĩa. Các loại dược thảo khác biệt phối hợp với nhau, số lượng dược thảo như thế nào, chờ một chút. Hình như tất cả đều có thể hình thành đan dược và hiệu quả khác nhau. Luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều, đối với hiệu quả của các loại dược thảo có cũng đã dần hiểu rõ, Khương Phàm bắt đầu có hiểu biết riêng của mình. Trong đầu mỗi khi có một viên đan dược thắp sáng lên, đầu tiên hắn liền hiểu rõ tên và dược hiệu, sau đó tự mình suy đoán cần tới dược thảo gì. Sau đó là so sánh với đan dược đã có. Lúc bắt đầu thì luôn phạm sai lầm, nhưng dần dần đã có thể thành công được 50-60%. Những thứ này đều khiến Khương Phàm bắt đầu hưng phấn, cũng càng cố sức hơn. Quốc quân Đan Quốc tự mình tới. Khương Phàm kinh ngạc nhìn Dạ An Nhiên. Đan dược thăng hoa linh văn đối với Đan Quốc có mê hoặc quá lớn, thậm chí là chí mạng. Dạ An Nhiên không phải luyện đan sư, không hiểu được cảm giác này,
thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ Thường Lăng, nàng có thể tưởng tượng được tâm tình của quốc quân Đan Quốc. Đan dược trên tay Tịch Dao, không ở chỗ ta. Khương Phàm rất chờ mong quốc quân Đan Quốc có thể tự mình tới, nhưng... Đan dược ở chỗ Tịch Dao. Không thể thương lượng với Tịch Dao một chút sao? Dạ An Nhiên biết đan dược rất quý giá, thế nhưng thành bại của Khương Hồng Võ đối bọn hắn mà nói quá quan trọng. Nếu như thành công, bọn hắn sẽ có lòng tin nghênh chiến Hoàng Triều. Nếu như thất bại, Khương Hồng Võ rất có thể sẽ chết. Ngọc Đỉnh Tông không phải đã nguyện ý phối hợp rồi sao? Chúng ta không cần Đan Quốc. Bọn họ nguyện ý phối hợp, nhưng ta cảm giác, tạo nghệ đan thuật của quốc quân Đan Quốc hẳn là cao hơn Ngọc Đỉnh Tông. Điều này cũng đúng, nhưng làm sao ta có thể mở miệng nói với Tịch Dao? Loại đan dược này quá quý giá. Dạ An Nhiên do dự. Ngươi tự mình đi bàn bạc, nàng cũng đã ôm ngươi rồi, nói không chừng có thể cho ngươi. Khương Phàm dở khóc dở cười. Nàng cha vì cảm kích nên mới ôm ta. Nàng là thánh nữ La Phù, coi như cảm tạ thì cũng không thể nào tùy tiện ôm người khác. Dạ An Nhiên bỗng nhiên cảm giác mình lại có chút chua xót. Tình huống đặc biệt chăng? Khương Phàm gãi gãi đầu, sống sót sau tai nạn, cảm xúc kích động, có thể hiểu. Khẳng định là đặc biệt thôi sao? Tông chủ thánh nữ tông cũng đích thân tới, người nhất định phải giữ lại 5 ngày. Dạ An Nhiên có chút hé miệng, Tịch Dao có mị lực như vậy sao? Mình ở bên cạnh hắn lâu như vậy, không chỉ có không lọt vào mắt, ngay cả nói cũng không nguyện ý nói vài lời, làm sao đụng phải Tịch Dao, không chỉ có một chỗ, cũng đều ôm thanh một khối. Ta giữ lại nàng 5 ngày là thả trong thanh đồng tiểu tháp. Nàng ở bên trong là... Khương Phàm cầm lấy thanh đồng tiểu tháp, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là cái gì? Sâu trong không gian của thanh đồng tiểu tháp, tiểu xà đang hấp thu long khí hải cốt rực long, từ sau khi rời khỏi thành hoàng phủ tiểu xà liền núp ở bên trong. Trước sau hơn 30 ngày, năng lượng hải cốt bị hấp thu hơn phân nửa, đều đã trở nên ảm đạm hơn. Thân thể tiểu xà cũng phát sinh thay đổi kinh người, hình thể dài đến hơn 3 mét, hai cái cánh thịt cũng hơn 2 mét, hơn nữa còn đang thay đổi. Nhưng, bên trong đống hài cốt lại có một viên đan dược. Trước đó do long khí quá thịnh, ánh sáng vờn quanh nên không có chú ý. Ở bên trong thế nào? Lúc Khương Tuyền trưởng lão rời khỏi có nói câu, tuổi vẫn còn nhỏ, cơ thể vẫn còn sinh trưởng nữa, không cần giày xéo bản thân mình. Để nhắc nhở chúng ta nói thêm với ngươi. Có ý gì? Dạ An Nhiên càng nói càng khổ, càng nói càng tức giận, trong đôi mắt xinh đẹp vậy mà lại dần dần có một làn nước nhẹ. Còn có, Nạp Lan Thanh Lạc nói ngươi trong thành hoàng phủ, mạo phạm qua Thường Lăng. Sao ngươi lại mạo phạm người ta? Dạ An Nhiên một mực không muốn nói những này, càng không để cho mình suy nghĩ những thứ này, nhưng giờ khắc này không biết thế nào lại vẫn hỏi ra. Đây là, Tịch Dao để lại. Khương Phàm từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra viên đan dược kia. Đây chính là một trong 5 viên đan dược truyền kỳ thuộc về Tịch Dao. Đây là viên đan dược kia. Dạ An Nhiên giật nảy cả mình. Hình như là Tịch Dao để lại. Khương Phàm khẽ nhíu mày, hai tỷ muội này làm việc đều thần bí như thế sao? Nàng lại để đan dược này lại cho ngươi. Dạ An Nhiên bây giờ có thể khẳng định, hai người này xác thực đã phát sinh cái gì đó rồi. Khương Phàm cầm viên đan dược có chút do dự. Viên đan dược này rốt cuộc là để lại hay là giao cho Đan Quốc? Nếu như để lại đương nhiên sẽ cho Uyển Nhi, nhưng nếu cứ như vậy, phụ thân có thể sẽ có nguy hiểm. Cho Uyển Nhi thì có thể tạo nên thánh văn hoàn toàn mới. Cho Đan Quốc, mặc dù có thể trợ giúp phụ thân, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là gia tăng tỷ lệ, cũng không nhất định sẽ hoàn toàn thành công. Khương Phàm cắn răng một cái, giao cho Đan Quốc đi. Mình có đan hoàng cổ kinh, tương lai còn có cơ hội luyện ra. Nhưng vận mạng của vương gia có khả năng sẽ bị quyết định trong một năm này. Đem đan dược cho Thường Lăng nhìn, nhưng không thể cho nàng. Để quốc quân Đan Quốc bí mật tới, tốt nhất là mang theo 2-3 vị luyện đan sư cấp bậc đại tông sư. Nếu như phụ thân có thể thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, ta nhất định đưa đan dược cho bọn hắn. Nếu như không thể, thật có lỗi. Khương Phàm không thể tùy tiện giao ra. Bây giờ cũng chỉ có thể để quốc quân Đan Quốc gắng hết sức. Quả nhiên là đang trên tay các ngươi. Thường Lăng nhìn đan dược Dạ An Nhiên đưa tới, kích động không thôi. Đây chính là viên đan dược kia. Đây chính là đan dược truyền kỳ có thể thăng hoa linh văn. Đây là,
vận mạng đan quốc. Giả An Nhiên thu hồi đan dược. Đây là đan dược của Khương Phàm, hắn làm chủ. Điều kiện gì? Thường Lăng tin tưởng Khương Phàm sẽ không làm giả. Xin mời quốc quân đan quốc tự mình tới, lại có thêm 3 vị luyện đan sư đại cấp tông sư. Nếu như Khương Vương có thể đột phá, các ngươi trực tiếp mang đan dược rời khỏi. Nếu như Khương Vương chết, chúng ta sẽ giao đan dược cho Ngọc Đỉnh Tông, mời Ngọc Đỉnh Tông kết minh cùng chúng ta. Trên đường tới Dạ An Nhiên đã nghĩ đến Ngọc Đỉnh Tông. Viên đan dược kia đối với Ngọc Đỉnh Tông cũng là chí mạng, nếu như cùng Ngọc Đỉnh Tông hợp tác liền có thể mượn lực Ngọc Đỉnh Tông điều động toàn La Phủ phối hợp Thiên Sư Tông. Đây cũng là một biện pháp. Thường Lăng yên lặng một lát, sau đó nói. Trong vòng một tháng, ta sẽ trở về. Trước đó, xin hãy giữ gìn đan dược thật kỹ, không cần cân nhắc Ngọc Đỉnh Tông. Vô hồi thánh địa. Ngươi cứ quỷ đi, vô hồi thánh địa sẽ không tiếp nhận Khương Phàm. Ngụy Thiên Thu trầm mặt quát tháo Khương Tuyền đang quỳ gối trước mặt. Thánh địa không tiếp nhận Khương Phàm, là tổn thất của thánh địa. Xin sư tôn hãy lại nói cùng thánh chủ một chút. Khương Tuyền đã quỳ 10 ngày, vì Khương Phàm, cái gì nàng cũng đều không thèm đếm xỉa. Khương Phàm đều công nhiên tỏ thái độ với bên ngoài không vào thánh địa. Thánh địa còn tiếp nhận hắn thế nào? Sao ngươi lại bướng bỉnh như thế chứ? Ngụy Thiên Thu vừa hận vừa tức, lại không có cách nào. Đã tìm được kẻ cầm đầu, Lương Huyền Nghĩa chết rồi, thánh địa và Hoàng Triều cũng không có xung đột trực tiếp. Thánh địa làm chuyện gì, càng không cần lại lo lắng Hoàng Triều. Dưới tình huống này thu nhận Khương Phàm thì thánh địa cũng không có áp lực quá lớn. Khương Tuyền dập đầu trên mặt đất, tiếp tục khẩn cầu. Ngươi là hồ đồ thật hay là giả hồ đồ? Ngươi đã ở thánh địa 20 năm, ngươi không biết mụ giả thánh chủ kia. Ngụy Thiên Thu nói đến một nửa thì đã cưỡng ép ngừng lại. Sư tôn, xin hãy nói cẩn thận. 8 vị đệ tử cùng ho khan kêu lên, chỉ trên đỉnh đầu. Khóe mắt Ngụy Thiên Thu giật một cái, chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ. 8 người các ngươi suốt ngày không có chuyện gì làm sao? Mỗi ngày ở chỗ này làm gì, cút về dạy bảo đệ tử của các ngươi đi. 8 người âm thầm nhếch miệng, mặt đầy xám xịt rời khỏi. Thánh chủ để ý mặt mũi bao nhiêu, ngươi không rõ sao? Đây không phải là chuyện Hoàng Triều, đây là nguyên nhân một mình Khương Phàm. Hắn đứng ở trước mặt Hoàng Triều và các cường giả La Phù hô to rằng không vào thánh địa. Thánh chủ còn thu hắn thế nào đây? Ngụy Thiên Thu ngược lại muốn rất muốn mang Khương Phàm đến, nhưng thánh chủ đã trực tiếp cự tuyệt. Để cho ta đi gặp thánh chủ, ta thay Khương Phàm xin lỗi thánh chủ. Khương Tuyền không chịu từ bỏ. Không cần, thánh chủ đã hạ lệnh, các 9 người các ngươi toàn bộ cùng ta vào đại hoang đóng giữ 1 năm. 1 năm, 1 năm sau Hoàng Triều sẽ muốn. Im miệng, hãy nghe ta nói hết. Ngụy Thiên Thu hung hăng chừng nàng một chút. Trước một ngày Hoàng Triều nhấc lên cuộc chiến xâm lấn, thánh địa sẽ tiếp nhận Khương Phàm đến vô hồi thánh địa. Thật! Khương Tuyền lập tức ngồi thẳng lên, kích động nhìn sư tôn. Đã định! Ngụy Thiên Thu cũng từ bỏ mặt mũi, đã đứng ở ngoài phòng thánh chủ 3 ngày 3 đêm. Ăn cơm hay đi ngủ đều đi theo. Thánh chủ bị bức ép đến cực kỳ nóng nảy nên đã đồng ý. Ngụy Thiên Thu cũng biết thánh chủ có hứng thú với Khương Phàm, chỉ là đột nhiên bị cự tuyệt làm cho nàng toàn thân khó chịu. Thời gian 1 năm, chủ yếu là để cho tiểu tử kia. Khương Tuyền đại hỉ. Tạ ơn sư tôn, ta nhất định sẽ giúp người tìm bạn đời, để cho người lúc tuổi già hưởng hạnh phúc. Ai nói muốn bạn đời, đừng mang thêm phiền phức cho ta. Người không cần bạn già. Một thời gian trước thánh chủ nói người đùa nghịch lưu manh là xảy ra chuyện gì. Biến ra ngoài. Trong nháy mắt, Khương Phàm đã trở lại La Phù hơn 4 tháng. Khương Phàm. Trong đại điện thương hội thành Bát Bảo mới, sau khi Nạp Lan Thanh Lạc nhận được tin tức liền tới đây. Thành mới xây không chậm nhỉ, đã sắp hoàn thành rồi. Khương Phàm chào hỏi với Nạp Lan Thanh Lạc, sau đó tiếp tục xem 3 bảo bối bên trong tủ lưu ly. Có đệ tử Thiên Sư Tông và Thánh Nữ Tông hỗ trợ, không ai dám đến gây sự. Nhưng sao ngươi lại ra đây làm gì? Ta trở về mấy lần đều thấy ngươi đang luyện đan. Nạp Lan Thanh Lạc tính một chút, hầu như Khương Phàm đã luyện được 4 tháng rồi. Rất nhiều người đều hoài nghi, không phải là tiểu tử này cũng cảm giác tính cách mình quá nóng nảy, nên muốn dùng luyện đan để dưỡng tâm tính đấy chứ. Hôm nay mới ra tới. Khương Phàm dùng thời gian 4 tháng, hoàn thành luyện chế 300 viên thuốc.
rốt cuộc cũng tự mình hiểu đan thuật là như thế nào, cũng có nhận thức mới nữa. Hơn 100 ngày khổ tu cũng làm cho việc khống chế hỏa diễm của hắn đạt đến trình độ lý tưởng. Linh Văn, Linh Nguyên đều đã trưởng thành. Tóm lại, hắn rất hài lòng lần bế quan này. Ai? Tiếng đan hoàng thở dài cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong ý thức Khương Phàm. Hắn rất hối hận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đứa nhỏ này lúc bình tĩnh lại sẽ làm một chuyện điên cuồng, chấp nhất như thế. Hơn 4 tháng, 130 ngày hắn luyện đan không hề ngừng nghỉ. Tốc độ luyện càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục. 300 viên thuốc cứ như vậy mà hoàn thành. Mặc dù kiểu luyện tập không ngủ không nghỉ này thì người khác cũng phải ít nhất luyện tới 7, 8 tháng, như thế Khương Phàm đây nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.